cẩn thận cảm ứng, hắn bắt được ra Diệp Thần khí tức, chỉ một thoáng sắc mặt đại biến, luân hồi chi chủ. Diệp Thần gật đầu nói, là ta. Hiu hiu hiu. Lúc này, Diệp Thần lại thấy, theo bầu trời bên ngoài, có từng đạo bóng người, hướng Thanh Lam Tổ giáo Sơn Môn bay vụt tới, đều là rách nát thần điện người, điện chủ Lục Thiên Dương cũng ở trong đó. Mấy ngày trước, Diệp Thần cắt cử Lục Thiên Dương, đi Thanh Lam Quốc điều tra sử thần tin tức, bây giờ hắn điều tra trở về. Tốt, không hàn huyên với ngươi, ta còn có việc, trước đi. Diệp Thần nhìn thấy Lục Thiên Dương tới, liền hướng thiếu niên kia cáo đừng rời bỏ. Tại Diệp Thần sau khi đi, thiếu niên nắm lấy kiếm, mờ mịt thất thần, hồi tưởng đến Diệp Thần lời nói, thì thào thì thầm, thánh nhân chi tâm, đóng đô trật tự. Trong lòng như có điều suy nghĩ. Diệp Thần đi vào Sơn Môn quảng trường, liền thấy Thanh Lam Tổ giáo tiếp khách trưởng lão, đang ở tiếp đãi rách nát thần điện đến người. Cái này là đãi ngộ chênh lệch, vừa mới Diệp Thần đến, giáo chủ Đặng Thanh Thu tự mình ra nghênh tiếp, người khác liền không có đãi ngộ này. Diệp Thần nhìn thấy rách nát thần điện điện chủ Lục Thiên Dương, trên mặt mang theo từng đạo vết thương, bộ dáng có chút chật vật cùng suy sụp tinh thần, bên cạnh đi theo cường giả, cũng là bị thương không nhẹ. Lục điện chủ, người thụ thương rồi. Diệp Thần thấy thế, có chút lo lắng hỏi. Lục Thiên Dương nhìn thấy Diệp Thần tới, trầm giọng nói, luân hồi chi chủ, thỉnh mượn một bước nói chuyện. Diệp Thần gật gật đầu, liền cùng Lục Thiên Dương đi vào một cái chỗ hẻo lánh, hỏi, Lục điện chủ, Thanh Lam Quốc bên kia, tình huống như thế nào? Lục Thiên Dương thở dài một tiếng, nói, tình huống không tốt lắm. Hắn đưa tay bóp cái pháp quyết, mây mù phun trào, thần quang nở rộ, tại Diệp Thần trước mặt hiển hóa ra một màn hình ảnh. Chỉ thấy trong tấm hình, chính là Thanh Lam Quốc bộ dáng. Ngày xưa phong cảnh tú lệ Thanh Lam Quốc, bây giờ cũng là bị hắc ám cùng ô uế bao phủ, một tòa tòa thành trì, từng mảnh cung điện, thành phế tích. Trên trời mưa sa mưa như chút nước, gió lốc lôi minh đan sen, tràng diện rất là thê lương. Diệp Thần nhìn thấy một màn này hình ảnh, trong lòng cũng 10 điểm chấn kinh cùng lo lắng. Lục Thiên Dương thở dài, luân hồi chi chủ, ta phụng mệnh lệnh của ngươi, đi tới Thanh Lam Quốc điều tra tin tức, lại thấy Thanh Lam Quốc đã bị hắc ám che mất. Không có tinh hằng chi thạch thủ hộ, không còn có đồ vật có thể áp chế sử thần, hắn trắng trợn họa loạn. Triệu hoán sử thần tộc đại lượng cường giả buông xuống, phá hủy Thanh Lam Quốc một tòa tòa thành trì, tàn sát rất nhiều sinh linh. Hắn dự định đem những sinh linh kia máu thịt, ngưng tụ, chế tạo ra một bộ tạm thời thân thể, tính toán đợi ngươi theo thánh thụ thế giới sau khi rời khỏi đây, động thủ lần nữa giết ngươi, hắn đã chờ ở bên ngoài lấy ngươi. Theo Lục Thiên Dương lời nói, Diệp Thần trước mắt hình ảnh cũng đang lưu chuyển, hắn thấy được sử thần trắng trợn sát lục, sinh linh đồ thán tràng diệt. Lại thấy hắn dựng tế đàn, chuẩn bị chế tạo tạm thời thân thể cảnh tượng. Thanh Lam Quốc lại gặp như đại nạn này, ta nghiệp chướng nặng nề. Diệp Thần thấy Thanh Lam Quốc gặp nạn, gương mặt lập tức cũng có chút bắt đầu vặn vẹo. Lục Thiên Dương hoảng hốt vội nói, luân hồi chi chủ, kẻ cầm đầu là sử thần, người không nên tự trách. Kỳ thật Thanh Lam Quốc, sớm đã bị sử thần để mắt tới, nơi đó có một đầu tinh không huyết bộc, năng lượng vô cùng dồi dào. Sử thần không có khả năng buông tha, coi như không có ngươi, hắn không sớm thì muộn cũng là muốn hướng Thanh Lam Quốc động thủ. Diệp Thần vẻ mặt rất nặng nề, lại hỏi, cái kia Mộ gia, Chu gia, Khổng gia ba người của đại gia tộc, đều chết sạch sao? Lục Thiên Dương nói, cái kia thật không có, Thanh Lam Quốc thương vong người, chủ yếu là bình dân cùng người nhỏ yếu, ba người của đại gia tộc, tại biết tinh hằng chi thạch cùng ngươi sau khi rời đi, bọn hắn liền biết họa loạn đem đến. Cho nên sớm bố trí phòng ngự, tránh tại dưới mặt đất. Bọn hắn liên hợp lại cùng sử thần chống lại, còn có thể miễn cưỡng chống đỡ một thời gian, ta đã điều động ta rách nát thần điện cao thủ, tiến đến trợ chiến. Diệp Thần thấy Lục Thiên Dương toàn thân vết thương không cạn, liền biết hắn cùng sử thần trận doanh giao phong qua, cảm thấy cảm kích, nói, vậy thì thật là quá đa tạ ngươi, Lục Điện Chủ. Lục Thiên Dương hoảng hốt vội nói, không cần cảm ơn, vì luân hồi chi chủ hiệu mệnh. Là vinh hạnh của ta. Dừng một chút, hắn lại có chút ngưng trọng nói ra, chỉ bất quá, bây giờ sử thần thế lớn, quả thực không thể khinh thường, ngoại trừ sử thần tộc cường giả bên ngoài, hắn còn triệu hoán tinh đồng thiên tôn buông xuống. Diệp Thần nghe được câu này, biểu lộ khẽ biến, con ngươi ngưng tụ tinh đồng thiên tôn. Diệp Thần đôi mắt hơi co lại, tinh đồng thiên tôn. Lục Thiên Dương nói, đúng vậy, này tinh đồng thiên tôn, trước kia là gió lốc tinh vực chúa tể.
sau này bị luân hồi chi chủ ngươi giết chết, nhưng hắn tại tử thần giáo đoàn tế đàn bên trên sống lại. Bây giờ, sử thần thậm chí ban cho hắn chúc phúc, thanh kiếm tổ đạo thống truyền thừa cho hắn. Vừa nói, Lục Thiên Dương một bên biến động hình ảnh, hướng Diệp Thần biểu hiện ra. Chỉ thấy trong tấm hình, xuất hiện Tinh Đồng Thiên Tôn thân ảnh, gánh vác lấy một thanh cự kiếm, đứng tại sử thần bên người. Cái kia nắm cự kiếm, mang theo nguyên sơ thế giới huyền bí lực lượng, khí tức cuồn cuộn. Thanh kiếm này, Diệp Thần nhìn xem Tinh Đồng Thiên Tôn mang kiếm, tầm mắt khẽ biến. Lục Thiên Dương nói, là kiếm tổ lớn thiên cự khuyết kiếm, kiếm tổ là nguyên sơ thế giới thiên thần, truyền thuyết là thế gian đệ nhất cái học kiếm người, không không lúc nào không đã từng tung hoành một thời đại kiếm thiên đế, liền là kiếm tổ truyền nhân, không biết ngươi có nghe nói hay không qua danh hào của hắn. Diệp Thần gật đầu nói, tự nhiên nghe qua. Kiếm tổ truyền thuyết, Diệp Thần sớm có nghe thấy, hắn nắm giữ đạo pháp bên trong, có một môn quá sơ sinh diệt đạo, liền là nguồn gốc từ kiếm tổ đạo thống. Còn có huynh đệ của hắn Hàn Diễm, đã từng quan sát qua kiếm tổ chi kiếm, lĩnh ngộ không ít kiếm đạo tinh túy. Lục Thiên Dương nói, sử thần từng bừa bãi tàn phá nguyên sơ thế giới, kiếm tổ bị hắn ô nhiễm, trở thành tín đồ của hắn, kiếm tổ đạo thống, liền do sử thần trưởng khống. Bây giờ, hắn đem kiếm tổ đạo thống, ban cho Tinh Đồng Thiên Tôn, là muốn dùng Tinh Đồng Thiên Tôn làm kiếm, tới chấn áp ngươi. Diệp Thần biểu lộ bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, còn ngươi híp lại. Nghĩ thầm, lúc trước không thể triệt để diệt sát Tinh Đồng Thiên Tôn, bây giờ quả nhiên thành tai họa ngầm. Lục Thiên Dương lại nói, cái này Tinh Đồng Thiên Tôn, rất có thể sẽ tiến vào thánh thụ thế giới, muốn người bất lợi, luân hồi chi chủ, người yên tâm, ta rách nát thần điện, thể sống chết thủ hộ ngươi. Diệp Thần tâm hạ cảm kích, Lục Điện Chủ, cái kia liền đa tạ ngươi. Hiu hiu hiu, hai người đang khi nói chuyện, lại có từng đạo màu tím thần quang. Từ phương xa chân trời bay tới, lại là thánh thụ chi môn người tới. Lục Thiên Dương nói ra, Thịnh Cô Hoài tới. Thịnh Cô Hoài chính là thánh thụ chi môn trưởng môn, sinh đến gầy gò vô cùng, như một cây cây trúc, gầy còm ra mặt dán vào xương cốt, một mặt lãnh túc khí. Diệp Thần tâm bên trong khẽ động, hắn muốn đi Thanh Lam thánh thụ hái thánh quả, cái này cần thánh thụ chi môn đồng ý. Nhưng khiến cho hắn mở miệng đi hỏi thăm, rõ ràng không thích hợp. Thánh thụ chi môn đám người, cũng nhìn thấy Diệp Thần, trưởng môn Thịnh Cô Hoài lãnh túc trong ánh mắt, lộ ra một cỗ tình cảm phức tạp. Bây giờ thánh thụ thế giới bốn thế lực lớn, Phục Ma Thâm Cốc, Thanh Lam Tổ Giáo, Rách Nát Thần Điện đều nguyện ý di chuyển, cũng chỉ còn lại có thánh thụ chi môn không chịu rời. Thái Tấn cảm giác được thánh thụ chi môn đám người đến, cũng dẫn người ra tới chào hỏi, hướng phía Thịnh Cô Hoài ha ha cười nói, Thịnh trưởng môn, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Thịnh Cô Hoài nói, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, Thái lĩnh chủ. Thanh âm có chút lãnh tịch. Thái Tấn vừa cười mời nói, ta có một số việc, muốn cùng thịnh trưởng môn thương lượng một chút, không bằng tìm một chỗ tâm sự. Thịnh Cô Hoài do dự một chút, gật đầu nói, có khả năng. Diệp Thần tâm bẩn thình thịch nhảy một cái, biết là Thái Tấn muốn cùng thánh thụ chi môn thương lượng, cởi mở Thanh Lam thánh thụ, khiến cho hắn đi hái thánh quả. Khi lấy được Thịnh Cô Hoài sau khi đồng ý, Thái Tấn lại hướng Diệp Thần liếc mắt ra hiệu, ba người trực tiếp tránh đi mọi người, đi vào dưới một cây đại thụ nghị sự. Thái Tấn cười hỏi, Thịnh trưởng môn, không biết người cảm thấy luân hồi chi chủ như thế nào? Thịnh Cô Hoài trầm tư một hồi, tầm mắt dò xét Diệp Thần một thoáng, nói, luân hồi chi chủ Thiên Túng Anh Tư, là đương thời nhân tài kiệt xuất anh hùng. Trước đây Diệp Thần thôn phệ thiên cổ ma long hồn, hắn cũng là rung động thật sâu. Cái kia thiên cổ ma long hồn, cho dù là hắn, cũng trăm triệu không có tư cách luyện hóa, Diệp Thần lại làm được. Thái Tấn cười nói, cái kia luân hồi chi chủ muốn đi các ngươi thánh thụ chi môn, hái mấy quả trái cây, người đồng ý không đồng ý. Ban đầu Thái Tấn đã làm tốt ăn nói khép nép, cầu Thịnh Cô Hoài cởi mở Thanh Lam thánh thụ dự định, nhưng bây giờ Diệp Thần đã biểu hiện ra đủ thực lực cường hãn, hắn cũng không cần khúm núm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nghe được Thái Tấn thỉnh cầu, Thịnh Cô Hoài nhướng mày, nhìn về phía Diệp Thần, luân hồi chi chủ, ngươi là muốn Thanh Lam thánh quả. Diệp Thần gật đầu nói, chính là, tại hạ cần Thanh Lam thánh quả, điều trị nội tức, còn mời tiền bối giàn xếp, ta sẽ cho ngươi đầy đủ thù lao, tuyệt sẽ không lăng không đi ăn chùa. Bây giờ Diệp Thần có Phục Ma Thâm Cốc cùng Rách Nát Thần Điện duy trì, trên tay tài nguyên phong phú, có thể cùng thánh thụ chi môn giao dịch.
Thịnh Cô Hoài trầm ngâm một hồi, tựa hồ quyết định, nhân tiện nói, luân hồi chi chủ, ngươi là đại nhân vật, ngươi muốn tới ta thánh thụ chi môn, hái mấy quả trái cây, chút chuyện nhỏ này, ta tất nhiên là không có không đồng ý. Đến mức thù lao, cái kia cũng không cần, ta chỉ muốn cầu luân hồi chi chủ ra mặt, nói với Thanh Lam tổ giáo một tiếng, gọi bọn hắn nắm Tử Huyền thần thụ hạt giống, trả lại cho ta thánh thụ chi môn. Hắn biết Diệp thần mặt mũi lớn, cho nên cũng muốn thỉnh Diệp thần ra mặt hỗ trợ. Diệp thần ồ một tiếng, trong lòng kỳ dị, nghe Thịnh Cô Hoài, thánh thụ chi môn cùng Thanh Lam tổ giáo ở giữa, tựa hồ tồn tại mâu thuẫn gì, liền hỏi. Thịnh trưởng môn, các ngươi cùng Thanh Lam tổ giáo, đến cùng là có cái gì ân oán sao? Tử Huyền thần thụ hạt giống, lại là cái gì? Thịnh Cô Hoài thở dài một hơi, nói cái kia Tử Huyền thần thụ hạt giống, là ta thánh thụ chi môn, các triều đại tổ tiên, hao phí vô số tâm huyết cùng tài nguyên, tạo ra đồ vật. Ta thánh thụ chi môn, chấp trưởng lấy một môn tam thập tam thiên thần thuật, gọi Tử Huyền tạo hóa trải qua. Môn này Tử Huyền tạo hóa trải qua, là một môn thâm hậu nội công tâm pháp, tu luyện tới đỉnh phong về sau, cũng có thể chế tạo một gốc Tử Huyền thần thụ, lui tránh tà ma, trấn áp hắc ám, thành lập trật tự. Bất quá này Tử Huyền tạo hóa trải qua, nghe nói là thời đại viễn cổ, một cái không thể nói cường giả sáng tạo, 10 điểm thâm ảo phức tạp, muốn tu luyện đến đỉnh phong, cũng là phi thường gian nan. Ta thánh thụ chi môn các triều đại tổ tiên, cũng không ai có thể luyện đến đỉnh phong nhất Tử Huyền thần thụ, vô pháp chế tạo ra đến, nhưng chúng ta chế tạo ra một quả hạt giống, chỉ cần ấp bồi dưỡng nảy mầm, một dạng có cơ hội trưởng thành thần thụ. Này Tử Huyền thần thụ nếu là lớn mạnh, năng lượng không kém gì Thanh Lam thánh thụ. Thanh Lam thánh thụ, là thánh thụ thế giới hạch tâm nhất chỗ, là hết thảy pháp tắc trật tự đầu nguồn, năng lượng 10 điểm bằng bạc. Mà bây giờ Thịnh Cô Hoài lại nói, bọn hắn thánh thụ chi môn chế tạo ra Tử Huyền thần thụ hạt giống, nếu là lớn mạnh phát dục dâng lên, lại không kém gì Thanh Lam thánh thụ. Có thể nghĩ, này Tử Huyền thần thụ hạt giống, đối bọn hắn tới nói, trọng yếu bực nào, giá trị không thể đo lường. Diệp thần tâm bên trong hơi chấn động một chút, lông mày lại khẽ nhíu một cái, nói các ngươi Tử Huyền thần thụ hạt giống, là bị Thanh Lam tổ giáo cướp đi. Thịnh Cô Hoài lộ ra một điểm xấu hổ cùng thần sắc bất đắc dĩ, nói cũng không phải cướp đi, là bởi vì một trận đổ ước, ta thánh thụ chi môn thua cuộc. Tại 10 vạn cái kỷ nguyên trước kia, ta thánh thụ chi môn thái thượng trưởng lão Thịnh Tuyên Bụi, cùng Thanh Lam tổ giáo sư thúc tổ Đặng Thương Vân luận võ đánh cược, riêng phần mình lấy ra một cái kinh thiên thẻ đánh bạc. Ta thánh thụ chi môn thẻ đánh bạc, là Tử Huyền thần thụ hạt giống. Thanh Lam tổ giáo thẻ đánh bạc, thì là đại đế cổ đại Hạo Thiên Nho Thánh thi cốt kim thân. Nghe vậy, Diệp thần lấy làm kinh hãi, nói cái này đích xác là kinh thiên thẻ đánh bạc. Đối thánh thụ chi môn tới nói, Tử Huyền thần thụ hạt giống giá trị, không cần nói cũng biết. Mà Thanh Lam tổ giáo xuất ra thẻ đánh bạc, tuyệt không so Tử Huyền thần thụ hạt giống kém, đúng là lão tổ tông Hạo Thiên Nho Thánh thi cốt kim thân. Hôm nay bái đế đại hội, muốn bái liền là Hạo Thiên Nho Thánh thi cốt kim thân. Thanh Lam tổ giáo thế mà xuất ra vật chân quý như vậy làm thẻ đánh bạc, quả thực là nghịch thiên. Thịnh Cô Hoài nói tiếp, ta thánh thụ chi môn thái thượng trưởng lão, còn có Thanh Lam tổ giáo sư thúc tổ, đều là võ si, bình thường thích nhất luyện võ đánh nhau, tính cách đều có chút bất cần đời, bọn hắn đánh cược, sao có thể thật chứ? Trận kia đánh cược, là ta thánh thụ chi môn thua, thái thượng trưởng lão thế mà thật nắm Tử Huyền thần thụ hạt giống, giao cho Thanh Lam tổ giáo. Ta biết việc này về sau, thật sự là sợ đến hồn phi phách tán, như thế không hợp thói thường đánh cược, sao có thể làm thật đâu. Ta liền muốn hỏi Thanh Lam tổ giáo, đòi lại Tử Huyền thần thụ hạt giống. Diệp thần nói, bọn hắn không chịu cho. Thịnh Cô Hoài gật đầu nói, đúng vậy, bọn hắn muốn nuốt một mình cái kia hạt giống. Một bên Thái Tấn, đang nghe Thịnh Cô Hoài nói chuyện về sau, trực tiếp nhíu mày ngắt lời nói, chờ một chút, ta nghe nói chân tướng sự tình. Tựa hồ cũng không phải là như thế. Không phải Thanh Lam tổ giáo muốn nuốt một mình Tử Huyền thần thụ hạt giống, là bọn hắn vô ý đem hạt giống này, đi rơi xuống Tù Linh Chi Uyên. Tù Linh Chi Uyên, là Thanh Lam tổ giáo cấm địa, một mảnh tràn ngập hắc ám quỷ dị thâm uyên, bên trong có vô số đạo đà đế cổ thần phân thân, đáng sợ đến vô cùng. Cái kia Tử Huyền thần thụ hạt giống, đi rơi xuống Tù Linh Chi Uyên, cái kia Thanh Lam tổ giáo coi như nghĩ phải trả lại, cũng là tuyệt đối không thể. Thịnh Cô Hoài hừ một tiếng, nói cái gì Tù Linh Chi Uyên, bất quá là mượn cớ thôi,
bọn hắn liền là muốn nuốt một mình. Cái kia tử huyền thần thụ hạt giống, chỉ có tu luyện tử huyền tạo hóa trải qua người, mới có nghiên cứu khả năng, bọn hắn độc chiếm thì có ích lợi gì. Hoàn toàn là hại người không lợi mình. Cung lệnh kính hướng Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, bây giờ chỉ có mời ngươi ra mặt, nói với Thanh Lam tổ giáo một tiếng, để bọn hắn trả lại hạt giống. Sau khi chuyện thành công, ngươi mong muốn hái nhiều ít Thanh Lam thánh quả, ta thánh thụ chi môn đều đồng ý, ta thậm chí nguyện ý đem ta thánh thụ chi môn bí truyền tử huyền tạo hóa trải qua, đưa tặng cho ngươi. Hắn một lòng muốn lấy hồi trở lại tử huyền thần thụ hạt giống, cho nên chỉ muốn cầu Diệp Thần ra mặt. Tại đi qua tuế nguyệt bên trong, hắn đã cùng Thanh Lam tổ giáo đã giao thiệp vô số lần, nhưng Thanh Lam tổ giáo luôn là đủ kiểu mượn cớ thoái thác, hắn cũng là bất đắc dĩ cực kỳ. Tại bốn thế lực lớn bên trong, Thanh Lam tổ giáo thực lực cường đại nhất, thánh thụ chi môn là không dám dùng sức mạnh, hiện tại Thịnh Cô Hoài chỉ muốn thỉnh Diệp Thần ra mặt. Diệp Thần biết được đầu đuôi sự tình, hơi trầm ngâm một hồi, nói Thịnh trưởng môn, ta có thể giúp ngươi hỏi một chút Thanh Lam tổ giáo. Nhưng bọn hắn có chịu hay không trả lại tử huyền thần thụ hạt giống, ta không dám hứa chắc. Thịnh Cô Hoài mừng rỡ, nói, luân hồi chi chủ, ngươi chịu ra mặt, vậy thì thật là không thể tốt hơn, đa tạ, đa tạ. Dừng một chút, lại nói, nếu là có thể thu hồi tử huyền thần thụ hạt giống, cũng bồi dưỡng nảy mầm, ta thánh thụ chi môn, có trật tự thủ hộ, ta nguyện ý đem người di chuyển đi bên ngoài, đầu nhập vào luân hồi trận doanh, về sau chỉ nghe lệnh ngươi. Tử huyền thần thụ, là toàn bộ thánh thụ chi môn tâm huyết niềm hy vọng. Thanh Lam thánh thụ là tinh không phía trên rơi xuống đồ vật, thánh thụ chi môn cũng không thể hoàn toàn trưởng khống, cần cúm núm lễ bái cung phụng, mỗi cái kỷ nguyên đều muốn hiến tế ra đại lượng đầu người, mới có thể có đến Thanh Lam thánh thụ chúc phúc, đại giới to lớn, khổ không thể tả, bọn hắn cũng có chút không chịu nổi. Tử huyền thần thụ, là thánh thụ chi môn cải biến vận mệnh hy vọng. Này gốc thần thụ, nếu có thể chế tạo ra đến, liền có thể thay thế Thanh Lam thánh thụ, trở thành thánh thụ chi môn hải đăng trật tự hạch tâm. Kể từ đó, bọn hắn về sau không cần lại hy sinh đầu người, cũng có sống yên phận căn cơ, di chuyển đi bên ngoài cũng không sao, thậm chí có khả năng đầu nhập vào Diệp Thần. Diệp Thần cảm nhận được Thịnh Cô Hoài nóng rực tâm ý, lập tức liền đi tới Thanh Lam tổ giáo đại điện, tìm tới giáo chủ Đặng Thanh Thu, nghĩ hắn nói rõ việc này. Đặng Thanh Thu đang nghe về sau, giật nảy cả mình, nói, luân hồi chi chủ, người nghĩ thay thánh thụ chi môn ra mặt. Diệp Thần lắc đầu nói, không phải ra mặt, chỉ là năm đó đổ ước, thật có chút ngả ngớn cùng không hợp thói thường, cái kia tử huyền thần thụ hạt giống, quý giáo muốn tới cũng vô dụng, chẳng thà trả lại thánh thụ chi môn. Thử nghĩ một hồi, nếu như năm đó đánh cược, quý giáo vô ý thua, chẳng lẽ cũng phải đem Hạo Thiên Nho Thánh thi cốt kim thân giao ra sao? Đặng Thanh Thu nói, sư thúc ta Đặng Thương Vân kiếm đạo thông thần, hắn một lòng luyện kiếm, kiếm tâm thanh xuân bất lão, vĩnh bảo thiếu niên, dung mạo không nhận tuế nguyệt mài mòn, vô địch tại thế, nhân vật bậc nào, hắn không có khả năng thua. Diệp Thần nói, Đặng giáo chủ, ta không phải nói ngươi sư thúc không được, ta chỉ nói là nếu như. Đặng Thanh Thu trầm ngâm một thoáng, nói, luân hồi chi chủ, thực không dám giấu giếm, sư thúc ta năm đó thắng được tử huyền thần thụ hạt giống về sau. Vui mừng quá đỗi, tại tù linh chi uyên luyện kiếm thời điểm, vô ý đem hạt giống rơi xuống. Cái kia tù linh chi uyên, là muốn mệnh thâm uyên, tử huyền thần thụ hạt giống rơi xuống ở bên trong, là dù như thế nào đều không tìm về được, ta coi như nghĩ trả lại cho thánh thụ chi môn, cũng là trăm triệu làm không được. Diệp Thần nghe Đặng Thanh Thu ngôn từ thành khẩn, đảo không phải cố ý thoái thác, không khỏi nhướng mày, nói. Thật đi rơi xuống thâm uyên, không cầm về được rồi. Đặng Thanh Thu nói, đúng vậy, tù linh chi uyên là cấm kỵ chi địa, hắc ám sát khí tràn ngập, không phải ta chiếm lấy thánh thụ chi môn hạt giống, là thực sự không có cách nào cầm về. Diệp Thần tâm bên trong suy nghĩ một thoáng, nói, Đặng giáo chủ, các ngươi tìm không trở lại, không biết có thể để cho ta đi tù linh chi uyên thử một chút. Hắn có quang minh chi tâm, thiên đế kim luân, thiên hỏa mệnh tinh các loại thủ đoạn, coi như cái kia tù linh chi uyên hắc ám, hắn cũng không sợ. Nếu như cái kia tử huyền thần thụ hạt giống, thật tại tù linh chi uyên, cái kia Diệp Thần có lẽ có khả năng tìm về tới. Nghe vậy, Đặng Thanh Thu giật nảy cả mình, nói, việc này tuyệt đối không thể, luân hồi chi chủ, nễ mạc muốn nói đùa. Cái kia tù linh chi uyên, chính là hắc ám cấm kỵ tử địa, ngươi nếu là ở bên trong xảy ra điều gì sai lầm, ta Thanh Lam tổ giáo có thể không chịu đựng nổi,
Diệp thần nói, không sao, ta có hộ thân thủ đoạn, đặng giáo chủ không cần lo lắng quá mức. Đặng Thanh Thu chau mày, nào dám nhường Diệp thần đi mạo hiểm. Keng, keng, keng. Lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng chuông du dương. Đặng Thanh Thu mừng rỡ, nói tránh đi, luân hồi chi chủ, bái đế đại hội dụng cụ điển muốn đầu, chúng ta đi trước tham dự, việc này cho sau lại nói. Nói xong vội vàng đi ra đại điện, bắt. Diệp thần thấy thế, cũng chỉ đành đi theo ra. Bái đế đại hội dụng cụ điển chính thức bắt đầu, trước mọi người hướng đại đế lăng. Đại đế lăng, là Thanh Lam tổ giáo lão tổ tông Hạo Thiên Nho Thánh lăng mộ, bên trong thờ phụng Hạo Thiên Nho Thánh thi cốt kim thân. Theo bái đế đại hội dụng cụ điển bắt đầu, Thanh Lam tổ giáo, rách nát thần điện, phục ma thâm cốc, thánh thụ chi môn người, dồn dập đi tới đại đế lăng, riêng phần mình dâng lên lễ vật, triều bái Hạo Thiên Nho Thánh thi cốt kim thân. Hạo Thiên Nho Thánh thi cốt kim thân, được đặt ở một tòa xưa cũ trên bệ đá. Cái kia bộ hài cốt kim thân, thoạt nhìn vô cùng khô gầy, phía trên sơn kim phấn, toàn thân tràn ngập kim quang, những kim quang này lại hội tụ từng nét bùa chú. Tại thi cốt quanh thân chậm rãi chuyển động bay múa, hình ảnh thoạt nhìn có chút mỹ lệ, lại có chút viễn cổ quỷ bí khí tức. Diệp thần đứng tại thánh thụ chi môn trưởng môn Thịnh Cô Hoài bên người, thấp giọng hướng hắn giảng thuật chuyện mới vừa rồi. Thịnh Cô Hoài vẻ mặt kinh ngạc không chừng, hỏi, luân hồi chi chủ, người muốn đích thân đi tù linh chi uyên. Diệp thần gật đầu nói, chỉ có biện pháp này, liền sợ Thanh Lam tổ giáo không chịu cởi mở. Thịnh Cô Hoài hừ một tiếng nói, bọn hắn nếu là không chịu cởi mở, cái kia chính là trong lòng có quỷ, muốn nuốt một mình ta thánh thụ chi môn tử huyền thần thụ hạt giống. Diệp thần lắc đầu không nói gì thêm, cho Hạo Thiên Nho Thánh thi cốt kim thân thượng hương, ánh mắt nhìn cái kia thi cốt kim thân, khẩn cầu đạt được võ đạo cảm ngộ. Hạo Thiên Nho Thánh, là thánh thụ thế giới duy nhất từng sinh ra thiên đế, bái đế đại hội liền là bái tế hắn thi cốt kim thân, nếu như tế phẩm đầy đủ, hoặc là tâm ý thành tín lời. Liền có khả năng đạt được Hạo Thiên Nho Thánh chúc phúc, thu hoạch đủ loại võ đạo tăng thêm. Liền thấy Thanh Lam tổ giáo, rách nát thần điện, phục ma thâm cốc, thánh thụ chi môn đám người, đều dồn dập hướng Hạo Thiên Nho Thánh thi cốt triều bái, hy vọng có thể đạt được chúc phúc. Ong ong ong, từng đạo thần quang, theo đại đế lăng đám người các nơi nở rộ mà ra, không ít người tại chỗ đạt được chúc phúc, tu vi có chỗ tinh tiến. Ta đột phá. Ha ha, ta vận khí cũng không tệ. Đạt được Hạo Thiên Nho Thánh chúc phúc, kiếm đạo lại có tinh tiến. Ta tối thương lành. Từng đạo kinh hỉ thanh âm, từ trong đám người phát ra, Hạo Thiên Nho Thánh chúc phúc hiệu quả, đã ở trong sân rõ ràng. Diệp thần nhìn thấy một màn này, tâm tư thu lại, càng thành tâm ngắm nhìn Hạo Thiên Nho Thánh kim thân, trong lòng yên lặng cầu nguyện. Bỗng nhiên, theo Hạo Thiên Nho Thánh thi cốt kim thân bên trong, liền có một cỗ kim quang bắn ra, bắn tới Diệp thần trên thân. Oanh! Tại kim quang phóng tới trong nháy mắt, Diệp thần trong óc kịch chấn, tràn vào một cỗ bàng bạc tin tức chảy. Nguồn tin tức này chảy, là một môn kiếm pháp. Tam thập tam thiên thần thuật, thiên đế trảm long quyết. Diệp thần cũng nhận được chúc phúc, thế mà thu được thiên đế trảm long quyết áo nghĩa bí quyết. Thiên đế trảm long quyết, thánh nhân giáo hóa chi tâm, chấn sát tà ma phong mang, đại đạo hoa trương, thi từ ngữ pháp, rất nhiều áo nghĩa, không ngừng theo Diệp thần trong đầu lướt qua. Cuối cùng, Diệp thần trong đầu, xuất hiện một đạo thân ảnh già nua. Thân ảnh kia, từng trang sách thi tử văn chương ký tự, như hồ điệp cùng xiềng xích, tại quanh người hắn quanh quẩn phiên phi lấy, chính là Thanh Lam tổ giáo tổ sư gia, Hạo Thiên Nho Thánh. Giờ phút này, Hạo Thiên Nho Thánh thân ảnh, thế mà xuất hiện tại Diệp thần trong đầu. Luân hồi chi chủ, nghĩ không ra ngươi thế mà sẽ buông xuống ta Thanh Lam tổ giáo, ngươi triều bái, ta không dám chịu. Hạo Thiên Nho Thánh mỉm cười, hướng Diệp Thần mở miệng nói. Diệp Thần ngẩn người, cấp tốc lấy lại tinh thần, nói, Hạo Thiên Nho Thánh, kỳ thật ngươi không chết. Hạo Thiên Nho Thánh lắc đầu nói, không, ta đã chết, đây chỉ là ta lưu lại ý chí. Ngươi thiên phú, hơn xa tại ta, này thiên đế trảm long quyết thần thuật áo nghĩa, ta liền truyền cho ngươi. Môn này thiên đế trảm long quyết, chính là nguyên thiên đế tự tay sáng tạo, ẩn chứa thánh nhân giáo hóa. Lui tránh tà ma chí lý, vô cùng huyền vi thâm ảo, năm đó ta cũng chỉ là lĩnh ngộ 7-8 phần, không thể hoàn toàn hiểu thấu đáo tinh túy. Nhưng ta nghĩ, dùng thiên phú của ngươi, tất có thể hiểu thấu đáo thiên đế trảm long quyết toàn bộ tinh túy. Nếu là tương lai, ngươi gặp được nguyên thiên đế,
liền thay ta hướng hắn vấn an, ta Thanh Lam tổ giáo có thể tại đây cái quỷ thế giới khác sống yên phận, cũng may mà Nguyên Thiên Đế tí hữu. Dứt lời, Hạo Thiên Nho Thánh thân ảnh cùng thanh âm, liền chậm rãi theo Diệp Thần trong đầu đi xa tan biến. Diệp Thần mở mắt, giật mình thất thần, ngày đó Đế Trảm Long Quyết diệu pháp, đã toàn bộ lạc ấn đến trong lòng của hắn. Hắn thiên phú cực cao, tại ngắn ngủi phỏng đoán qua đi, chính là đại khái hiểu thấu đáo Thiên Đế Trảm Long Quyết tinh túy. Oanh! Tại Diệp Thần hiểu thấu đáo Thiên Đế Trảm Long Quyết tinh túy trong nháy mắt, một cỗ bàng bạc khí tượng, cũng là từ trên người hắn bạo phát đi ra. Chỉ thấy từng trang sách thi từ, từng trang sách đại đạo hoa chương, diễn biến thành muôn vàn ký tự, mang theo thánh nhân giáo hóa, chấn thủ thiên hạ bàng bạc sức mạnh to lớn, tại Diệp Thần quanh thân phiên phi vũ động. Từng sợi kiếm khí, cũng là từ trên người Diệp Thần bắn ra, mang theo Thiên Đế Trảm Long Oai. Diệp Thần toàn thân kim quang hạo đáng, rồng bay phượng múa, thiên long gầm thét, khí tràng 10 điểm hung mãnh. Trên người hắn bộc phát ra mạnh mẽ khí tràng, trực tiếp đem xung quanh người toàn bộ đẩy lui. Các ngươi xem, luân hồi chi chủ. Trời ạ, hắn đạt được cái gì chúc phúc, khí tượng cư nhiên như thế hung mãnh. Thiên Đế Trảm Long Quyết, là Thiên Đế Trảm Long Quyết khí tượng. Lão Tổ Tông đối luân hồi chi chủ, cư nhiên như thế ưu ái, nắm Thiên Đế Trảm Long Quyết đều truyền cho hắn rồi. Từng đạo kinh ngạc rung động thanh âm, theo toàn bộ đại đế lăng bên trong truyền ra. Tất cả mọi người vô cùng kinh hãi nhìn về phía Diệp Thần. Bọn hắn triều bái Hạo Thiên Nho Thánh, có thể được đến một chút chúc phúc, coi như là thiên đại may mắn. Nhưng bây giờ, Diệp Thần chúc phúc, khí tượng lại là thao thiên, hoàn toàn đạt được Thiên Đế Trảm Long Quyết áo nghĩa. Thiên Đế Trảm Long Quyết, là Thanh Lam tổ giáo hạch tâm bí pháp, ngoại nhân không cách nào nhúng chàm. Nhưng bây giờ, Diệp Thần hoàn toàn kế thừa, làm cho Thanh Lam tổ giáo đám người cũng là lâm vào to lớn chấn kinh cùng trong kinh ngạc. Luân hồi chi chủ quả thật là thần uy kinh người, ta Phục Ma Thâm Cốc không có sai nắm, ha ha ha. Thấy Diệp Thần như thế rộng rãi khí tượng, Thái Tấn nhịn không được ngửa mặt lên trời cười ha hả. Rách nát thần điện điện chủ Lục Thiên Dương, cũng là trở nên kích động, nghĩ thầm chính mình may mắn không có tìm Diệp Thần báo thù, phản mà thay đổi chủ ý đầu nhập vào, bằng không, nếu là hắn thành Diệp Thần kẻ địch, không biết sẽ có cỡ nào thống khổ. Thánh thụ chi môn trưởng môn Thịnh Cô Hoài, cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi cùng ngưỡng mộ, nghĩ thầm, luân hồi chi chủ thần uy bất phàm, có lẽ thật có thể giúp ta thánh thụ chi môn, tìm về tử huyền thần thụ hạt giống. Thanh Lam tổ giáo giáo chủ Đặng Thanh Thu trên mặt mang theo vẻ kinh ngạc, có chút lạnh cóng hướng Diệp Thần hỏi. Luân hồi chi chủ, người đã lĩnh ngộ Thiên Đế Trảm Long Quyết rồi. Diệp Thần tâm bên trong ngưng tư, Thiên Đế Trảm Long Quyết đủ loại diệu pháp, trong lòng hắn từng cái lững lờ trôi chảy qua, không có bất kỳ cái gì cản trở chỗ, hắn liền gật đầu nói xem như sơ bộ lĩnh ngộ, Đặng giáo chủ, có thể phải đa tạ nhà ngươi lão tổ tông chúc phúc. Đặng Thanh Thu vô cùng chấn động, nói, không cần cảm ơn, luân hồi chi chủ, người quả nhiên vô địch. Chính hắn cũng tu luyện Thiên Đế Trảm Long Quyết, biết môn này kiếm pháp thâm ảo, người bình thường có thể lĩnh ngộ chút ra lông, liền đầy đủ trảm diệt quỷ dị. Hắn khổ tu nhiều năm, cũng chỉ là lĩnh ngộ 4, 5 phần 10. Nhưng xem Diệp Thần bây giờ khí định thần nhàn bộ dáng, phảng phất đã nắm giữ Thiên Đế Trảm Long Quyết toàn bộ tinh túy, cái này thực sự quá kinh khủng, Đặng Thanh Thu trong lòng chỉ có rung động cùng sùng bái, trong truyền thuyết luân hồi thiên phú, quả nhiên là siêu phàm vô địch. Diệp Thần nhớ tới tử huyền thần thụ hạt giống sự tình, liền rèn sắt khi còn nóng, nói, Đặng giáo chủ, bằng vào ta bây giờ tu vi nội tình, có thể tiến vào tù linh chi uyên đi. Nghe được Diệp Thần thỉnh cầu, Đặng Thanh Thu sầm mặt lại, nói, luân hồi chi chủ, người vẫn là muốn đi tù linh chi uyên. Diệp Thần gật đầu nói, đúng vậy, các ngươi cùng thánh thụ chi môn ân oán, liền để ta tới chung kết đi. Nói xong con mắt nhìn xem thánh thụ chi môn trưởng môn Thịnh Cô Hoài. Thịnh Cô Hoài mặt mũi tràn đầy đều là chờ mong, chỉ muốn mau sớm cầm lại tử huyền thần thụ hạt giống. Những người ở chỗ này cũng biết thánh thụ chi môn cùng Thanh Lam tổ giáo mâu thuẫn, đều biết cái kia tử huyền thần thụ hạt giống, ngay tại tù linh chi uyên. Cái kia tù linh chi uyên, là Thanh Lam tổ giáo cấm kỵ tử địa, coi như phóng nhãn đến toàn bộ thánh thụ thế giới, cũng có thể được xưng là kinh khủng nhất địa phương một trong. Luân hồi chi chủ lại muốn đi tù linh chi uyên, đây không phải muốn chết sao? Tù linh chi uyên chỗ kia, thượng vị thần đều không dám đi a, hắn thật không sợ chết sao?
Nếu là luân hồi chi chủ chết ở chỗ này, vậy liền có trò hay để nhìn. Rất nhiều nghị luận thanh âm vang lên, không ít người đều nghĩ xem kịch vui. Đặng Thanh Thu tầm mắt chuyển động, suy nghĩ trong chốc lát, trầm giọng mở miệng nói, luân hồi chi chủ, không phải ta không cho ngươi đi tù linh chi uyên, mà là chỗ kia, thực sự quá nguy hiểm. Ngươi là kẻ ngoại lai, khả năng còn không biết, tại tù linh chi uyên bên trong, kinh khủng nhất, kỳ thật không phải hắc ám ma vật, mà là. Nói đến đây, thanh âm hắn chần chờ một chút, tựa hồ có cái gì nan ngôn chi ẩn. Những người ở chỗ này, đang nghe Đặng Thanh Thu lời về sau, tựa hồ nhớ lại cái gì, không ít người trên mặt lộ ra kinh hãi chi sắc. Diệp Thần có chút hiếu kỳ, hỏi, mà là cái gì? Đặng Thanh Thu thở dài, tù linh chi uyên bên trong có một cái vu yêu quái vật, cái kia kỳ thật. Cái kia nhưng thật ra là sư thúc ta quan môn đệ tử, cũng là ta trước kia sư muội, nàng gọi Tố Ly Ương. Nàng lúc còn trẻ, vì đột phá địa mạch hạn chế, bày trận nắm chính mình biến thành một đầu vu yêu, nàng liền ở tại tù linh chi uyên bên trong, cũng chỉ có nàng này loại vu yêu quái vật, mới có thể tại tù linh chi uyên sinh tồn. Ta không xác định nàng phải chăng còn bảo lưu lấy lý trí, nhưng ta biết nếu có người xông vào tù linh chi uyên, nàng sẽ không chút do dự phát động công kích. Năm đó sư thúc ta Đặng Thương Vân, cùng thánh thụ chi môn thái thượng trưởng lão đánh cược, thắng được tử huyền thần thụ hạt giống, về sau đi qua tù linh chi uyên, kết quả là lọt vào công kích của nàng, nàng liền sư đồ tình cảm đều không để ý. Cái kia tử huyền thần thụ hạt giống, cũng là vào lúc đó rơi xuống. Những người ở chỗ này, nghe được Đặng Thanh Thu nói tới vu yêu, trên mặt kinh hãi chi sắc càng sâu, rõ ràng bọn họ cũng đều biết, cái kia vu yêu đến cùng là đáng sợ đến bực nào quái vật. Vu yêu sao? Diệp Thần khẽ cau mày, vu yêu là một loại mạnh mẽ ma thần, hắn vô cùng quen thuộc, bởi vì thân Đỗ Uyển Nhi liền là vu yêu chi chủ. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới, tại tù linh chi uyên, thế mà sẽ có một đầu vu yêu quái vật tồn tại, hơn nữa còn là Đặng Thanh Thu sư muội. Xem người chung quanh cái kia kinh hãi biểu lộ, liền biết cái kia vu yêu quái vật, thực lực nhất định là vô cùng hung hãn. Đặng giáo chủ, này tù linh chi uyên có lẽ thật có hung hiểm, nhưng bất kể như thế nào, ta đều muốn đi một chuyến. Diệp Thần tại sau khi suy tính, liền dứt khoát nói ra. Vừa mới luyện thành thiên đế trảm long quyết, Diệp Thần tâm bên trong liền có tự tin, cảm thấy nơi nguy hiểm hơn nữa, đều có thể đi xông vào một lần. Đặng Thanh Thu thấy Diệp Thần như thế quyết tâm, hơi trầm ngâm một thoáng, nói, luân hồi chi chủ, ngươi như khăng khăng muốn đi, ta muốn ngươi thề, nếu ngươi ngã xuống, ngươi luân hồi trận doanh, không được trách tội tại ta. Hắn chủ yếu là sợ Diệp Thần sẽ chết ở chỗ này, như thế hắn liền vô pháp hướng luân hồi trận doanh giao phó. Diệp Thần gật đầu nói, cái này đơn giản, ta thề chính là, chết sống có số, nếu ta tại tù linh chi uyên ngã xuống, ta sẽ không trách bất luận cái gì người. Đặng Thanh Thu hít sâu một hơi, nói, vậy thì tốt, luân hồi chi chủ, ta cái này dẫn ngươi đi tù linh chi uyên, mời đi theo ta. Dứt lời, hắn nhanh chân đi ra ngoài. Diệp Thần không do dự, lập tức đi theo. Mọi người tại đây xì xào bàn tán, tâm tình cũng là 10 điểm tò mò cùng chờ mong, dồn dập đi ra đại đế lăng, muốn nhìn xem Diệp Thần có thể hay không đem tử huyền thần thụ hạt giống, theo tù linh chi uyên bên trong mang ra. Thánh thụ chi môn trưởng môn Thịnh Cô Hoài nghĩ thầm, luân hồi chi chủ quả nhiên trọng tình trọng nghĩa, nếu là hắn có thể tìm về tử huyền thần thụ hạt giống, ta thánh thụ chi môn nhất định thể sống chết truy hiệu. Tù linh chi uyên ở vào thanh lam tổ giáo sơn môn chỗ sâu, là một chỗ hắc ám cùng tử vong khu vực. Hoàn cảnh bên ngoài 10 điểm hoang vu, chung quanh không có thảm thực vật cùng sinh mệnh dấu hiệu, chỉ có một ít cây khô tàn nhánh cùng lá rụng. Trong không khí tràn ngập một loại nồng đậm âm lãnh cùng cảm giác quỷ dị, để cho người ta thấy dùng mình. Đặng Thanh Thu mang theo Diệp Thần, đi tới tù linh chi uyên bên ngoài. Diệp Thần liền thấy rõ, phía trước đại địa đã nứt ra một đường nhỏ, vô số hắc ám trong sương mù lan tràn ra, hình ảnh rất là làm người ta sợ hãi. Mọi người cũng tới ra ngoài vây khu vực, thấy tù linh chi uyên khí tượng, đều là kinh sợ một hồi. Thái Tấn cùng Thái Chiêu Dung hai cha con tướng liếc mắt một cái, đồng đều cảm giác ngưng trọng, chỉ sợ Diệp Thần xảy ra chuyện. Đặng Thanh Thu nói, luân hồi chi chủ, đến, ta nhất định phải cảnh cáo ngươi một câu, tiến vào tù linh chi uyên về sau, ngươi sẽ lập tức đình trệ đến vô tận thâm uyên bên trong, lại nghĩ ra tới, đã có thể không dễ dàng như vậy. Diệp Thần cười nói, tốt, ta biết, sửa sang lại quần áo,
hiện tại không tiếp tục lưỡng lự, trực tiếp nhanh chân đi hướng về phía trước, sau đó liền theo cái kia kẽ đất nhảy vào. Thấy Diệp Thần nhảy vào tù linh chi uyên bên trong, toàn trường người đều là xôn xao kinh hô, dồn dập muốn lên trước quan sát. Thanh Lam tổ giáo mấy cái trưởng lão ngăn lại mọi người, duy trì lấy trật tự, quát người không phận sự miễn vào. Mọi người liền đứng tại tù linh chi uyên bên ngoài, xì xào bàn tán, lại không ai rời đi, đều tại chỗ chờ, muốn nhìn xem Diệp Thần sống hay chết, thành hay bại. Lúc này Diệp Thần đã tiến vào tù linh chi uyên. Tù linh giá chi uyên nội bộ hoàn cảnh càng làm cho người hoảng sợ, vừa tiến vào thâm uyên, hắn liền thấy một cỗ đập vào mặt hôi thối, không khí chung quanh vô cùng ẩm ướt, khó mà hô hấp. Trong bóng tối phảng phất có vô tận tầm mắt nhìn chăm chú lấy, để cho người ta thấy sợ hãi thật sâu. Toàn bộ tù linh chi uyên tràn đầy hắc ám, quỷ dị cùng khí tức kinh khủng, nhưng Diệp Thần cũng có chút tê cả da đầu. Diệp Thần hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, tế ra thiên đế kim luân hộ thể. Trong lòng suy nghĩ, không biết tử huyền thần thụ hạt giống rơi xuống ở đâu. Diệp Thần nếm thử bắt tử huyền thần thụ hạt giống hạ lạc, nhưng lại phát hiện cái này tù linh chi uyên, không gian phi thường lớn, mà lại không ngừng một tầng, có trăm ngàn tầng không gian lẫn nhau xếp lấy, nghĩ tìm kiếm một quả hạt giống tung tích, cũng không phải cái gì chuyện dễ. Bất quá Diệp Thần cũng không lo lắng, hắn đã nghĩ kỹ biện pháp, này tù linh chi uyên tồn tại không ít ma vật, săn giết ma vật. Sau đó thôn vệ linh hồn của bọn chúng, lục soát tìm trí nhớ của bọn nó, dạng này có lẽ có thể tìm được manh mối. Nghĩ như vậy, Diệp Thần hướng tù linh chi uyên thâm chỗ bay đi. Thiên đế kim luân hào quang, xua tán đi hắc ám, Diệp Thần vô cùng rõ ràng thấy tù linh chi uyên hoàn cảnh, đây là một cái có nhiều tầng không gian xếp hắc ám thâm uyên, trong đó sinh tồn lấy không ít hình dạng vặn vẹo, quái đản quỷ dị ma vật. Liếc mắt quét tới, phệ hồn quái, gai độc bọ cạp. Ám dạ hồ điệp, liêm nhận con rết, giật mình chim, này mảnh trong vực sâu ma vật, số lượng thực không ít. Diệp Thần càng là đi sâu, thấy ma vật thì càng nhiều. Bất quá này chút ma vật, 10 điểm nhạy bén, khi nhìn đến Diệp Thần thiên đế kim luân hào quang về sau, liền dồn dập lựa chọn tránh lui, cũng không có tùy tiện công kích Diệp Thần. Chỉ có một loại người hình ma vật, đối Diệp Thần cũng không có cái gì e ngại, ngược lại tại mắt lạnh nhìn hắn, tựa hồ tại tìm kiếm sơ hở của hắn. Những người kia hình ma vật, trên thân bao trùm lấy vải màu xanh, đao thương bất nhập, tướng mạo lại cùng đà đế cổ thần không sai biệt lắm, chịu lấy một tấm mặt chết, bộ dáng thoạt nhìn 10 điểm khủng bố. Lúc trước đà đế cổ thần, tại Thanh Lam thế giới sinh ra, hắn sát khí tiết lộ ra ngoài, ô nhiễm địa mạch, lại dẫn đến ra rất nhiều ma vật, có chút ma vật tướng mạo, liền là cùng đà đế cổ thần không sai biệt lắm, thậm chí nắm giữ lấy một chút đà đế cổ thần thần thông, hết sức lợi hại. Này loại quỷ dị ma vật, được xưng thi mặt ma nhân, có 10 điểm cường hãn sức chiến đấu. Chúng nó đang quan sát Diệp Thần, mắt trong mang theo hung mang, nếu là Diệp Thần không có thiên đế kim luân hộ thể, chúng nó chỉ sợ sớm đã xông lên. Này chút thi mặt ma nhân, nếu là săn giết bọn nó, lại siêu hồn nuốt phách, ta có lẽ liền có thể biết tù linh chi uyên nhiều bí mật hơn. Nghĩ như vậy, Diệp Thần lập tức tế ra luân hồi thiên kiếm. Huy kiếm hướng về phía trước một đám thi mặt ma nhân đánh tới. Một đám thi mặt ma người thất kinh, không nghĩ tới Diệp Thần sẽ chủ động ra tay. Phải biết, Diệp Thần chỉ có lẻ loi một mình, thế mà còn dám khiêu chiến chúng nó. Thiên đế Trảm Long Quyết. Diệp Thần bộc phát ra vừa mới lĩnh ngộ thiên đế Trảm Long Quyết, thân kiếm bên trên nổ lên vô cùng đại đạo hoa trương, từng cái ký tự như bướm bay lượn, đại khí hạo nhiên, cuối cùng hội tụ thành một vệt tinh sáng lên kiếm mang. Mang theo thiên đế Trảm Long lớn uy thế, hướng về phía trước biểu trảm mà đi. Rất nhiều thi mặt ma người thất kinh, dồn dập lui về sau tránh mà đi. Tên đáng chết, ngươi đang tìm cái chết. Một đầu thi mặt ma nhân cắn răng phát ra thanh âm lãnh khốc, tế ra một thanh hài cốt rèn đúc mà thành trường kiếm, nhanh chóng nhanh như chớp ám sát mà ra. Thiên tội quỷ sát kiếm. Cực hạn hắc ám phong mang, mang theo mang thiên chi tội phạt sát khí. Theo nó trong tay cốt kiếm bộc phát ra, chính diện cùng Diệp Thần thiên đế Trảm Long Quyết, hung hăng đụng vào nhau. Này thi mặt ma nhân chỗ làm thiên tội quỷ sát kiếm, kỳ thật liền là đà đế cổ thần năm đó chấp trưởng thần thông. Chúng nó là đà đế cổ thần sát khí biến thành, cho nên có thể đủ vận dụng một chút đà đế cổ thần thủ đoạn. Nếu như là người bình thường, đối mặt thi mặt ma nhân mãnh liệt như vậy công sát, khẳng định là vô cùng nguy hiểm. Nhưng Diệp Thần cũng không sợ.
Thiên Đế Trảm Long Quyết cực hạn bùng nổ, sáng chói kiếm mang mang theo thánh nhân giáo hóa đại đạo, hùng mãnh chấn sát mà xuống. Răng rắc. Tại song kiếm giao phong trong nháy mắt, cái kia thi mặt ma nhân cốt kiếm liền bị Diệp Thần tại chỗ đứt đoạn. Thiên Đế Trảm Long Quyết thần uy thao thiên, mang theo thánh nhân giáo hóa lực lượng, này cố cường đại trật tự lực lượng, bao phủ đến cái kia thi mặt ma nhân trên thân thể, cái kia thi mặt ma nhân tại chỗ liền a một tiếng hét thảm dâng lên, thân thể suy suy bốc khói, không chịu nổi cỗ này trật tự áp chế. Thánh giả dùng sống lưng trèo chống vạn thế chư thần, vương giả dùng lực lượng chấn áp tà ác quần ma, ta là thánh vương, quần ma lui tránh. Diệp Thần ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, Thiên Đế Trảm Long Quyết khí tức bùng nổ đến cực hạn, hắn tựa như là thánh nhân hóa thân, hơn nữa còn là thánh nhân bên trong vương giả, lực lượng rộng rãi vô địch, toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông, đều có Thiên Đế Trảm Long bá đạo kiếm khí gào thét mà ra, vô số thi từ, vô số ngữ pháp, vô số đại đạo hoa chương, từng cái sáng chói ký tự, tại Diệp Thần quanh thân lấp lánh không ngừng. Trên người hắn kiếm khí, lực lượng, pháp tắc, bộc phát ra đi, chung quanh hết thảy thi mặt ma nhân, liền dồn dập bị trấn áp đến thổ huyết, tại chỗ chết đi, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Thiên Đế Trảm Long Quyết, là nguyên Thiên Đế sáng tạo thần thuật, Diệp Thần đã nắm giữ tinh túy, giờ phút này huy sái ra tới, uy lực quả thực là khủng bố. Tại trấn sát hết thảy thi mặt ma nhân về sau, Diệp Thần lại mở ra thôn phệ chi chương, đem linh hồn của bọn chúng toàn bộ thôn phệ hết. Ông, tại thôn phệ đại lượng thi mặt ma nhân linh hồn về sau, Diệp Thần cũng là bắt được này mảnh tù linh chi uyên đủ loại bí mật, phát hiện cái kia tử huyền thần thụ hạt giống, nguyên lai đi rơi xuống thâm uyên tầng dưới chót nhất hư thối tử địa bên trong. Cái kia mảnh hư thối tử địa, không có bất kỳ cái gì ma vật có thể sinh tồn, liền là một mảnh thuần túy hư thối địa tầng, là dòng máu, ô uế cùng hắc ám hình thành một cái chồng chất tầng. Tử huyền thần thụ hạt giống rơi xuống đến chỗ kia, cơ bản là không thể nào lấy thêm ra tới, bởi vì cái kia mảnh hư thối tử địa, bất luận cái gì sinh linh đều không thể tới gần, chỉ cần dám tiếp xúc, liền sẽ bị ăn mòn hư thối, hóa thành xương khô. Thế mà ở loại địa phương này, Diệp Thần nhướng mày, lập tức thấy không ổn. Xem ra dùng thủ đoạn, là không thể nào đem loại cây lấy ra, chỉ có thử một chút dùng đại hoang thâu thiên thuật. Diệp Thần tâm bên trong âm thầm nói thầm lấy, cái kia mảnh hư thối chết sát khí tích lũy quá thâm hậu, cưỡng ép động thủ lấy ra loại cây, tự thân rất có thể phải bị cắn trả. Nhưng dùng đại hoang thâu thiên thuật, đi nếm thử đánh cắp, có lẽ có một tia thành công khả năng. Nghĩ như vậy, Diệp Thần liền tiếp tục hướng tù linh chi uyên thâm chỗ bay đi, đối với người ngoài tới nói, trong thâm uyên rất nhiều quỷ dị kinh khủng ma vật, đối Diệp Thần tới nói, tự nhiên không tính là gì. Ngoại trừ Thiên Đế Kim Luân bên ngoài, hắn còn có quang minh chi tâm, thiên hỏa mệnh tinh các loại thủ đoạn, hoàn toàn không sợ. Rất nhanh, Diệp Thần liền đi tới tù linh chi uyên tầng dưới chót nhất. Nơi này chính là hư thối tử địa, vô số máu tươi cùng bẩn thỉu đồ vật, chung nhau hội tụ thành tù linh chi uyên cơ sở. Này mảnh hư thối tử địa, chỉ là tản ra mùi, cũng làm người ta khó có thể chịu đựng, vô cùng hôi thối. Còn có từng sợi khí mê tan, tà khí, bốc hơi đi lên, có thể đem người nước mắt đều hun ra tới. Tử huyền thần thụ hạt giống, quả nhiên là tại hư thối tử địa bên trong. Diệp Thần nhìn chằm chằm phía dưới hư thối tử địa. Có thể rõ ràng bắt được tử huyền thần thụ hạt giống khí tức, nhưng này hư thối tử địa so hố phân còn muốn dơ bẩn, là máu cùng ô uế vũng bùn, cùng hoa tổ mạn đà sơn trang bên trong máu thịt vũng bùn không sai biệt lắm, vô pháp trực tiếp tiến vào, bằng không chỉ có một con đường chết, chỉ có dựa vào đại hoang thâu thiên thuật đánh cắp. Ngưng tư một hồi, Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, liền muốn thi triển thuật pháp, nhìn một chút có thể hay không nắm tử huyền thần thụ hạt giống trộm ra. Nhưng lúc này, hắn nghe được phương xa có một đạo âm thanh xé gió cấp tốc phóng tới, một cỗ cường đại âm u khí tức, nhanh chóng mà tới. Cỗ khí tức mạnh mẽ kia, nhưng Diệp Thần cũng có chút động dung. Thậm chí, hắn khí thiên tỏa dây xích, tựa hồ cũng bị xúc động, lại phát tác dâng lên, siết cho hắn cơ bắp xương cốt đau đớn một hồi. Đáng chết, thế mà ở thời điểm này phát tác. Diệp Thần nắm chặt lại cánh tay trái của mình, khẽ cắn môi, cẩn thận lý do, vẫn là thu liếm khí tức. Đem thân hình của mình, ẩn nấp ở bên cạnh trong hư không tối tăm. Ngay tại Diệp Thần vừa mới ẩn nấp đi thời điểm, hắn liền thấy một cái áo bào đỏ người, từ phương xa bay tới. Áo bào đỏ người khí tức thập phần cường đại, mang theo một cái mặt nạ, nhìn không ra hắn là bộ dáng gì. Áo bào đỏ người đến về sau,
đầu tiên là đưa tay ném ra một hòn đá, ném đến phía dưới hư thối trầm tích tầng bên trong. Tảng đá kia, vừa rơi xuống đến hư thối chỗ, lập tức liền mềm hóa hòa tan thành chất lỏng. Thấy thế, áo bào đỏ người tựa hồ có chút ngẩn người, lẩm bẩm nói, hư thối chỗ sát khí, càng ngày càng nồng đậm, lại không nghĩ biện pháp nắm tử huyền thần thụ hạt giống lấy ra, về sau liền không có cơ hội. Thanh âm hắn 10 điểm khàn giọng, không phân rõ nam nữ, giống như ma quỷ. Diệp thần gặp hắn ném ra tảng đá thời điểm, tay cầm theo áo choàng hạ lộ ra, lại không có một chút máu thịt, là một đầu khô lâu bạch cốt tay cầm, phía trên treo chút ngưng kết xanh đen cơ bắp, còn có côn trùng đang ngọ nguậy, 10 điểm dọa người. Này không phải người sống tay, cũng không phải tay của người chết, mà là vụ yêu tay cầm. Thấy cảnh này, Diệp thần toàn thân giật mình, lập tức liền tỉnh ngộ, nghĩ thầm, này áo bào đỏ người liền là Tố Ly Ương, Thanh Lam tổ giáo giáo chủ Đặng Thanh Thu sư muội. Là cái kia vụ yêu. Tại tới tù linh chi uyên trước, Đặng Thanh Thu liền đã cảnh cáo Diệp thần, nơi này nguy hiểm nhất, không phải ma vật, mà là vụ yêu, là sư muội hắn Tố Ly Ương biến thành thân vụ yêu. Cái này áo bào đỏ người, chính là Tố Ly Ương. Xem dáng dấp của nàng rõ ràng vẫn là có lý trí, mà lại cũng muốn nghĩ cách cầm tới tử huyền thần thụ hạt giống, đáng tiếc không thành công. Vụ yêu thi hải kiếm, phá. Tố Ly Ương tế ra mười mấy thanh phi kiếm, toàn bộ là dùng ma vật thi cốt rèn đúc mà thành, đằng đằng sát khí, mang theo lực lượng mạnh mẽ, cuốn lên kiếm quang thác nước, hướng về phía dưới hư thối chỗ chém đi. Xuy xuy xuy. Phi kiếm đem hư thối chỗ dày nặng như chất keo sát khí, phá vỡ một chút. Nhưng tiếp theo sát, hết thảy phi kiếm phát ra rên rỉ, toàn bộ bị hư thối sát khí ăn mòn, mất đi hết thảy hào quang, rơi xuống đến hư thối chỗ bên trong đi, cuối cùng bị tan thực thành từng sợi xương nước. Không được, phi kiếm cường độ còn chưa đủ. Chẳng lẽ, muốn dùng xương cốt của ta đúc kiếm sao? Tố Ly Ương ngốc ngốc xuất thần, mặt nạ sau lưng con mắt, nhảy lên hai điểm rất nhỏ quỷ hỏa. Diệp thần yên lặng nhìn xem Tố Ly Ương, lại càng thấy khí thiên tỏa dây xích phát tác đến càng ngày càng lợi hại, cánh tay đau nhức, nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Ai? Diệp thần thanh âm, lại kinh động đến Tố Ly Ương, nàng cảnh giác nhìn về phía Diệp thần ẩn náu chỗ, trong đồng tử quỷ hỏa bị bỏng hư không, lập tức liền đem ẩn nấp Diệp thần soi ra tới. Khi nhìn đến Diệp thần trong nháy mắt, nàng liền triệt để chấn động, kêu một tiếng, luân hồi chi chủ. Diệp thần cười khổ một tiếng, không muốn thêm chuyện, đáp lại kêu một tiếng, cô nương, người tốt. Tố Ly Ương đồng tử quỷ hỏa hơi hơi chớp động, cảm xúc tỉnh táo lại, thanh âm lãnh đạm hỏi, người tại sao lại ở chỗ này, là ai bảo ngươi tới? Dừng một chút, nàng lại bấm ngón tay tính toán, mơ hồ dòm gặp được cái gì, ha ha cười lạnh nói. Được rồi, không cần ngươi nói, ta đại khái đoán được, ngươi muốn cùng ta cướp đoạt tử huyền thần thụ hạt giống. Diệp thần nói, cô nương cũng muốn cái kia loại cây sao? Tố Ly Ương đạo, ngươi không có tư cách ở trước mặt ta hỏi lung tung này kia, ngươi là luân hồi chi chủ, ân, nhục thể của ngươi, chắc hẳn so với những phế vật kia ma vật, mạnh hơn nhiều. Dùng nhục thể của ngươi đúc kiếm, cường độ đoán chừng là đầy đủ. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Diệp thần, không giống như là đang nhìn một người, mà là giống nhìn xem một đống cực phẩm rèn đúc tài liệu. Ma thần tư thái, mở. Tiếp theo sát, Tố Ly Ương bỗng nhiên nổi lên xuất kích, trên mặt cỗ cùng trên thân áo bào đỏ nổ tung, triệt để triển lộ ra vụ yêu ma thần tư thái, đó là một cái cực kỳ xấu xí khô lâu quái vật, bộ dáng cùng thân Đỗ Uyển Nhi không sai biệt lắm. Oanh long long, Tố Ly Ương vụ yêu thân thể, tại trong chớp mắt, tăng vọt đến mấy trăm trượng to lớn, nàng biết Diệp thần là luân hồi chi chủ, cho nên vừa ra tay liền bộc phát ra chính mình mạnh nhất tư thế chiến đấu. Mấy trăm trượng cao vụ yêu ma thần thân thể, quả thực là khủng bố, sát khí xâm nghiêm, ma uy động thiên, xé rách vô số không gian. Xoẹt, Tố Ly Ương to lớn bạch cốt tay cầm, chấn thiên bàn hướng về Diệp thần bạo giết tiếp. Diệp thần lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới lúc này vừa mới gặp mặt, Tố Ly Ương không nói hai lời, liền muốn động thủ giết hắn, bắt hắn thân thể đi đúc kiếm. Cái này người thủ đoạn chi hung ác, có thể xưng khủng bố. Thiên đế Kim Luân, thiên đế Trảm Long Quyết. Diệp thần phản ứng cấp tốc, tay phải luân hồi thiên kiếm chảm ra, đại đạo hoa trương, thánh nhân lực lượng bùng nổ, tay trái bóp cái pháp quyết, thôi động thiên đế Kim Luân lực lượng. Ông! Thiên đế Kim Luân chấn động, tuôn ra vô số kim quang,
hội tụ đến Diệp Thần luân hồi thiên kiếm phía trên, Diệp Thần nhất kiếm bão táp, kim mang hạo đáng nghìn vạn dặm, thần quang thao thiên, chiếu rọi toàn bộ tù linh chi uyên. Hắn cũng biết Tố Ly Ương lợi hại, cho nên vừa ra tay liền cực hạn bùng nổ. Cuồng bạo rộng rãi kim sắc kiếm mang, chém tới Tố Ly Ương bạch cốt cự thủ. Thiên đế kim luân cùng thiên đế trảm long quyết, đều là vô cùng rộng rãi thần thánh tồn tại, theo lý mà nói, đối hắc ám đồ vật, hẳn là có to lớn khắc chế sát thương. Nhưng, Tố Ly Ương thân là vụ yêu quái vật, lại không có một chút bị khắc chế bộ dáng, nàng quanh thân nổ ra cửu đỉnh khí tượng, chín cái mạnh mẽ thần đỉnh, một mực bảo vệ được nàng, để cho nàng khỏi bị hết thảy tổn thương. Hắc hắc, người thần thông thuật pháp rất cường hãn luân hồi chi chủ, đáng tiếc tự thân tu vi quá kém, người không đả thương được ta. Tố Ly Ương cười lạnh, hoàn toàn không sợ Diệp Thần thủ đoạn, thao thiên bạch cốt tay cầm mang theo cuồn cuộn ma khí, chấn giết tiếp. Oanh một tiếng tiếng vang, Diệp Thần bộc phát ra kiếm quang, hoàn toàn bị Tố Ly Ương phá hủy đi. Tố Ly Ương trên bàn tay lực lượng cuồng bạo, thậm chí đem Diệp Thần thân thể, đánh cho hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Phía dưới liền là hư thối chỗ, lắng đọng lấy vô số máu đen cùng bẩn thỉu đồ vật, nếu là rơi vào nơi đó, không chết cũng muốn lột ra. Xoạt! Nguy hiểm trước mắt, Diệp Thần điều động thiên hỏa mệnh tinh năng lượng, bày ra một đôi thiên hỏa cánh, hai cánh khẽ vỗ, ổn định thân hình, mới không có rơi xuống, nhưng bộ dáng đã là 10 điểm chật vật. Tố Ly Ương thực lực, ban đầu liền cao hơn hắn ra rất nhiều, mà lại thực lực của hắn, lại nhận lấy khí thiên tỏa dây xích hạn chế. Cứ kéo dài tình huống như thế, hắn cùng Tố Ly Ương sức chiến đấu chênh lệch càng lớn, hoàn toàn thất đánh không lại. Tố Ly Ương cũng biết mình chiếm hết ưu thế, trong đồng tử hai lân tinh, nóng rực bốc cháy lên, bộ dáng vô cùng hung tàn, nói, nghĩ không ra danh chấn chư thiên thiên chi kiêu tử, luân hồi chi chủ, hôm nay lại muốn bị ta tru diệt. Ha ha ha, giết chết ngươi, ta tâm chi xiềng xích, có lẽ liền có thể đột phá đi. Trong tiếng cười điên dại, Tố Ly Ương thân thể lại lần nữa tăng vọt, thế mà hóa thành vạn trượng nguy nga, to lớn khô lâu thân thể, tràn ngập thao thiên ma khí, xương cốt bên trên hiển hóa ra cổ lão hoa văn, đầu bên trên mọc ra rất nhiều tóc đỏ, bộ dáng vô cùng khủng bố cùng dữ tợn, tựa như một loại nào đó đáng sợ ma thần đồ đằng. Oanh! Nàng một cước nâng lên, hung hăng đạp xuống dưới, mong muốn đem Diệp Thần dẫm chết. Diệp Thần cực kỳ chấn động, biết Tố Ly Ương thực lực vượt qua bản thân quá nhiều, nếu như dùng thủ đoạn, căn bản là không có cách chiến thắng, trong lòng liền nghĩ đến nhất pháp. Luân hồi chi chủ, cẩn thận! Lúc này, Tinh Hằng chi thạch thạch thần quát khẽ một tiếng, liền chuẩn bị hiện thân ra tới, thủ hộ Diệp Thần. Tố Ly Ương cái này vụ yêu quái vật, quá hung tàn cuồng bạo, liền thạch thần đều chấn động. Thạch thần, không cần ngươi ra tay, ta có thể đối phó nàng. Diệp Thần tầm mắt cô đọng, cũng không có mượn dùng thạch thần lực lượng, hắn có một chiêu át chủ bài, có thể phản kích. Thôn hồn tà đạo trương, sụp đổ chi trương. Diệp Thần một tiếng quát lên điên cuồng, toàn thân ma khí nổ tung, từng mảnh phù văn xen lẫn, hội tụ thành một quyển hắc ám thần bí tà điển. Cái kia tà điển, chính là thôn hồn tà đạo trương chín chương tà điển một trong, sụp đổ chi trương. Trước đây, Diệp Thần thôn phệ thiên cổ ma long hồn, thôn hồn tà đạo trương tu vi, trực tiếp tiêu thăng đến 99 tầng. Đến cấp độ này, hắn là có thể thi triển ra sụp đổ chi trương. Sụp đổ chi trương, ẩn chứa lục đạo cổ thần một trong, sụp đổ chi chủ pháp tắc áo nghĩa, có thể khiến chư thiên sụp đổ, càn khôn nghịch loạn, 10 điểm hung mãnh lợi hại. Diệp Thần linh khí đều bùng nổ, sụp đổ chi trương phóng thích, cuồn cuộn đáng sợ thư quyển, toát ra vô tận sụp đổ ma quang, sau lưng hắn cũng xuất hiện một đạo đáng sợ tà thần hư ảnh, đó là sụp đổ chi chủ hư ảnh. Đã từng sụp đổ chi chủ, là vô cùng kinh khủng tà thần, hắn đi tới chỗ nào, thế nào cái thế giới liền muốn hủy diệt, bất kỳ người nào dám can đảm tới gần hắn, liền sẽ bị trên người hắn sụp đổ khí chỗ xé rách, phá hủy. Hắn là vô thượng cao thủ, là làm người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Hiện tại, Diệp Thần thi triển ra sụp đổ chi trương, cũng là tái hiện sụp đổ chi chủ năm đó một tia bá đạo phong thái. Chỉ thấy sụp đổ chi trương ma quang khuếch tán ra, vô cùng một màn kinh khủng xuất hiện, Tố Ly Ương vạn trượng cao vụ yêu khô lâu thân thể, răng rắc phát ra tiếng động, xương cốt thế mà tại nứt ra, theo trong cái khe thẩm thấu ra thi thủy cùng bẩn thỉu đồ vật. Làm sao? Khả năng? Tố Ly Ương hoảng hốt, cảm thấy mình trong cơ thể hạch tâm pháp tắc trật tự,
phảng phất cũng đã sụp đổ, muốn bị nghiền ép phá hủy, toàn thân bay lên một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Nàng tại chuyển hóa thành Vu Yêu về sau, một lần vô cùng kiêu ngạo tự mãn, cảm thấy Vu Yêu sinh mệnh cùng thân thể, so với nhân tộc mạnh mẽ nhiều lắm. Nhưng bây giờ, đối mặt Diệp Thần sụp đổ chi chương, nàng cảm giác với bản thân sinh mệnh nhỏ bé. Tại sụp đổ chi chương lực lượng đáng sợ, nghiền ép lên tới trong nháy mắt, nàng liền có loại tinh thần sụp đổ, muốn thịt nát xương tan, hóa thành hư vô cảm giác sợ hãi. Này sụp đổ chi chương, lực lượng thật là đáng sợ, đơn giản vô địch, khí tức mạnh mẽ bộc phát ra, không gian chung quanh tại sụp đổ, hắc ám tại ma diệt, trong hư không phát ra mãnh liệt khí lưu ô tiếng hót. Liền Diệp Thần chính mình, làn da đều có chút nứt ra, đổ máu. Sụp đổ chi chương lực lượng đáng sợ, liền Diệp Thần chính mình cũng phải bị một điểm cắn trả, đây là một tấm đáng sợ át chủ bài, nếu như bình thường thời điểm, hắn căn bản sẽ không vận dụng. Nhưng bây giờ, đối mặt Tố Ly Ương, hắn biết Tố Ly Ương lợi hại, cho nên trực tiếp vận dụng sát chiêu. Răng rắc, Tố Ly Ương hộ thân chín tòa cửu đỉnh, đang hô hấp ở giữa, liền ầm ầm vỡ vụn, hoàn toàn không chịu nổi sụp đổ lực lượng phá hư. Không. Ngươi chẳng qua là thần đạo cảnh sâu kiến, ngươi làm sao có thể đánh nát ta? Tố Ly Ương phát ra điên cuồng tiếng giống, to lớn khô lâu thân thể, tại từng tấc sụp đổ, vô số xương cốt mảnh vỡ đi rơi xuống, tràng diện 10 điểm khủng bố. Vu Yêu chín cầy chảo. Hoảng sợ bên trong, Tố Ly Ương bàn tay lớn oanh sát hướng Diệp Thần, Vu Yêu ma khí đều bùng nổ, tay cầm như là ác ma móng vuốt, đánh rơi hướng Diệp Thần đầu. Chỉ có đánh giết Diệp Thần mới có thể ngăn cản sụp đổ lực lượng ăn mòn. Diệp Thần thân thể tựa như núi cao bất động, chỉ không ngừng thôi động sụp đổ chi chương lực lượng. Đáng sợ một màn phát sinh, chỉ thấy Tố Ly Ương đánh giết tới tay cầm, còn không có đánh trúng Diệp Thần, liền răng rắc nứt ra vỡ vụn. Không! Tố Ly Ương hoảng sợ, trong chớp mắt, nàng vạn trượng cao to lớn khô lâu thân thể, liền bị sụp đổ lực lượng phá giải đi, hóa thành vô số xương cốt mảnh vỡ, triệt để vỡ vụn, rơi xuống đến phía dưới hư thối chỗ bên trong đi. Vừa mới còn vô cùng khủng bố, bá đạo dị thường Tố Ly Ương, triệt để bị Diệp Thần vỡ vụn đi, xương vụn tại hư thối chỗ bên trong hóa thành xương nước. Đã chết rồi sao? Diệp Thần nhướng mày, tuy nói vỡ vụn Tố Ly Ương, nhưng Tố Ly Ương là Vu Yêu, sinh mệnh lực cực kỳ cường hãn, hắn không xác định đối phương có phải thật vậy hay không hoàn toàn chết đi. Lần này thi triển sụp đổ chi chương, Diệp Thần hao phí to lớn. Hắn tại trong hư không ngồi xếp bằng, điều tức một lúc lâu, mới thoáng khôi phục nguyên khí. Mặc kệ chết hay không, sinh tử của nàng, cũng không liên quan gì đến ta, vẫn là mau sớm cầm tới Tử Huyền Thần Thụ hạt giống rời đi cho thỏa đáng. Diệp Thần tâm nghĩ đến, tầm mắt chuyển động, nhìn hướng phía dưới hư thối chỗ, rất nhanh tinh chuẩn bắt được Tử Huyền Thần Thụ hạt giống chỗ. Đại Hoang Thâu Thiên Thuật, đánh cắp. Tại khóa chặt Tử Huyền Thần Thụ hạt giống về sau, Diệp Thần thi triển Đại Hoang Thâu Thiên Thuật, nếm thử đánh cắp. Một cỗ hoang cổ khí tức thần bí, từ trên người Diệp Thần lan tràn ra, hóa thành một đầu hắc ám bàn tay lớn, cách không bắt lấy, mạnh mẽ thâu thiên pháp tắc nở rộ. Ông! Hư không một hồi chấn động, một màn kinh người xuất hiện, chỉ thấy Diệp Thần trước người ánh sáng tím dâng lên, tạo hóa chi lực cuồn cuộn, tại tầng tầng ánh sáng tím bên trong, hiển hóa ra một quả nho nhỏ hạt giống, phía trên mang theo rất nhiều phù văn. Chính là Tử Huyền Thần Thụ hạt giống. Đánh cắp thành công. Nhìn trước mắt Tử Huyền Thần Thụ hạt giống, Diệp Thần mừng rỡ không thôi. Đại Hoang Thâu Thiên Thuật quả nhiên cường hãn, đồ vật gì đều có thể đánh cắp. Hắn thi triển này pháp, quả nhiên cũng là thuận lợi lấy được Tử Huyền Thần Thụ hạt giống. Theo hạt giống này bên trong, Diệp Thần có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được, thánh thụ chi môn các triều đại tâm huyết của cao thủ. Đây là thánh thụ chi môn rất nhiều cao thủ. Tâm huyết tạo hóa mà ra kết tinh, một khi hạt giống thành công ấp nảy mầm, tạo ra đại thụ, linh khí nội tình đủ để cùng Thanh Lam Thánh Thụ so sánh. Diệp Thần lúc này đem Tử Huyền Thần Thụ hạt giống thu hồi, sau đó hướng lối ra bay đi. Tù linh chi uyên hắc ám tầng tầng, lại có bao nhiêu tầng không gian trồng chất, người bình thường bước vào nơi này, coi như không bị ma vật xé nát, cũng có thể là muốn bị sống sờ sờ vây chết. Bất quá điểm này chướng ngại, tự nhiên ngăn không được Diệp Thần. Bản thân hắn liền chấp trưởng lấy song xà tròm sao, đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ cực cao, không có bất kỳ cái gì không gian có khả năng vây khốn hắn. Hưu, lại. Diệp Thần thân thể như gió,
trực tiếp liền xông phá tù linh chi uyên tầng tầng hắc ám không gian, rất nhanh liền bay ra ngoài, trở lại mặt đất. Mà lúc này tại tù linh chi uyên tầng dưới chót nhất hư thối chỗ, lại truyền ra một hồi răng rắc xương cốt thanh âm, chỉ thấy cái kia mảnh hư thối chỗ, có một đầu toàn thân vặn vẹo xương cốt quái vật, dung hợp đại lượng máu đen cùng địa mạch sát khí, đản sinh ra, một đôi nhảy lên quỷ hỏa đồng tử, nhìn xem Diệp Thần rời đi thân ảnh, tràn đầy oán độc vẻ cừu hận. Tù linh chi uyên bên ngoài, Thanh Lam tổ giáo, rách nát thần điện, phục ma thâm cốc, thánh thụ chi môn bốn thế lực lớn, có vô số người đang đợi lấy. Diệp Thần thân ảnh, theo trong thâm uyên sông bay mà ra, mang theo mờ mịt ánh sáng tím, rộng rãi cuồn cuộn, tựa như là chân long thăng uyên, khí thế vô cùng mãnh liệt. Luân hồi chi chủ ra đến rồi. Ánh sáng tím mờ mịt, cuồn cuộn thần thánh, hắn khí tượng, hẳn là đã lấy được tử huyền thần thụ hạt giống. Không có khả năng, tử huyền thần thụ hạt giống, tại tù linh chi uyên tầng dưới chót nhất, coi như là giáo chủ đại nhân tự mình ra tay, cũng không có khả năng cầm tới a. Thấy Diệp Thần thân hình xuất hiện, thậm chí mang theo tử huyền thần thụ hạt giống khí thế mênh mông, toàn trường người chấn động, dồn dập kinh hô lên. Thái Tấn một hồi kinh ngạc, lẩm bẩm nói, thế mà thật lấy được loại cây, luân hồi chi chủ thủ đoạn, quả thật là thâm bất khả trắc. Một bên thánh thụ chi môn trưởng môn Thịnh Cô Hoài, mặt mũi tràn đầy xúc động mừng như điên, thân thể xúc động phát run, loại cây, hắn thật lấy được loại cây. Thanh Lam tổ giáo giáo chủ Đặng Thanh Thu, cũng là tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị, ngốc ngốc nhìn xem Diệp Thần thế mà thật thành công. Này là làm sao làm được, bằng vào ta thủ đoạn, đều không thể cầm tới, hắn lại như thế nào cầm tới. Đặng Thanh Thu rất rõ ràng, tù linh chi uyên tầng dưới chót nhất hư thối chỗ, sát khí 10 điểm khủng bố, thần vương lây dính cũng có ngã xuống khả năng. Tử huyền thần thụ hạt giống, rơi xuống đến hư thối chỗ bên trong, theo hắn nhận biết đến xem, là dù như thế nào đều không cầm về được. Nhưng Diệp Thần, lại là lật đổ hắn nhận biết. Hắn cùng sư muội ta giao thủ qua sao? Dùng thực lực của hắn, hẳn là đánh không lại ta sư muội a. Đặng Thanh Thu lại từ trên người Diệp Thần, bắt được một tia vu yêu khí tức, đại khái đoán được Diệp Thần cùng sư muội hắn Tố Ly Ương giao thủ qua. Dùng Diệp Thần hạ vị thần thực lực, theo lẽ thường phán đoán, là tuyệt đối đánh không lại hắn sư muội, một khi tao ngộ, chỉ có bị diệt sát xuống tràng. Nhưng bây giờ, Diệp Thần lại sống thật khỏe ra đến rồi. Hắn càng thấy, Diệp Thần thâm bất khả trắc, hắn hoàn toàn nhìn không thấu. Thánh thụ chi môn trưởng môn Thịnh Cô Hoài trước hết nhất đứng ra, lớn tiếng hướng Diệp Thần nói. Luân hồi chi chủ, người cầm tới tử huyền thần thụ mầm móng. Diệp Thần mỉm cười, nói, may mắn không làm nhục mệnh, Thịnh trưởng môn, ngươi xem một chút hạt giống này, có phải hay không thứ ngươi muốn. Nói xong, Diệp Thần đem tử huyền thần thụ hạt giống, ném cho Thịnh Cô Hoài. Loại kia còn ánh sáng tím mờ mịt, linh khí nồng đậm, coi như hàng năm bị chôn ở tù linh chi uyên lòng đất, hào quang cũng không yếu bớt một chút, rõ ràng trong đó bộ pháp tắc trật tự, có cường đại cỡ nào. Thịnh Cô Hoài chỉ nhìn thoáng qua, liền biết đích thật là hắn thánh thụ chi môn, hao phí vô số tâm huyết tạo ra hạt giống, lập tức vô cùng kích động, nói, đúng, đúng. Này chính là ta thánh thụ chi môn thần trùng. Hắn dưới sự kích động, đưa tay đem tiếp được loại cây. Không ngờ một đầu thương lão đại tay, bỗng nhiên duỗi ra, nửa đường chặn đường, đem loại cây cướp đoạt mà đi. Thịnh trưởng môn, đây không phải ngươi đồ vật. Cướp đoạt người, lại là Đặng Thanh Thu, hắn bắt chẹt lấy loại cây, ngữ khí 10 điểm lạnh lùng. Thịnh Cô Hoài khẽ giật mình, sau đó tức giận nói, Đặng Thanh Thu, người có ý tứ gì? Nhìn thấy Đặng Thanh Thu đột nhiên ra tay cướp đoạt, Diệp Thần cũng là 10 điểm ngoài ý muốn. Chỉ nghe Đặng Thanh Thu nói ra, này tử huyền thần thụ hạt giống, là sư thúc ta năm đó đánh cược với các ngươi đấu thắng đến, chính là ta Thanh Lam tổ giáo đổ vật, cũng không lại thuộc cho các ngươi. Thịnh Cô Hoài chấn nộ, ngươi muốn cứng rắn đoạt. Diệp Thần nhìn thấy tràng diện này, vẻ mặt cũng là chìm xuống, hướng Đặng Thanh Thu nói, Đặng giáo chủ, này tử huyền thần thụ hạt giống, chỉ có tu luyện tử huyền tạo hóa trải qua người, mới có bồi dưỡng ấp khả năng, ngươi muốn tới cũng vô dụng. Thỉnh trả lại cho Thịnh trưởng môn. Đặng Thanh Thu cười cười, nói, luân hồi chi chủ nói rất đúng, nhưng sư thúc ta năm đó, dù sao cũng là mạo cực lớn nguy hiểm, mới thắng được cái kia đánh cược, Thịnh trưởng môn mong muốn hồi trở lại hạt giống, cái kia cũng được, cho ta Thanh Lam tổ giáo 500 vạn nguyên ngọc làm bồi thường, ta liền đem hạt giống cho hắn. Thịnh Cô Hoài nghe vậy,
phẫn nộ lời nói, 500 vạn nguyên ngọc, Đặng Thanh Thu, người tại sao không đi đoạt? Diệp Thần nhướng mày, cũng đã nhìn ra, Đặng Thanh Thu muốn nhân cơ hội dọa dẫm một bút, hắn trầm giọng nói. Đặng giáo chủ, hạt giống này là ta cầm về, còn mời ngươi đừng khinh người quá đáng. Đặng Thanh Thu nghe được Diệp Thần ngữ khí nghiêm trọng, giống như cười mà không phải cười mà nói, luân hồi chi chủ, thỉnh không nên tức giận, ta không phải nhằm vào ngươi, cũng không phải cố ý khó xử thánh thụ chi môn, chỉ là muốn điểm bồi thường thôi, ta Thanh Lam tổ giáo không thể ăn thua thiệt. Một cái Thanh Lam tổ giáo trưởng lão nói, đúng là như thế, thánh thụ chi môn năm đó thua cuộc, hôm nay nghĩ tay không liền đem thua trận đồ vật lấy về, nơi nào có chuyện tiện nghi như vậy. Lại có trưởng lão nói, muốn là người ngoài đều làm như thế, ta Thanh Lam tổ giáo mặt mũi ở đâu, đạo thống ở đâu. Thanh Lam tổ giáo là cái thế giới này thế lực cường đại nhất, 10 điểm coi trọng mặt mũi, rách nát thần điện, phục ma thâm cốc, thánh thụ chi môn ba nhà thế lực, đều có đầu nhập vào luân hồi trận doanh dự định, nhưng bọn hắn cũng không có có ý nghĩ này. Hiện tại thánh thụ chi môn nghĩ một chút đại giới không ra, trực tiếp lấy đi tử huyền thần thụ hạt giống, Đặng Thanh Thu cùng rất nhiều trưởng lão cũng không chịu đáp ứng. Không khí trong sân, cũng lập tức trở nên có chút khẩn trương. Thánh thụ chi môn bên này, trưởng môn Thịnh Cô Hoài cùng vô số cường giả, vẻ mặt âm trầm đến đáng sợ. Mắt thấy hai phe thế lực, liền muốn tranh giết, đám người còn lại thấy nguy hiểm, dồn dập lui về sau đi. Là ai dám ngỗ nghịch luân hồi chi chủ? Ngay tại Dương Cung Bạt Kiếm thời khắc, một giọng già nua, từ phương xa truyền đến. Chỉ thấy một thiếu niên, ngự kiếm theo gió tới. Hai đầu lông mày tràn đầy xâm nhiên khí. Sư thúc, vừa mới vẫn là vô cùng lãnh ngạo, một mặt nghiêm nghị Đặng Thanh Thu, khi nhìn đến thiếu niên này đến về sau, liền sửng sốt một chút, biểu lộ ngưng động, trong đôi mắt mang theo điểm kính sợ cùng hoảng hốt. Sư thúc tổ, Thanh Lam tổ giáo phổ thông đệ tử nhóm, càng là kinh hãi, dồn dập khom mình hành lễ vấn an, thái độ 10 điểm khiêm tốn. Thiếu niên này, tựa hồ là cái gì nhân vật không tầm thường. Thật là một đám phế màn vật, người nào cho dũng khí của các ngươi, dám ngỗ nghịch luân hồi chi chủ. Thiếu niên ngự kiếm hạ xuống tới, đối xử lạnh nhạt quét nhìn toàn trường, hai đầu lông mày tràn đầy thượng vị giả uy nghiêm, thanh âm 10 điểm già nua tang thương, cùng hắn mặt ngoài tuổi trẻ tướng mạo, vô cùng không tương xứng. Diệp Thần thấy thiếu niên này, cũng là ngẩn ngơ. Bởi vì, thiếu niên này, trước mặt hắn là thấy qua. Thiếu niên từng tại thác nước hạ luyện kiếm. Diệp Thần nhìn thấy hắn kiếm pháp ý cảnh không đúng, liền mở miệng chỉ bảo vài câu. Diệp Thần trăm triệu không nghĩ tới, lại ở chỗ này một lần nữa thấy thiếu niên này, xem chung quanh Thanh Lam tổ giáo người, đối thiếu niên cung kính như thế bộ dáng, thiếu niên này, thân phận tựa hồ tương đương tôn quý. 3. Thiếu niên một bàn tay, hung hăng đánh vào Đặng Thanh Thu trên gương mặt, tại chỗ đem người sau gương mặt đánh sưng lên. Sư thúc bất giận. Đặng Thanh Thu hoảng hốt không thôi. Cúi đầu nhận sai. Thiếu niên hừ một tiếng, quát nhanh cho luân hồi chi chủ quỳ xuống nói xin lỗi. Đặng Thanh Thu ngẩn ngơ, lúc này vạn chúng nhìn chừng chừng, hắn thân là tôn sư một giáo, lại sao có thể khúm núm quỳ xuống. Thiếu niên gặp hắn không quỳ, lại quát, nhanh a, còn đứng ngây ra đó làm gì. Liền ta đều không nghe, tin hay không lão phu hôm nay trực tiếp phế bỏ ngươi. Đặng Thanh Thu kinh khủng phát run, không thể làm gì. Liền chuẩn bị quỳ xuống. Diệp Thần thấy thế, ra tới hòa giải, ngừng lại Đặng Thanh Thu quỳ xuống động tác, nói, được rồi, Đặng giáo chủ không cần như thế, người đem tử huyền thần thụ hạt giống, trả lại cho Thịnh trưởng môn liền có thể. Nghe vậy, Đặng Thanh Thu có chút lưỡng lự, dù sao tử huyền thần thụ hạt giống, giá trị quý giá, cứ như vậy vô ích trả lại thánh thụ chi môn, hắn không khỏi quá mức ăn thiệt thòi. Thiếu niên kia gặp hắn còn có lưỡng lự. Tiếng như lôi đình, quát lớn, luân hồi chi chủ gọi ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó. Này tử huyền thần thụ hạt giống, là năm đó ta thắng trở về, có quan hệ gì tới ngươi? Đặng Thanh Thu sợ hãi nói, đúng, sư thúc. Liền đem tử huyền thần thụ hạt giống, trả lại cho Thịnh Cô Hoài. Thịnh Cô Hoài lấy được hạt giống, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, hướng thiếu niên kia chắp tay nói, đa tạ thương vân lão tổ. Thiếu niên kia nhàn nhạt khoát khoát tay. Nói, không cần cảm ơn ta, ta chẳng qua là bán cái mặt mũi cho luân hồi chi chủ thôi. Nói xong, thiếu niên nhìn về phía Diệp Thần, đôi mắt trong mang theo cảm kích cùng tôn kính chi ý, thật sâu hướng Diệp Thần khom người cúi đầu, luân hồi chi chủ,
đa tạ ngươi trước đây chỉ bảo ta kiếm đạo, ta hiểu ra, kiếm tâm như vậy sáng choang, lại không ma chướng, đều là công lao của ngươi. Diệp thần cười nói, tiền bối không cần đa lễ, nguyên lai ngươi lại chính là đặng giáo chủ sư thúc. Lúc này Diệp thần cũng đã nhìn ra, thiếu niên thân phận bất phàm, chính là đặng Thanh Thu sư thúc, năm đó từng cùng thánh thụ chi môn thái thượng trưởng lão đánh cược, cũng thắng được tử huyền thần thụ hạt giống vị cao nhân nào. Kỳ danh đặng Thương Vân, người xưng Thương Vân lão tổ. Thương Vân lão tổ một lòng luyện kiếm, kiếm tâm thanh xuân bất lão, không nhận tuế nguyệt mài mòn, vĩnh bảo thiếu niên, cho nên dung mạo thủy chung là thiếu niên bộ dáng. Mọi người nhìn thấy Thương Vân lão tổ đối Diệp thần như thế cung kính, thậm chí hành đại lễ đa tạ Diệp thần chỉ bảo kiếm đạo, không khỏi cực kỳ giật mình. Luân hồi chi chủ không phải mới hạ vị thần sao? Hắn thế mà có thể chỉ bảo Thương Vân lão tổ kiếm đạo. Điều đó không có khả năng, Thương Vân lão tổ có thể là ta thánh thụ thế giới kiếm đạo đệ nhất người a, từng nhất kiếm chảm diệt trăm vạn tà ma, hắn kiếm đạo hạng gì cường hãn, còn cần luân hồi chi chủ chỉ bảo. Chẳng lẽ luân hồi chi chủ kiếm đạo, còn tại Thương Vân lão tổ phía trên? Vô số rung động tiếng hô vang lên, không ít người xì xào bàn tán, không thể tin được một màn trước mắt. Luân hồi chi chủ, ta này không ra hồn sư chất, đối ngươi có nhiều mạo phạm, còn xin ngươi thứ lỗi. Thương Vân lão tổ chỉ đặng Thanh Thu, có chút hổ thẹn nói. Diệp thần vội vàng nói, không sao, đều là hiểu lầm, bây giờ hiểu lầm băng thích, đại gia vẫn là bằng hữu. Thương Vân lão tổ mừng rỡ, nói, luân hồi chi chủ không có trách móc, vậy thì thật là không thể tốt hơn. Quay đầu hướng đặng Thanh Thu quát, còn không mau hướng luân hồi chi chủ nói xin lỗi. Đặng Thanh Thu hoảng vội vàng khom người nói, tại hạ mạo phạm thiên uy, nhờ có luân hồi chi chủ thứ lỗi, cảm kích khôn cùng. Diệp thần cười khổ nói, không sao. Thương Vân lão tổ thở dài, ta bây giờ kiếm tâm thông minh, đáng tiếc vẫn là không thể đăng cơ xưng đế, cái thế giới này địa mạch hạn chế quá lớn, luân hồi chi chủ, ta chuẩn bị di chuyển đi bên ngoài về sau, đầu nhập vào ngươi luân hồi trận doanh, ngươi xem coi thế nào. Trước đó Thanh Lam tổ giáo, cũng không có quy thuận luân hồi trận doanh dự định, nhưng bây giờ Thương Vân lão tổ mở miệng, trực tiếp liền muốn đầu nhập vào Diệp thần. Hắn từng chiếm được Diệp thần chỉ bảo, so bất luận cái gì người đều rõ ràng, Diệp thần tiềm lực to lớn. Diệp thần con ngươi ngưng tụ, nhân tiện nói, tiền bối nếu như không chê, cái kia đại gia kết thành đồng minh, tự nhiên tốt nhất. Thương Vân lão tổ mừng rỡ, có chút hăng hái nói, rất tốt. Luân hồi chi chủ, vậy sau này chúng ta liền là đồng minh, ha ha, sư huynh của ta dưới suối vàng có biết, nhất định rất cao hứng. Hắn sư huynh chính là Thanh Lam tổ giáo tổ sư gia Hạo Thiên Nho Thánh, từ Hạo Thiên Nho Thánh sau khi chết, hắn liền là Thanh Lam tổ giáo phía sau màn địa vị cao nhất người, chẳng qua là say mê kiếm đạo, từ trước tới giờ không xuất đầu lộ diện thôi. Luận bối phận, đặng Thanh Thu cũng chỉ là hắn hậu bối, hắn mở miệng muốn đầu nhập vào Diệp thần, cái kia Thanh Lam tổ giáo trên dưới, tự nhiên không ai dám phản đối. Dừng một chút, Thương Vân lão tổ vẻ mặt lại có chút ngưng trọng. Trên dưới dò xét Diệp thần liếc mắt, giống như bắt được nhân quả gì, trầm giọng nói. Luân hồi chi chủ, người cùng ta cái kia ngộ nhập lạc lối đầu nhi, đã giao thủ qua rồi. Diệp thần tâm bên trong run lên, nói, là Tố Ly Ương cô nương sao? Thương Vân lão tổ thở dài, đúng, nàng năm đó còn là trăm gông cảnh thời điểm, muốn chạm tận trăm gông, nói chỉ có như vậy, về sau mới có cơ hội đột phá hết thảy hạn chế, đăng cơ xưng đế. Nhưng trăm gông chém hết, nơi nào có dễ dàng như vậy, phóng nhãn toàn bộ không không lúc nào không, từ xưa đến nay, cũng chỉ có luân hồi chi chủ ngươi, còn có ngươi hộ đạo giả Nhậm Phi Phàm, có thể làm đến bước này. Trăm gông cảnh là hết thảy trong cảnh giới tu luyện, trọng yếu nhất cảnh giới một trong, cảnh giới này muốn chém đứt võ đạo xiềng xích, trảm gông số lượng càng nhiều, tiềm lực phóng thích lại càng lớn, về sau tu vi đột phá càng dễ dàng, thành tựu càng cao. Trảm bách ra là trong truyền thuyết, cuối cùng một đạo tâm chi xiềng xích, gần như không có khả năng đột phá, cũng chỉ có Diệp thần là dựa vào chính mình thực lực đột phá, Nhậm Phi Phàm là dựa vào sửa đổi đi qua, dùng lừa dối thủ đoạn, mới rốt cục đột phá. Nhậm Phi Phàm một chặt đứt trăm gông, đằng sau tu vi liền cuồng bạo tăng vọt, một bước trèo lên đỉnh thành thiên đế, rõ ràng trảm gông trọng yếu. Diệp thần tâm bên trong khẽ động, nghe Thương Vân lão tổ, cái kia Tố Ly Ương, rõ ràng cũng là nghĩ đạt thành trảm bách ra kinh thiên thành tựu, từ đó đột phá địa mạch hạn chế, về sau trèo lên đỉnh thiên đế.
Chỉ nghe Thương Vân lão tổ nói tiếp, nàng vì chảm bách ra, bảy trận nắm chính mình biến thành một đầu vu yêu quái vật, vu yêu không có tâm, nàng coi là không có tâm, liền sẽ không có ý chi xiềng xích, ai, thật sự là ý nghĩ hão huyền. Tâm chi xiềng xích là đạo tâm xiềng xích, coi như không có trái tim, chỉ cần còn có tinh thần ý chí tồn tại, xiềng xích liền sẽ không tan biến. Nàng biến thành vu yêu về sau, đạo tâm xiềng xích ngược lại tăng thêm, thậm chí không thể gặp ánh nắng, chỉ có thể trốn ở tù linh chi uyên bên trong, trải qua tối tăm không ánh mặt trời sinh hoạt. Ta đối cái này đi lên đường tà đạo đồ đệ, đã không có gì lưu luyến, liền sợ nàng thương tổn tới ngươi. Diệp Thần vội vàng nói, ta không sao, chẳng qua là. Thương Vân lão tổ đôi mắt híp lại, tựa hồ xem thấu cái gì, nói, nàng ngược lại bị ngươi giết chết, phải không? Diệp Thần nghĩ đến chính mình vận dụng sụp đổ chi chương, nhưng Tố Ly Ương thân thể vỡ vụn, hóa thành xương cốt mảnh vỡ rơi xuống thâm uyên dưới đáy, người sau hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít, liền gật đầu nói, nàng thân thể đã bị ta vỡ vụn, nhưng tuyến thời gian không biết còn có hay không tồn tại. Nghe được Diệp Thần, toàn trường người lại là một hồi hoảng hốt. Đặng Thanh Thu kinh dị nói, sư muội ta đã chết trong tay ngươi rồi. Hắn thân thể phát run, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, phải biết, Tố Ly Ương thực lực, vô cùng cường hãn, che đậy Thanh Lam tổ giáo vô số cao thủ, Diệp Thần không quan trọng một hạ vị thần, là thế nào giết ngược lại. Thương Vân lão tổ thở dài một hơi, nói ta cái kia đồ nhi đã là một đầu vu yêu quái vật, có thể tại ngươi thủ hạ chết đi, cũng tính nghỉ ngơi. Diệp Thần thấy Thương Vân lão tổ trên trán mang theo chút thương cảm chi ý, liền biết hắn đối Tố Ly Ương, kỳ thật vẫn là có chút không bỏ. Thương Vân lão tổ đổi chủ đề, nói thôi, không nói cái này, luân hồi chi chủ, ta xem thiên tượng hình như có bão táp bạo động, mấy ngày nay thời gian, rất có thể sẽ có thiên đại tai ách buông xuống, nếu như ngươi tao ngộ nguy hiểm gì, kêu gọi tên của ta, ta Thanh Lam tổ giáo trên dưới, nhất định thề sống chết giúp ngươi. Diệp Thần tâm bên trong run lên, cũng là mơ hồ bắt được một tia nguy hiểm, trong đầu nổi lên Tinh Đồng Thiên Tôn thân ảnh. Sử thần tại Thanh Lam quốc bừa bãi tàn phá, hắn đang đợi Diệp Thần ra ngoài, sau đó liền động sát thủ. Nhưng hắn cũng không xuẩn, sẽ không cho Diệp Thần điều chỉnh trạng thái cơ hội. Hắn đem kiếm tổ đạo thống, ban cho Tinh Đồng Thiên Tôn, rất có thể sẽ còn điều động Tinh Đồng Thiên Tôn tới, trước đối phó Diệp Thần. Một khi Tinh Đồng Thiên Tôn buông xuống, vậy đối Diệp Thần tới nói, là vô cùng to lớn uy hiếp. Diệp Thần tự nhiên cũng là thấy nguy hiểm, bất quá có Thương Vân lão tổ trợ lực, hắn cũng là hơi cảm giác an tâm, nói cái kia liền đa tạ tiền bối. Đương nhiên, người ngoài trợ lực, vĩnh thua xa chính mình thực lực đáng tin cậy. Diệp Thần chỉ muốn nhanh lên giải quyết khí thiên tỏa dây xích làm phức tạp, cứ như vậy, thực lực của hắn là có thể phát huy toàn bộ, tương lai cùng Tinh Đồng Thiên Tôn chống lại, cũng có thể nhiều một phần lực lượng. Diệp Thần từ biệt Thương Vân lão tổ, Đặng Thanh Thu đám người, đơn độc cùng Thịnh Cô Hoài thương nghị. Thịnh trưởng môn, này tử huyền thần thụ hạt giống, ta đã thay ngươi cầm lại. Như vậy, ta hiện tại có thể đi Thanh Lam thánh thụ, hái thánh quả đi. Diệp Thần hỏi. Hắn muốn nhất, liền là Thanh Lam thánh quả. Thanh Lam thánh quả linh khí dồi dào, thậm chí mang theo một tia tinh không phía trên vĩ đại năng lượng, có thể giúp hắn giải quyết khí thiên tỏa dây xích không cùng xiềng xích. Nghe được Diệp Thần thỉnh cầu, Thịnh Cô Hoài vội vàng nói, dĩ nhiên không có vấn đề, luân hồi chi chủ, ân đức của ngươi, tại hạ khắc trong tâm khảm. Ngươi hai ngày sau đó, có thể tới ta thánh thụ chi môn, ta về trước đi chuẩn bị cho ngươi chuẩn bị. Diệp Thần gật đầu nói, được. Tinh Đồng Thiên Tôn buông xuống sắp đến, Diệp Thần cũng cần thời gian chuẩn bị phòng ngự. Thương nghị cố định, Diệp Thần liền cùng Thái Tấn, Thái Chiêu Dung hai cha con, trở về Phục Ma Thâm Cốc. Rách nát thần điện điện chủ Lục Thiên Dương, vì thủ hộ Diệp Thần, cũng đi theo Phục Ma Thâm Cốc. Bây giờ này mảnh Thanh Lam di tích thế giới, bốn thế lực lớn, toàn bộ phụng Diệp Thần vi tôn, đoàn kết ở hai bên người hắn, băng thích hiểm khích lúc trước, một lòng chỉ muốn kháng Sử Thần cùng Tinh Đồng Thiên Tôn. Bởi vì, hai người kia, mới thật sự là kẻ địch. Mà lại thực lực cùng thủ đoạn cực kỳ khủng bố. Diệp Thần hồi đến Phục Ma Thâm Cốc về sau, gọi đến trước đây tại thú ma quật thuần phục hơn 20 đầu viễn cổ hung thú, nói với chúng Tinh Đồng Thiên Tôn uy hiếp, chúng hung thú dồn dập biểu thị, nguyện ý thể sống chết bảo hộ Diệp Thần. Diệp Thần rất là hài lòng, này chút viễn cổ hung thú kiệt ngạo cường hãn, thực lực không tầm thường, hơn 20 đầu cộng lại,
là có chút kinh khủng thế lực. Có chúng nó trợ lực, Diệp Thần đối kháng Tinh Đồng Thiên Tôn, cũng là nhiều hơn một phần lực lượng. Tại Phục Ma Thâm Cốc chỉnh đốn một ngày, ngoại giới thiên địa khí tượng, đã sinh ra vô cùng biến hóa rõ ràng, bão táp ấp ủ, tia chớp giấu giếm, lại có một tia quỷ bí ghê tởm âm u khí tức, ở trên mặt đất lặng yên lan tràn. Đây là điềm đại hung. Tinh Đồng Thiên Tôn buông xuống sắp đến, mà lại không phải lẻ loi một mình, khẳng định còn mang theo Sửu Thần tộc cường giả, tuyệt không thể khinh thường. Đối sắp đến chiến đấu, Diệp Thần cũng không hoảng hốt, ngược lại có chút chờ mong. Lần trước tại gió lốc tinh vực, không thể triệt để diệt sát Tinh Đồng Thiên Tôn, bây giờ vừa vặn dọn sạch tai họa, cũng xem như vì huyết kiêu ngục hoàng báo thù rửa hận. Lại qua một ngày, cùng thánh thụ chi môn ước định tháng ngày đến. Cái kia hơn 20 viễn cổ hung thú, toàn bộ tiến vào Diệp Thần Luân Hồi Thiên Quốc bên trong, tùy thời chuẩn bị xuất chiến. Diệp Thần gọi ra Tử Vũ Thiên Ưng, ngồi cưỡi lấy Tử Vũ Thiên Ưng, hướng thánh thụ chi môn bay đi. Cùng Diệp Thần đi theo, còn có rách nát thần điện vô số cường giả, Lục Thiên Dương chờ đợi tại Diệp Thần bên cạnh người, Thái Tấn thì tại Phục Ma Thâm Cốc trấn thủ lấy. Thanh Lam Tổ giáo bên kia truyền đến ý chí, nếu là Diệp Thần tao ngộ hung hiểm, chỉ cần kêu gọi tên Thương Vân Lão Tổ, bọn hắn khắp trên dưới toàn giáo, sẽ lập tức xuất động giúp đỡ. Có thể nói, toàn bộ thánh thụ thế giới, bốn thế lực lớn, tất cả mọi người một lòng đoàn kết, nghe theo Diệp Thần mệnh lệnh. Diệp Thần cũng muốn nhìn một chút, Tinh Đồng Thiên Tôn lợi hại đến mức nào, có hay không có thể trấn áp toàn bộ thánh thụ thế giới cường giả. Đang bay đi thánh thụ chi môn trên đường, Diệp Thần thậm chí chờ mong, Tinh Đồng Thiên Tôn sẽ buông xuống. Oanh long long. Bây giờ thánh thụ thế giới, bầu trời khắp nơi hiện ra tai họa nguy hiểm dị tượng, mây đen bao phủ, gió lốc tiếng động, đen kịt khí tức khắp nơi lan tràn, cho dù là ban ngày, thoạt nhìn cũng là tối tăm một mảnh. Diệp Thần đoàn người, ngồi cưỡi lấy Tử Vũ Thiên Ưng, ở trên trời trong mây đen xuyên qua, giống như là theo trong hắc hải lướt ngang mà qua. Hô hô hô. Bỗng nhiên, một hồi cuồng phong tiếng dâng lên. Tại hắc ám mây phần cuối của biển, đột nhiên xuất hiện một màn quỷ bí kinh khủng kỳ quan. Chỉ thấy một đầu to lớn cổ quái khô lâu nhân, lượt sinh tóc đỏ, toàn thân tản mát ra tà ác hung hãn ma khí, vắt ngang tại Diệp Thần con đường phía trước lên. Cái kia khô lâu nhân khóe miệng nứt ra đến bên tai, hình thành một cái âm u quái dị nụ cười, trống trơn trong đồng tử, hai sợi nhảy lên huyết sắc hỏa diễm, tựa như có thể xuyên thủng hết thảy, đang chừng chừng nhìn chăm chú lấy Diệp Thần đoàn người. Ly Tử Vũ Thiên Ưng chấn kinh, phát ra một tiếng gáy dài, không còn dám tiến lên, xoay quanh giữa trời. Ưng trên lưng, Diệp Thần cùng Lục Thiên Dương, thấy cái kia đột ngột xuất hiện khô lâu quái vật, đều là lấy làm kinh hãi. Một màn này 10 điểm khủng bố, cũng 10 điểm hùng vĩ, tối tăm bầu trời vân hải bên trên, cái kia to lớn khô lâu quái vật, tựa như là lạc ấn ở sâu trong bầu trời một đạo ma thần đồ đằng, chung quanh mây mù cuồn cuộn, ma khí sục sôi, bày biện ra sâu lắng khí tức. Tố Lì Ương, là ngươi. Diệp Thần bắp thịt cả người đều căng cứng, trong mắt toát ra thần sắc bất khả tư nghị, nhìn về phía trước cái kia to lớn khô lâu quái vật. Cái kia khô lâu quái vật, lại chính là Diệp Thần trước đây tại Tù Linh Chi Uyên đụng phải Vu Yêu, là Thương Vân lão tổ đồ đệ Tố Lì Ương. Tại nàng to lớn khô lâu thân thể phụ trợ dưới, Diệp Thần đoàn người nhỏ bé đến quả thực là một đám con kiến. Tố Lì Ương khí tức, so với trước đây tại Tù Linh Chi Uyên thời điểm, tựa hồ còn muốn hung mãnh rất nhiều. Bảo hộ luân hồi chi chủ. Lục Thiên Dương vội vàng hét lớn, cũng nhận ra Tố Lì Ương, thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng xuống tới. Chung quanh rách nát thần điện vô số cường giả, lập tức một mực đoàn kết tại Diệp Thần chung quanh, đưa hắn bảo vệ. Luân hồi chi chủ, chúng ta lại gặp mặt. Tố Lì Ương nhếch miệng phát ra nụ cười dữ tợn, trong mắt huyết sắc hỏa diễm đang thiêu đốt nhảy lên. Ngươi còn chưa có chết. Diệp Thần sầm mặt lại. Thời gian của ta đường vô tận, như thế nào lại dễ dàng như vậy liền vẫn diệt. Ngươi đem ta đánh vào thâm uyên dưới đáy, ngược lại làm cho ta nhân họa đắc phúc, hấp thu Tù Linh Chi Uyên địa mạch sát khí, trở nên càng cường đại, ha ha ha. Tố Lì Ương nở nụ cười. Diệp Thần mâu quang phát lạnh, nghĩ đến Tố Lì Ương nửa đường chặn đường, tuyệt đối không có chuyện tốt, hỏi, ngươi là muốn báo thù sao? Tố Lì Ương cười nói, ngươi thần thông cái thế, liền sư phụ ta Thương Vân lão tổ, đều đối ngươi tôn sùng đầy đủ, ta lại thế nào dám báo thù? Ha ha, chỉ cần ngươi đem Tử Huyền thần thụ hạt giống cho ta,
giữa chúng ta ân oán, liền có thể xóa bỏ, ta sẽ đầu nhập vào ngươi. Mà lại, ta sẽ còn hiến cho ngươi một môn vu yêu bí pháp, môn này vu yêu bí pháp, uy lực cực kỳ to lớn, nhưng tu luyện cánh cửa cực cao, chính ta cũng là luyện chút ra lông, không biết ngươi có thể có hứng thú. Diệp Thần tâm bên trong khẽ động, hắn không phải vu yêu bí pháp đối với hắn vô dụng, nhưng thân độ Uyển Nhi là vu yêu chi chủ, nếu có thể tu luyện, có lẽ có thể tăng cao thực lực. Bất quá, Tố Lệ Ương mong muốn Tử Huyền Thần Thụ hạt giống, lại làm cho Diệp Thần thấy khó xử. Cái kia Tử Huyền Thần Thụ hạt giống, là thánh thụ chi môn thần vật, ta đã về còn cho bọn hắn, không có cách nào cho ngươi thêm. Diệp Thần thản nhiên nói. Phải không? Tố Lệ Ương cười cười, tựa hồ cũng nằm trong dự liệu, nói, vậy ngươi đem ngươi Thiên Đế Kim Luân, hoặc là Quang Minh Chi Tâm cho ta, cũng được, ngươi pháp bảo rất nhiều, không kém này một hai kiện a. Diệp Thần sầm mặt lại, nói, như thế chí bảo, làm sao có thể cho ngươi? Ngươi muốn tới muốn làm gì? Tố Lệ Ương đạo, ta muốn chạm cặp phá tâm chi xiềng xích, cần trước thành lập tuyệt đối vững chắc trật tự, Tử Huyền Thần Thụ hạt giống, Thiên Đế Kim Luân, Quang Minh Chi Tâm, đều có thể giúp ta thành lập trật tự, ngươi liền tùy tiện đưa ta một kiện bảo bối, ta vô cùng cảm kích. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, thứ ngươi muốn quá quý giá, ta không thể cho ngươi. Tố Lệ Ương đồng tử hỏa diễm lấp lánh, lộ ra một tia sát khí, ngươi liền nhỏ mọn như vậy sao? Diệp Thần nói, đây không phải hẹp hòi không keo kiệt vấn đề, là ngươi công phu sư tử ngoạm, cách van xin cô nương. Mặt khác, tâm chi xiềng xích, không dễ dàng như vậy chặt đứt, ta khuyên ngươi dẹp ý niệm này. Từ xưa đến nay, cũng chỉ có Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm, có thể chặt đứt tâm chi xiềng xích, liền Hồng Quân Lão Tổ, Võ Tổ, Phật Tổ trở kinh thế nhân vật, đều làm không được, Tố Lệ Ương lại làm sao có thể làm đến. Coi như là gọi Diệp Thần chính mình, nếm thử một lần nữa, hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối, bởi vì lòng người quá phức tạp đi, xiềng xích cũng quá khó chặt đứt. Lòng người có loại dục vọng cùng mềm yếu, tham sân si, yêu biệt ly, cầu không được, những vật này đều là xiềng xích, nơi nào có dễ dàng như vậy đột phá. Nghe Diệp Thần thuyết phục, Tố Lệ Ương đồng tử lửa giận bùng cháy, luân hồi chi chủ, ngươi còn không có tư cách đối ta chỉ trỏ. Ta hỏi ngươi một lần nữa, có phải hay không không chịu giúp ta? Diệp Thần lắc lắc đầu nói, không phải ta không muốn giúp, mà là không giúp được. Tố Lệ Ương hắc hắc cười lạnh, nói, rất tốt, ta biết rồi, luân hồi chi chủ, là ta quấy rầy, cáo từ. Dứt lời, Tố Lệ Ương cái kia khổng lồ khô lâu thân thể, liền biến mất tại mây khói bên trong, triệt để biến mất không thấy. Diệp Thần thấy Tố Lệ Ương đi, cũng có chút ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ không tiếc bất cứ giá nào ra tay. Nhưng hắn cũng không lo lắng, rách nát thần điện cường giả, liền thủ hộ tại chung quanh hắn, mà lại hắn luân hồi thiên quốc bên trong, còn có hơn 20 đầu viễn cổ hung thú, tùy thời chuẩn bị xuất chiến. Một khi đánh lên đến, Diệp Thần không nhỏ lòng tin, có thể trấn sát Tố Lệ Ương. Tố Lệ Ương tựa hồ cũng biết mình không chiếm được chỗ tốt, cho nên chọn rời đi. Lục Thiên Dương thấy Tố Lệ Ương rời đi, vẻ mặt nghiêm túc, nói, luân hồi chi chủ, cái này yêu nữ tính tình thô bạo, kỳ quái khó dây dưa, tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ, ngươi có thể phải cẩn thận. Diệp Thần gật đầu nói, ta biết. Đoạn này khó khăn trắc trở, đi qua rất nhanh, Diệp Thần đáp lấy Tử Vũ Thiên Ưng, tiếp tục phi hành về phía trước, trên đường không tiếp tục tao ngộ cái gì ngoài ý muốn, thuận lợi đi tới Thánh Thụ Chi Môn lãnh địa. Chỉ thấy Thánh Thụ Chi Môn lãnh địa trung ương, liền là này mảnh thanh lam di tích thế giới, tối vi hùng vĩ thanh lam thánh thụ. Thanh lam thánh thụ là mảnh thế giới này trật tự hạch tâm, thần thánh rực rỡ, thân cây không biết có nhiều ít vạn trượng cao, xuyên thẳng trời cao, tùm cành lá, bắn ra doanh doanh hào quang, vô số điểm sáng như đom đóm, vây quanh thân cây phất phới lấy. Diệp Thần thấy thanh lam thánh thụ phía trên, kết có thật nhiều trái cây, nhưng đại bộ phận là ngây ngô chưa chín, thành rất quen ít. Ngoại giới gió lốc cùng hắc ám, không có ảnh hưởng chút nào đến nơi đây, hoàn cảnh nơi này. Thủy chung là hào quang rộng rãi bộ dáng. Dùng thanh lam thánh thụ làm trung tâm, trong phạm vi 500 dặm, đều là thánh thụ chi môn lãnh địa, xây dựng một tòa tòa thần điện, còn có thật nhiều tế đàn. Biết Diệp Thần hôm nay muốn tới, thánh thụ chi môn rất nhiều đệ tử, sớm liền chuẩn bị tốt nghênh đón. Tại Diệp Thần đến về sau, toàn bộ thánh thụ chi môn, cử hành thịnh đại nghi thức hoan nghênh, hoa vũ rực rỡ, long phượng trình tường, từng đầu linh khí cầu vồng quán thông chân trời.
Diệp thần hạ xuống đi, thánh thụ chi môn trưởng môn Thịnh Cô Hoài, mang theo mấy cái cao tầng trưởng lão, tự mình ra nghênh tiếp. Luân hồi chi chủ, đại giá quang lâm, ta xin đợi ngươi đã lâu. Thịnh Cô Hoài mặt mũi tràn đầy gió xuân, hướng về Diệp thần chắp tay hành lễ. Diệp thần giúp hắn cầm lại tử huyền thần thụ hạt thông giống, hắn vô cùng cảm kích. Thịnh trưởng môn, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Diệp thần cũng cười ôm quyền. Thịnh Cô Hoài móc ra một khối ngọc giản, cung kính đưa cho Diệp thần, nói, luân hồi chi chủ, đây là tử huyền tạo hóa trải qua bí tịch, là ta đáp ứng cho thù lao của ngươi. Hắn đã sớm nói, nếu như Diệp thần có thể giúp hắn cầm lại tử huyền thần thụ hạt giống, hắn nguyện ý đem tam thập tam thiên thần thuật, tử huyền tạo hóa trải qua bí tịch, chắp tay nhường cho. Tử huyền tạo hóa trải qua, là có chút cường hãn nội công tâm pháp, tu luyện tới đỉnh phong, có thể đánh tạo tử huyền thần thụ, thành lập vĩ đại trật tự. Đa tạ. Diệp thần cũng không lập dị, trực tiếp nhận tử huyền tạo hóa trải qua thần thuật ngọc giản, thần thức thoáng quét qua, liền thấy trong óc chấn động, một bài cuồn cuộn rộng rãi thần thuật bí pháp, tràn vào trong đầu của hắn. Đó là tử huyền tạo hóa trải qua bí pháp, có chút thâm ảo. Đương nhiên, dùng Diệp thần ngộ tính thiên phú, này tử huyền tạo hóa trải qua, cũng không thắng được hắn, tại tinh thần quét nhìn trong nháy mắt, hắn liền đại khái lĩnh ngộ, biết được trong đó âm dương tử huyền biến hóa, tạo hóa sinh sôi khai linh đủ loại huyền bí. Thịnh trưởng môn, có thể cho ta hái thanh lam thánh quả đi. Diệp thần mỉm cười thu hồi ngọc giản, so với tử huyền tạo hóa trải qua thần thuật bí tịch. Hắn càng quan tâm thanh lam thánh quả, cái kia là có thể giải quyết hắn khí thiên tỏa gông cùng xiềng xích đồ vật. Thịnh Cô Hoài cười nói, dĩ nhiên không có vấn đề. Dừng một chút, hắn lại ngưng trọng nói, bất quá, ngươi leo lên thanh lam thánh thụ, hái trái cây thời điểm, nhớ kỹ chỉ có thể hái thành thục trái cây, còn không có quen trái cây linh khí không đủ, ngươi hái được cũng vô dụng. Mặt khác, nếu như đụng phải có màu đen trái cây, tuyệt đối không nên hái. Diệp thần nghe Thịnh Cô Hoài ngữ khí nghiêm trọng nói, vô ý thức hỏi, vì cái gì? Thịnh Cô Hoài nói, màu đen trái cây, là trái cấm, mặc dù linh khí nồng nặc nhất, nhưng mang theo tinh không xa đọa hắc ám lực lượng, so với địa mạch hắc ám đáng sợ gấp trăm lần. Loại trái này, chỉ có thể chờ đợi chính nó rơi xuống hòa tan, bình thường thời điểm là đụng đều không thể đụng, chạm thử liền sẽ lâm vào điên cuồng, bị tinh không xa đọa hắc ám chỗ ô nhiễm, 10 điểm đáng sợ. Diệp thần cao mày nói, phải không? Thịnh Cô Hoài nói, đúng vậy, trong truyền thuyết bến bờ vũ trụ, đại bộ phận địa phương đã sa đọa thành hắc ám, tinh không sa đọa lực lượng 10 điểm khủng bố, đủ để phá hủy hết thảy trật tự, luân hồi chi chủ, người nếu là ăn màu đen trái cấm, trong cơ thể thần cách, thiên quốc, trật tự, chỗ có tồn tại, đều muốn trong nháy mắt sa đọa hủy diệt, cần phải cẩn thận. Diệp thần nói, nghiêm trọng đến thế sao? Có lẽ... ta có thể chống cự tinh không xa đọa uy lực đâu. Diệp thần mơ hồ có dự cảm, Thịnh Cô Hoài nói tới màu đen trái cấm, mặc dù mang theo tinh không xa đọa đáng sợ uy áp, nhưng linh khí năng lượng cũng nồng nặc nhất, nếu như có thể thôn vệ hấp thu, Diệp thần là có thể giải quyết triệt để đi khí thiên tỏa dây xích không cùng xiềng xích làm phức tạp. Thịnh Cô Hoài giật nảy mình, nói, luân hồi chi chủ, ta khuyên ngươi tuyệt đối không nên nếm thử, màu đen trái cấm lực lượng, thiên đế khả năng đều không chịu nổi. Người ngàn vạn cũng không thể mạo hiểm. Diệp thần thấy Thịnh Cô Hoài phản ứng lớn như vậy, gật đầu nói, được a, Thịnh trưởng môn, ta biết rồi. Thịnh Cô Hoài thở dài một hơi, nói tốt, ta đây trước thay người cầu nguyện tẩy lễ. Ngay sau đó, Thịnh Cô Hoài liền mang theo Diệp thần, đi vào một tòa thần điện trước. Trước thần điện có một cái tế đàn, sớm đã có rất nhiều tế sư đang đợi lấy. Khi nhìn đến Diệp thần đến về sau, tế sư nhóm khai đàn bố trí nghi thức, dồn dập vì Diệp thần cầu nguyện, lại chuẩn bị rất nhiều đầu lâu người làm tế phẩm, cung phụng thanh lam thánh thụ, cuối cùng dùng thánh thụ tiên lộ, vì Diệp thần tẩy lễ, gột rửa tạp khí. Cái gọi là thánh thụ tiên lộ, là theo thanh lam thánh thụ bên trên thu thập đặc thù linh thủy, có thể tẩy đi người trên người trần tục tạp khí, tịnh hóa hắc ám cùng loang lổ. Thánh thụ thế giới người, nghĩ di chuyển đi ngoại giới lời, liền cần trước dùng thánh thụ tiên lộ, gột rửa tự thân. Tịnh hóa đi cái thế giới này hắc ám địa mạch tích lũy sát khí. Tại trải qua hàng loạt rườm rà tế tự nghi lễ rửa tội về sau, Diệp thần thân thể trở nên vô cùng sạch sẽ, có xanh mờ mờ thần quang vần quanh. Thịnh Cô Hoài hài lòng gật đầu nói tốt, luân hồi chi chủ, người có khả năng leo lên thanh lam thánh thụ, bên ngoài cũng không yên ổn, mưa gió nổi lên,
tinh đồng thiên tôn cùng sửu thần tộc cường giả, rất có thể sẽ thừa cơ đánh giết. Nhưng ngươi yên tâm, chúng ta thánh thụ chi môn, sẽ làm tốt phòng bị, ngươi an tâm hái trái cây là được, ta cho ngươi 2 cái canh giờ, hẳn là đủ dùng. Nhớ kỹ, màu đen trái cấm, ngàn vạn không thể đụng vào. Hắn lại một lần cảnh cáo, màu đen trái cây là trái cấm, đừng nói phục dụng, coi như chỉ là đơn thuần đụng vào, đều có tiêm nhiễm sa đọa tinh không nguy hiểm. Thịnh trưởng môn xin yên tâm, ta cũng biết. Diệp thần chắp tay, ngẩng đầu nhìn phía trên tươi thắm tùm thanh lam thánh thụ, hít sâu một hơi, bàn chân trên mặt đất đạp mạnh, thân thể phóng lên tận trời, cả người đạp vào thanh lam thánh thụ, rất nhanh biến mất tại rậm rạp xanh cành lá ở trong. Mở ra cấm chế, đóng cửa kết giới, một con ruồi cũng không cho bay vào được. Tại Diệp thần đạp vào thanh lam thánh thụ về sau, Thịnh Cô Hoài liền quả quyết truyền hạ mệnh lệnh, toàn bộ thánh thụ chi môn cường giả, đều sống chuyển động, mở ra một tòa tòa cấm chế đại trận, tạo thành một tầng nghiêm mật vòng bảo hộ, đem chọn cái thánh thụ chi môn lãnh địa bao phủ lại. Những cấm chế này vòng bảo hộ, là thánh thụ chi môn hao phí rất nhiều tâm huyết chế tạo, lực phòng ngự 10 điểm cường hãn, cùng địa mạch tương liên, chủ yếu liền là dùng tới phòng bị ngoại địch. Coi như tinh đồng thiên tôn thật buông xuống, đối mặt thánh thụ chi môn tầng tầng phòng ngự, cũng khó có thể đột phá. Rách nát thần điện vô số cường giả, cũng tòng phạm vì bị cưỡng bức phòng ngự, chung nhau thủ hộ Diệp thần. Lúc này Diệp thần, đã đạp vào thanh lam thánh thụ, chung quanh từng sợi nhánh cây, như thiên long cứng cáp, từng mảnh lá cây, so phòng ốc cung điện còn lớn hơn, người tại đây chút to lớn nhánh cây lá cây trước mặt, thật cùng côn trùng không sai biệt lắm. Diệp thần thân ở thanh lam thánh thụ bên trong, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được này gốc thánh thụ cuồn cuộn, rộng rãi, thần thánh cùng thần bí. Này thanh lam thánh thụ, vẫn chỉ là bến bờ vũ trụ ngũ đại thần thụ một trong, thanh đồng thần thụ một đoạn nhánh cây biến thành, nếu là chân chính tinh không thần cây, thật là sẽ đến cỡ nào hùng vĩ cùng vĩ đại, thật sự là không thể tưởng tượng. Mà cái gọi là tinh không thần cây, tại tinh không sa đọa tai ách bên trong, lại toàn bộ khô héo đi, trận kia tinh không sa đọa hắc hóa đại tai biến, càng là không thể diễn tả khủng bố cùng mãnh liệt. Thịnh Cô Hoài gọi Diệp thần cẩn thận, không nên lấy xuống màu đen trái cấm, rõ ràng không phải đùa giỡn. Trong mắt hắn, tinh không sa đọa uy lực, liền Diệp thần cái này luân hồi chi chủ, cũng chưa chắc có thể chịu được. Diệp thần thân hình tiêu sái, tại thanh lam thánh thụ bên trên nhảy vọt xuyên qua, tìm kiếm lấy chính mình cần thanh lam thánh quả. Rất nhanh, hắn đã tìm được mấy quả, đều là thành thục trái cây, phía trên lưu chuyển lên màu vàng kim hào quang, thần hy mơ hồ dâng lên, năng lượng linh khí vô cùng nồng đậm, so với trước kia thái chiêu dung cho hắn trái cây, còn muốn nồng đậm rất nhiều. Dù sao, đây là tươi mới thánh quả, còn không có theo trên cây hái xuống đến, linh khí không có một chút hao tổn, đương nhiên là nồng đậm dồi dào. Răng rắc, Diệp thần không do dự, lập tức lấy xuống một quả thánh quả, há miệng cắn một cái. Thánh quả linh nước, chảy vào Diệp thần trong cơ thể, lập tức khiến cho hắn thấy vô cùng sảng khoái, toàn thân thoải mái. Này thanh lam thánh quả, mang theo tinh không phía trên tinh thuần linh khí, với thân thể người tăng thêm to lớn. Diệp thần ăn mấy quả, liền thấy toàn thân dễ chịu, trên cánh tay trái khí thiên tỏa dây xích, ban đầu đã thật sâu xiết vào cơ thể của hắn. Cùng xương cốt dính vào cùng nhau, nhưng bây giờ chậm rãi liền bị gạt ra khỏi tới. Này khí thiên tỏa dây xích, đối Diệp thần tới nói, là dị vật. Mà thanh lam thánh quả năng lượng, liền mang theo mạnh mẽ bài dị lực lượng, có thể đem người thể hết thảy hắc ám, ô uế, tạp khí, dị vật, toàn bộ bài ra bên trong thân thể, từ đó để cho người ta thân thể, trở nên vô cùng tinh khiết, bách tà bất xâm. Diệp thần tại thanh lam thánh thụ cành lá ở giữa nhảy vọt, đụng phải có thành thục trái cây, liền hái xuống ăn hết, không ngừng hấp thu linh khí, trong thân thể chất bẩn đều hóa thành một luồng thanh khí bị bài xuất, cái kia khí thiên tỏa dây xích, cũng triệt để bị gạt ra khỏi đến, răng rắc bắt đầu đứt gãy. Rất tốt, này thanh lam thánh quả, quả nhiên hữu hiệu. Diệp thần mừng rỡ không thôi, khí thiên tỏa dây xích mặc dù là thiên khải chí tôn hao phí tâm huyết chế tạo đồ vật, nhưng rõ ràng cũng ngăn không được thanh lam thánh quả bên trong ẩn chứa tinh không lực lượng. Đó là siêu việt cái thế giới này lực lượng, vô cùng cuồn cuộn cùng vĩ đại. Diệp thần rốt cuộc biết, vì cái gì không không lúc nào không, sẽ có nhiều người như vậy, mộng tưởng đi bến bờ vũ trụ. Cái kia bến bờ vũ trụ thế giới, đích thật là vô cùng cuồn cuộn, thế giới kia một tia không có ý nghĩa linh khí,
tạo hóa ra tới trái cây, năng lượng giống như này dồi dào hùng hậu, vậy nếu là toàn bộ bỉ ngạn thế giới, nên sẽ đến cỡ nào vĩ đại hùng vĩ? Răng rắc, răng rắc. Diệp Thần trên cánh tay trái xích sắt, từng đầu đứt gãy rớt xuống. Xích sắt mỗi đoạn rơi một đầu, Diệp Thần liền thấy thân thể dễ dàng một điểm, linh khí tăng lên một điểm. Đến cuối cùng, Diệp Thần trên cánh tay, chỉ còn lại có một đầu cuối cùng xích sắt. Đầu này xích sắt, là hạch tâm nhất nhọn một đầu, phía trên có một cái đồng khóa, một mực giam cấm. Cái này đồng khóa, cực kỳ kiên cố, còn tại chất cốc Diệp Thần mệnh cách. Diệp Thần nhướng mày, mơ hồ thấy cái này đồng khóa, tựa hồ có chút nan giải. Thanh lam thánh quả năng lượng, đã tràn đầy mà ra, này một đầu cuối cùng khí thiên tỏa dây xích, vẫn không thể phá giải sao. Diệp Thần sau khi ăn xong đại lượng thanh lam thánh quả về sau, đan điền đã không chứa được cái kia bàng bạc linh khí theo trong cơ thể hắn tràn đầy tràn ra tới. Nhưng dù vậy, trên cánh tay hắn một đầu cuối cùng khí thiên tỏa dây xích, còn ngoan cố dây dưa, cũng không có bị phá giải bộ dáng. Đầu này xiềng xích, đang mang theo thiên khải chí tôn pháp tắc lực lượng. Đó là thiên đế pháp tắc phong tỏa, cực kỳ kiên cố cường hãn. Phụ thân, phía trên tựa hồ có một quả màu đen trái cây, linh khí đặc biệt dồi dào. Đúng lúc này, Diệp Thần nghe được tiểu cấm yêu thanh âm, tại bên tai vang lên. Màu đen trái cây. Diệp Thần trong lòng hơi động, ngẩng đầu đi lên nhìn lại, nhưng chỉ thấy lít nha lít nhít cành lá cùng lượn lờ mây mù. Nếu như phía trên thật có cái gì màu đen trái cây, cái kia nhất định chính là cái gọi là trái cấm. Thịnh Cô Hoài đã cảnh cáo, màu đen trái cấm mang theo tinh không sa đọa khủng bố năng lượng, một khi tiếp xúc, người nhẹ thì lâm vào điên cuồng hoàn cảnh, nặng thì trực tiếp đọa diệt, thân tử đạo tiêu. Diệp Thần đối này cái gọi là trái cấm, trong lòng tự nhiên cũng là hiếu kỳ cực kỳ. Ngay sau đó, Diệp Thần chiếu vào tiểu cấm yêu thanh âm chỉ, bay lượn đến phía trên đi. Quả nhiên ngay tại một chỗ mây mù mật lá thấp thoáng cành cây bên trên, thấy được một quả màu đen trái cây. Cái kia viên trái cây màu sắc, không phải mực nước đen, mà là bầu trời đêm đen, phía trên có một chút điểm vụn vặt điểm sáng, chậm rãi lưu chuyển lên, thoạt nhìn giống như là trong đêm tối điểm điểm tinh thần, lộ ra một cỗ mộng ảo đẹp. Cả viên trái cây thoạt nhìn, vô cùng mê người, để cho người ta xem xét phía dưới, liền không nhịn được muốn lấy xuống tới cắn một cái. Cái này là trái cấm sao? Diệp Thần con mắt hơi sáng, nhìn kỹ trước mắt màu đen trái cấm, có thể rõ ràng cảm nhận được, viên này trái cây linh khí, so với bình thường thánh quả linh khí, muốn nồng đậm rất nhiều, chỉ là hô hấp lấy, liền có thể cảm nhận được cái kia màu đen trái cấm tản ra mộng ảo linh khí, thật giống như một người tại dãy núi đỉnh, ngưỡng vọng đêm tối tinh không, trong lòng tự có một cỗ khoáng đạt sảng khoái chi ý. Này trái cấm! Thoạt nhìn cũng không giống là thịnh trưởng môn nói đáng sợ như vậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Thần lầm bầm, đưa tay tới gần màu đen trái cấm. Nhưng, đáng sợ một màn xuất hiện. Làm Diệp Thần tới gần màu đen trái cấm thời điểm, trong lòng của hắn liền không hiểu sản sinh ra một cỗ hồi hộp, tốt như xa vào ác mộng bên trong, lại có một cỗ khó mà hình dung thao thiên áp lực, phảng phất thấy toàn bộ tinh không, tại trước mắt mình sụp đổ. Vô tận bầu trời đêm họa trời nện xuống đến, đầy sao như mưa chiếu nghiêng xuống. Đây là tinh không sụp đổ áp lực. Thậm chí, Diệp Thần còn xuất hiện ảo giác, trước mắt thấy màu đen tinh không, triệt để hắc hóa sa đọa, mất đi tất cả ánh sáng sáng lên, ngôi sao toàn bộ chết đi, tĩnh lặng bầu trời đêm đã đản sinh ra đủ loại không thể diễn tả quái vật. Những quái vật này vô pháp dùng ngôn ngữ đi hình tha cho chúng nó hình dạng, thậm chí tại hắc ám thấp thoáng dưới, vô pháp dòm thấy tất cả của bọn nó mạo. Diệp Thần chỉ thấy, những quái vật kia triển lộ ra một góc, hoặc là một đầu xúc tu, hoặc là nửa mảnh lân phiến, hoặc là một cái móng vuốt, lại hoặc là một đầu lông tóc, không không mang theo dung chuyển lòng người đáng sợ uy áp, đó là hắn trước kia cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy quỷ dị. Đáng chết, thật là đáng sợ quỷ dị khí tức. Diệp Thần khẽ cắn môi, hắn luân hồi đạo tâm cứng cỏi, tâm chi xiềng xích đã sớm chặt đứt, mà lại chính mình lại chấp trưởng lấy thế gian đệ nhất huyễn thuật vạn hoa đồng huyết nhãn. Cho nên, tại lâm vào ảo giác trong nháy mắt, hắn liền lập tức tỉnh táo lại, cắn đầu lưỡi một cái, máu tươi cùng đau đớn kích thích tinh thần, cả người lập tức liền tinh thần lui lại, theo trong ảo giác rút ra tới. Tinh không sa đọa, quần tinh chết đi, quỷ dị mọc thành bụi hình ảnh, tại Diệp Thần trước mắt biến mất, trước mắt hắn chỉ có cái kia viên màu đen trái cấm, đang tản ra hơi hơi tinh quang.
này trái cấm, quả nhiên không đơn giản a. Diệp Thần nghĩ ngợi, vừa mới hắn chẳng qua là tới gần màu đen trái cấm, còn không có chân chính đụng vào, thậm chí cũng không có dùng, liền đã sản sinh ra mãnh liệt như vậy ảo giác, tinh thần gặp nghiêm trọng như vậy trùng kích. Có thể nghĩ, giá hắc sắc trái cấm uy áp, so với Thịnh Cô Hoài nói tới, chỉ có hơn chứ không kém. Đây không phải cái thế giới này đồ vật, mà là Thanh Lam Thánh Thụ hô ứng bến bờ vũ trụ, tiếp thu được bến bờ vũ trụ một tia bị ô nhiễm linh khí, sáng lập ra cấm kỵ đồ vật. Không hề nghi ngờ, viên này cấm kỵ trái cây, uy áp là đáng sợ, nhưng linh khí cũng là 10 điểm dồi dào. Nếu có thể chịu đựng lấy cấm kỵ uy áp trùng kích, luyện hóa viên này trái cấm, vậy sẽ có chỗ tốt cực lớn. Diệp Thần tim đập thình thịch, lo lắng lấy muốn hay không lấy xuống trái cấm. Nếu là ta vận dụng Thiên Đế Kim Luân, Quang Minh Chi Tâm, Thiên Hỏa Mệnh Tinh các loại thủ đoạn, không biết có thể tiếp nhận tinh không băng đọa trùng kích. Diệp Thần tại cẩn thận cân nhắc, này trái cấm linh khí như thế dồi dào, hắn kỳ thật cũng không muốn từ bỏ. Phốc, phốc, phốc. Ngay tại Diệp Thần thời điểm do dự, hắn chợt nghe, phía dưới truyền đến từng đợt thanh âm cổ quái. Diệp Thần cúi đầu xem xét, đồng tử mãnh liệt co vào, lại thấy được vô cùng kinh người hình ảnh. Chỉ thấy thánh thụ chi môn từng cái đệ tử, ban đầu tại đứng gác thủ hộ Diệp Thần, nhưng lúc này, thật nhiều đệ tử, đột nhiên không hiểu thấu, trong thân thể bẩn liền phát ra bạo liệt thanh âm, thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất mất mạng, làn da cấp tốc bao phủ lên xấu xí kịch độc thi ban. Một màn này phát sinh biến cố, toàn bộ thánh thụ chi môn xôn xao kinh hô, rách nát thần điện đám võ giả, cũng là tê cả da đầu, cảnh giác đề phòng. Chuyện gì xảy ra, địch nhân ở nơi nào? Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho thánh thụ chi môn trưởng môn Thịnh Cô Hoài, lập tức chấn động. Hắn thánh thụ chi môn, đã bày ra cấm chế dày đặc phòng ngự, nhưng địch người vô thanh vô tức, lập tức liền độc chết hơn 10 người, hắn liền cái bóng cũng không thấy, quả thực là khủng bố. Rách nát thần điện điện chủ Lục Thiên Dương, nhìn xem những cái kia đệ tử đã chết, trên thân bao phủ kịch độc thi ban, vẻ mặt lập tức chìm xuống, rút ra bội đao, nói, là sử thần tộc độc chữ cờ người, am hiểu nhất dùng độc, cẩn thận chút. Độc chữ cờ. Thịnh Cô Hoài biến sắc, hắn biết sử thần tộc có bát kỳ, độc chữ cờ đích thật là am hiểu dùng độc, nhưng không nghĩ tới hắn đã bố trí xuống cấm chế dày đặc, đối phương kịch độc, thế mà còn có thể chảy vào. Nghe được là kịch độc, toàn trường người thất kinh, vội vàng vận công hộ thể, chỉ sợ lọt vào kịch độc tập kích. Lúc này, lại nghe một thanh âm, theo thánh thụ chi môn bên ngoài vang lên. Luân hồi chi chủ, cút ra đây, bằng không ta giết sạch người nơi này. Thanh âm kia 10 điểm lạnh lùng, tràn ngập khó mà ngăn cản uy nghiêm. Diệp Thần tại Thanh Lam thánh thụ bên trên, cách thật xa, cũng có thể vô cùng rõ ràng nghe được. Tinh Đồng, là ngươi tên phản đồ này. Diệp Thần nghe xong, liền đã hiểu, chính là Tinh Đồng thiên tôn thanh âm. Thánh thụ chi môn bên ngoài, trống rỗng, không thấy có bất luận bóng người nào, Tinh Đồng thiên tôn không biết ẩn nấp ở nơi nào, chỉ nghe hắn âm thanh, không thấy người, dưới trướng hắn khẳng định còn có sử thần tộc cường giả. Nhờ hồng phúc của ngươi, ta được đến sử thần cho không ít chỗ tốt, ha ha, ngươi ra tới, ta phải thật tốt cảm tạ ngươi một phiên. Tinh Đồng thiên tôn cười lạnh nói, ngươi làm sao không tiến vào, Diệp Thần cũng âm thanh lạnh lùng nói. Thánh thụ chi môn chung quanh bố trí cấm chế dày đặc phòng ngự, từng tầng một tinh bích hệ trồng chất bao phủ, Tinh Đồng thiên tôn nếu như dám đến gần lời, có thể muốn lọt vào cấm chế phản kích. Tinh Đồng thiên tôn cười hắc hắc nói, ngươi như nếu không ra, ta liền giết sạch người nơi này. Hắn nói chuyện vẫn là chỉ nghe màn hắn âm thanh, không thấy người, tựa hồ ẩn nấp tại cái gì huyễn tưởng không gian bên trong. Tại thanh âm hắn hạ xuống, lại nghe phốc 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 ba tiếng. Có ba cái thánh thụ chi môn đệ tử, tại chỗ ở giữa bẩn vỡ tan, thất khiếu chảy ra máu đen, chúng độc ngã xuống đất mất mạng. Thịnh Cô Hoài, Lục Thiên Dương đám người đều là hoảng hốt, bọn hắn liền kẻ địch mặt cũng không thấy, thủ hạ đệ tử liền thê thảm độc thủ. Tinh Đồng thiên tôn thủ đoạn này, đối mọi người sĩ khí, không thể nghi ngờ là đả kích cực lớn. Diệp Thần sầm mặt lại, người khác nhìn không ra, nhưng hắn lại có thể mơ hồ thấy, trong không khí nổi lơ lửng một luồng khí độc. Tinh Đồng thiên tôn hạ độc thủ đoạn, giấu giếm được người khác, nhưng không gạt được Diệp Thần. Dù sao, Diệp Thần có thể là độc thủ dược thần truyền nhân, đối độc một trong nói, cũng là hết sức quen thuộc. Có chút không bỏ nhìn màu đen trái cấm liếc mắt,
Diệp Thần thả người theo thanh lam thánh thụ bên trên nhảy xuống, xem trên mặt đất mấy cỗ chúng độc bỏ mình thi thể, hắn không chút hoang mang, tế ra túc mệnh chi hoàn, luân hồi khí sôi trào, bánh răng vận mệnh răng rắc chuyển động. Tinh Đồng, người đường đường thiên đế, còn muốn dựa vào hạ độc tới dọa người. Diệp Thần chuyển động túc mệnh chi hoàn, đem trên mặt đất người chết phục sinh, luân hồi cùng vận mệnh hào quang chiếu rọi, trong không khí chân huyễn pháp tắc vặn vẹo, hiển hóa ra từng sợi màu đen hơi khói. Này chút màu đen hơi khói, liền là Tinh Đồng Thiên Tôn tản tới khí độc. Khí độc này, ẩn nấp vô cùng sâu, Lục Thiên Dương cùng Thịnh Cô Hoài cũng không phát hiện, chỉ có Diệp Thần phát hiện. Diệt hồn hương, năng lượng cũng là 10 điểm tinh thuần, vừa vặn cho ta bồi bổ thân thể. Diệp Thần nhếch nhếch miệng, nhận ra này chút khí độc lai lịch, là một loại gọi diệt hồn hương kịch độc, chính là sử thần tộc đặc sản, vô sắc vô vị, hỗn tạp đặc thù huyễn tưởng pháp tắc, phóng xuất ra, là trống rỗng trạng thái, bình thường mắt người thường căn bản không nhìn thấy. Thánh thụ chi môn mặc dù bày ra cấm chế dày đặc, nhưng những cấm chế này, rõ ràng ngăn không được này vô sắc vô vị, lợi dụng tất cả mọi dịp diệt hồn hương. Nếu là lọt vào diệt hồn hương ăn mòn, người bình thường trong nháy mắt liền muốn chết bất đắc kỳ tử, linh hồn vẫn diệt. Nhưng Diệp Thần không sợ chút nào, hắn trước kia kế thừa độc thủ dược thần đạo thống, tu luyện đạo tâm chủng ma quyết cùng tiên thiên độc long khí, diệt hồn hương loại kịch độc này, với hắn mà nói, liền là thuốc bổ. Ngay sau đó, Diệp Thần hít sâu một hơi, trực tiếp liền đem chung quanh từng sợi diệt hồn hương, toàn bộ thôn phệ đến trong cơ thể, còn tựa hồ thưởng thức được cái gì mỹ vị món ngon chật chật lưỡi. Thịnh Cô Hoài cùng Lục Thiên Dương thấy thế, đều là hãi dị, bọn hắn biết Diệp Thần cường hãn, nhưng không nghĩ tới Diệp Thần còn tinh thông độc thuật. Hảo tiểu tử, nguyên lai ngươi sẽ còn độc thuật. Tinh Đồng Thiên Tôn mang theo khiếp sợ thanh âm, theo thánh thụ chi môn ngoại truyện tới. Oanh long long. Sau đó, ngoặc hư không chấn động, một thanh cự kiếm, từ bên ngoài hư không bên trong, dần dần nổi lên. Cái kia nắm cự kiếm, bao quanh nguyên sơ thái cổ pháp tắc áo nghĩa. Tuyên khắc lấy rất nhiều phù văn, muôn vàn thần quang vần quanh, 10 điểm rực rỡ thần thánh. Lần lượt từng bóng người, theo cự kiếm phía trước xuất hiện. Một người cầm đầu, lượn lờ lấy thiên đế pháp tắc, song đồng như tinh không bao la hùng vĩ, thái sơ huyền bí, nguyên thủy chân giải, ở trên người hắn chìm chìm nổi nổi, khí thế vô cùng mạnh mẽ. Chính là Tinh Đồng Thiên Tôn. Hắn quả nhiên là ẩn nấp tại huyễn tưởng không gian bên trong, muốn dùng độc đánh lén Diệp Thần. Nhưng thấy diệt hồn hương vô hiệu, hắn cũng không nói nhảm, trực tiếp hiện thân ra tới. Tại Tinh Đồng Thiên Tôn bên người, còn có mấy chục cái khí tức hung hãn cường giả, toàn bộ là sử thần tộc độc chữ cờ cao thủ, da thịt của bọn họ là màu đen, tôi đầy kịch độc, mỗi người đều là đủ loại kịch độc tập hợp thể, có chút khủng bố. Lại có thể là, thiên đế cao thủ. Lục Thiên Dương cùng Thịnh Cô Hoài, thấy Tinh Đồng Thiên Tôn hiện thân về sau, lập tức hít sâu một hơi. Tê cả ra đầu, toàn thân đều run run lên. Tinh Đồng Thiên Tôn, chính là thiên đế cảnh cường giả. Tuy nói luận thực lực, hắn vô pháp cùng Hồng Quân Lão Tổ, Thiên Khải Chí Tôn, Nhậm Phi Phàm chờ đỉnh cấp thiên đế so sánh, nhưng dù sao cũng là hàng thật giá thật thiên đế cường giả. Tại thánh thụ thế giới bên trong, coi như là bình thường thiên đế, cũng là đứng ở đỉnh phong siêu cấp cao thủ, che đậy quần hùng. Phải biết, bởi vì có địa mạch hạn chế, dưới tình huống bình thường, thánh thụ thế giới không cách nào sản sinh ra thiên đế cường giả, đối thế giới này người tới nói, thiên đế liền là cao không thể chạm tồn tại. Hiện tại, mọi người cảm nhận được Tinh Đồng Thiên Tôn khí thế mạnh mẽ, đều là nghẹt thở. Tại trong thế giới này, Tinh Đồng Thiên Tôn thực lực, quá chói mắt, quá đột xuất. Thiên đế cảnh cao thủ, có thể nói là có 102 quần anh. Diệp Thần vẻ mặt cũng là chìm xuống, trước đây tại gió lốc tinh vực thế giới. Hắn cùng Tinh Đồng Thiên Tôn giao thủ, ít nhất là có luân hồi đại năng trợ lực. Nhưng bây giờ, không có luân hồi đại năng, Diệp Thần đối mặt Tinh Đồng Thiên Tôn, lập tức cảm nhận được vô cùng khó giải quyết. Đương nhiên, Tinh Đồng Thiên Tôn biểu lộ, cũng không thoải mái. Hắn mặc dù là thiên đế, nhưng hắn đã từng chết trong tay Diệp Thần, sau này coi như phục sinh, đạo tâm cũng là bị thương nặng, coi như bây giờ được sử thần chúc phúc, kế thừa kiếm tổ đạo thống, nhưng trong thời gian ngắn. Thực lực của hắn cũng khôi phục không đến đỉnh phong thời điểm. Tại thánh thụ thế giới bên trong, phục ma thâm cốc, rách nát thần điện, thanh lam tổ giáo, thánh thụ chi môn bốn thế lực lớn, toàn bộ nguyện ý tùy tùng Diệp Thần, dùng Diệp Thần cầm đầu. Diệp Thần cũng không là độc thân tác chiến,
Tinh Đồng Thiên Tôn cũng phải đối mặt áp lực cực lớn. Lần này Sửu Thần phái hắn tới, chủ yếu là thăm dò cùng tiêu hao, một là nhìn một chút Diệp Thần thực lực hôm nay, hai là tiêu hao Diệp Thần lực lượng. Tiểu tử, không bằng ngươi đi tới, chúng ta luận bàn ba chiêu, trong vòng ba chiêu, nhìn một chút ai thắng ai thua. Ngươi như thắng, ta lập tức rời đi. Nếu là ngươi bại, ngoan ngoãn theo ta ra ngoài gặp mặt Sửu Thần. Tinh Đồng Thiên Tôn giữ tợn cười nói, nghĩ trực tiếp cùng Diệp Thần đơn độc giao thủ. Dù sao Thánh Thụ Chi Môn, rách nát thần điện chở bốn thế lực lớn người, mặc dù trong đó không có thiên đế cao thủ, nhưng thần vương là có, rất nhiều cường giả thực lực cộng lại, đủ để cho Tinh Đồng Thiên Tôn cũng vô cùng e dè. Hắn không muốn cùng Diệp Thần bùng nổ quá chiến đấu kịch liệt, bằng không hắn cũng không chiếm được chỗ tốt. Ha ha ha, người đường đường thiên đế, muốn cùng ta này hạ vị thần luận bàn, đây không phải đùa giỡn hay sao? Diệp Thần nhịn không được ngửa mặt lên trời cười ha hả, hắn có thể sẽ không như thế xuẩn, cùng Tinh Đồng Thiên Tôn đánh đơn độc đại, dù sao hiện tại cảnh giới của hắn, cùng đối phương chênh lệch vẫn còn quá lớn. Ta bên này nhiều người, vì cái gì còn muốn cùng ngươi luận bàn? Diệp Thần đôi mắt lạnh lẽo xuống tới, tế ra Luân Hồi Thiên Kiếm, gấp nắm trong tay, lại thổi cái huýt sáo, đem Luân Hồi Thiên Quốc bên trong, cái kia hơn 20 đầu viễn cổ hung thú, toàn bộ kêu gọi ra. Giống giống, từng đợt kinh thiên thú giống nổ vang. Tử Vũ Thiên Ưng, Cương Giáp Cự Hạt, Viêm Dực Kỳ Lân, Phệ Nguyệt Báo các loại, từng con viễn cổ hung thú, hiện thân ra tới, bảo vệ tại Diệp Thần bên người. Giờ khắc này Diệp Thần, thoạt nhìn liền tựa như vạn thú chi hoàng, thần uy lẫm liệt. Tinh Đồng, người muốn chiến, vậy liền lăn tới đây. Diệp Thần nhếch miệng lên một vệt lăng lệ độ cong, tại triệu hồi ra hết thảy hung thú về sau. Hắn cũng không có vội vã xông giết ra ngoài. Bởi vì, tại Thánh Thụ Chi Môn cấm chế tinh bích bảo vệ dưới, hắn có khả năng chiếm cứ ưu thế lớn nhất, cần gì phải từ bỏ ưu thế, ra ngoài cùng Tinh Đồng Thiên Tôn chém giết. Tinh Đồng Thiên Tôn thấy vô pháp kích Diệp Thần ra tới, vẻ mặt lập tức chìm xuống, sau đó lộ ra một nụ cười tàn khốc cho, nói. Ngươi cho rằng ngươi tránh ở bên trong, liền có thể chạy ra ta trưởng khống. Ta chính là thiên đế. Muốn tiêu diệt các ngươi một bầy kiến hôi, dễ như trở bàn tay. Soạt, Tinh Đồng Thiên Tôn bàn tay lớn vồ một cái, sau lưng cái kia nắm cự kiếm, hóa thành bốn ngón tay cũng rộng, rơi xuống trong tay hắn. Thanh kiếm này, truyền thuyết là nguyên sơ thế giới kiếm tổ binh khí, tên là Lớn Thiên Cự Khuyết Kiếm, sát phạt tương đương hung mãnh. Tinh Đồng Thiên Tôn tay cầm lấy cự khuyết kiếm, xoẹt một tiếng, trực tiếp chém ra Thánh Thụ Chi Môn thủ hộ tinh bích. Thấy thế, Thịnh Cô Hoài sắc mặt đại biến, Thánh Thụ Chi Môn thủ hộ cấm chế tinh bích, hắn hao tốn vô số tâm huyết chế tạo, lại cùng địa mạch nối liền thành một thể, vốn cho rằng vững như thành đồng, nhưng không nghĩ tới lại ngăn không được Tinh Đồng Thiên Tôn nhất kiếm. Tinh Đồng Thiên Tôn trên thân kiếm, tràn đầy thiên đế pháp tắc hào quang, thiên đế uy nghiêm đều bùng nổ, Thánh Thụ Chi Môn cấm chế hoàn toàn ngăn không được hắn. Không, cấm chế vẫn là hữu hiệu, một cỗ hung mãnh cấm chế lực lượng. Giết ngược lại hướng Tinh Đồng Thiên Tôn thân thể, tạo thành thương tổn không nhỏ, nhưng Tinh Đồng Thiên Tôn cưỡng ép chân áp thương thế, hoàn toàn không sợ, nhất kiếm chém thẳng vào hướng Diệp Thần. Thiên Ma Cổ Bảo, trở về. Kiếm đến nửa đường, Tinh Đồng Thiên Tôn lại phát ra một hồi tiếng quát, nhân quả luật như thiên hiến bùng nổ. Diệp Thần trong cơ thể ông một thanh âm vang lên, Thiên Ma Cổ Bảo liền tự động bay ra, muốn một lần nữa rơi vào Tinh Đồng Thiên Tôn trong tay. Tinh Đồng Thiên Tôn đôi mắt lóe sáng, hắn vốn chính là Thiên Ma Cổ Bảo cuối cùng một mảnh vụn chấp trưởng giả, nhưng sau này mảnh vỡ bị Diệp Thần cướp đi, hắn một mực canh cánh trong lòng. Giờ khắc này, Tinh Đồng Thiên Tôn phát ra nhân quả luật, chính là muốn đem Thiên Ma Cổ Bảo đoạt lại. Có Thiên Ma Cổ Bảo phòng thân, hắn liền không sợ Thánh Thụ Chi Môn cấm chế, cũng không cần lo lắng bất kỳ thủ đoạn nào tổn thương. Ta đồ vật, còn chưa tới phiên ngươi tới nhúng chàm. Diệp Thần tầm mắt phát lạnh, trên thân luân hồi khí bạo minh, trực tiếp liền triệu hồi ra Luân Hồi Thiên Quốc, trôi nổi lên đỉnh đầu, như hải nạp bách xuyên, lập tức liền thu nạp ở Thiên Ma Cổ Bảo. Thiên Ma Cổ Bảo thành Diệp Thần Luân Hồi Thiên Quốc bên trên thành bảo, Tinh Đồng Thiên Tôn luân phiên thôi động nhân quả luật, nhưng lại không cách nào lại dung chuyển một chút. Đáng chết, phá cho ta. Tinh Đồng Thiên Tôn khẽ cắn môi, cự khuyết kiếm cuồng chảm, trực tiếp liền chém về phía Diệp Thần Luân Hồi Thiên Quốc. Nhưng, Diệp Thần cũng không là một người chiến đấu. Lúc này, Thánh Thụ Chi Môn trưởng môn Thịnh Cô Hoài,
còn có rách nát thần điện điện chủ Lục Thiên Dương, đều ra đao kiếm, một trái một phải tới trợ chiến. Con! Hai người đao kiếm, ngăn trở Tinh Đồng Thiên Tôn cự khuyết kiếm. Tại binh khí giao phong trong nháy mắt, Thịnh Cô Hoài cùng Lục Thiên Dương đều là kêu lên một tiếng đau đớn, thấy vô cùng áp lực cực lớn, giữa ngực bụng khí huyết sôi trào, cơ hồ muốn nôn ra máu. Bọn hắn tuy là một phái tôn sư, nhưng luận thực lực, cùng Tinh Đồng Thiên Tôn vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Diệp Thần thực lực, cùng Tinh Đồng Thiên Tôn chênh lệch càng lớn hơn, ba thanh binh khí giao phong bộc phát ra sóng khí, cũng đưa hắn chấn đến liên tiếp lui về phía sau. Xé nát hắn. Nhưng, Diệp Thần cũng không hoảng loạn, lập tức hướng về Tử Vũ Thiên Ưng, Viêm Dực Kỳ Lân các loại hung thú hạ lệnh. Chỉ một thoáng, hơn 20 đầu to lớn hung thú, gào thét kinh thiên, mang theo cổ lão hung uy, điên cuồng vồ giết về phía Tinh Đồng Thiên Tôn, muốn đem hắn xé nát. Tinh Đồng Thiên Tôn lập tức liền bị đại lượng hung thú bao phủ, nhưng lúc này, dưới trướng hắn rất nhiều sử thần tộc cường giả, dồn dập ngâm hát lên, từng sợi hung hãn khí độc, dùng Tinh Đồng Thiên Tôn làm tâm điểm, nổ tung mà ra. Hô hô hô! Khí độc bừa bãi tàn phá, hóa thành cuồn cuộn xương cặp độc, cấp tốc khuếch tán ra. Diệp Thần dưới trướng rất nhiều hung thú, mặc dù hung mãnh, nhưng cũng khó có thể ngăn cản kịch độc. Tại khí độc trùng kích vào, chúng nó dồn dập hừ kêu lên, phát ra có chút thanh âm thống khổ, chật vật lui về sau đi. Một đám vướng bận ra hỏa, thôn hồn tà đạo trương, cho ta thôn phệ. Diệp Thần tầm mắt thoáng nhìn những sử thần đó tộc cường giả, không nói hai lời, tế ra thôn hồn tà đạo trương, thôn phệ chi trương tà điển bùng nổ, một màn kinh khủng liền xuất hiện. Chỉ thấy những sử thần đó tộc cường giả, từng cái hét thảm lên, thân thể kèm thêm lấy linh hồn, toàn bộ bị Diệp Thần thôn phệ hết. Thôn hồn tà đạo trương tà điển, trôi nổi sau lưng Diệp Thần, tựa như là một cái như lỗ đen, 10 điểm khủng bố. Này thôn hồn tà đạo trương, là hồn thiên đế sáng tạo, đối hắc ám hồn tộc, sử thần tộc, đều có mạnh mẽ áp chế hiệu quả. Dù sao cái gọi là sử thần, kỳ thật liền là một cái khác hồn thiên đế. Hồn thiên đế chí tôn tà điển vừa ra, bình thường sử thần tộc con dân, chỗ nào ngăn cản được, vừa đối mặt, liền bị Diệp Thần cho nuốt lấy. Trong chốc lát, Tinh Đồng Thiên Tôn cũng chỉ còn lại có lẻ loi trơ trọi một người. Hắn thấy dưới trướng hết thảy sử thần tộc cường giả, toàn bộ bị Diệp Thần nuốt mất, chỉ cảm thấy da đầu run lên, không thể tưởng tượng nổi, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần sau lưng cái kia nuốt hồn tà điển, kinh dị kêu lên. Tiểu tử, người thôn hồn tà đạo trương tu vi, lúc nào trở nên hung tàn như vậy? Chẳng lẽ thu hoạch nghịch thiên cơ duyên? Hắn thấy Diệp Thần thủ đoạn khủng bố. Nếu như hôm nay không thể trấn áp, cái kia chờ sau này Diệp Thần trưởng thành, liền là tử kỳ của hắn. Oanh! Tinh Đồng Thiên Tôn huy kiếm cuồng trảm, khí huyết bão táp, tại thân kiếm bên trên tuôn ra máu me đầy đầu kiêu hư ảnh, mãnh liệt chém về phía Diệp Thần. Đây là huyết kiêu ngục hoàng võ học, hắn dùng thiên đế huyết nhiên đốt thi triển, cực kỳ hung mãnh. Nhưng, Diệp Thần vừa mới thôn phệ hết sử thần tộc cường giả, dưới trướng hắn rất nhiều hung thú, không còn trở ngại gì nữa. Cũng sẽ không có chúng độc nguy hiểm. Chỉ thấy từng con viễn cổ đại hung, kinh thiên gầm rú lấy, tiếp tục vồ giết về phía Tinh Đồng Thiên Tôn. Tinh Đồng Thiên Tôn chém ra kiếm khí, có hai con hung thú, hung hãn không sợ chết, trực tiếp phi thân ra tới, dùng nhục thân của mình ngăn cản được. Phốc phốc, phốc phốc. Hai con hung thú ngã xuống đất, bị trọng thương, còn sót lại hung thú thì là cực đoan điên cuồng, lại một lần đem Tinh Đồng Thiên Tôn che mất. Thịnh Cô Hoài cùng Lục Thiên Dương, nhìn thấy đám hung thú này như thế hung tàn, đối Diệp Thần lại trung thành như vậy, trong lòng kinh hãi sau khi, lại là bội phục. Hai người nhân cơ hội này, cũng là phi thân đánh giết mà lên, muốn cho Tinh Đồng Thiên Tôn một kích chí mạng. Thái Sơ kiếm đạo, nhất kiếm quy trần. Bị vây công Tinh Đồng Thiên Tôn, hai tay nắm chặt lấy cự khuyết kiếm chuôi kiếm, hét lớn một tiếng, một vệt kinh thiên kiếm quang, cũng đi theo bạo sông mà lên. Này một vệt kiếm quang trùng thiên, đem bầu trời đều xé nát, vừa mới nhào ở trên người hắn rất nhiều hung thú, toàn bộ bị đánh văng ra, có chút hung thú càng là tại chỗ bị khí thế của hắn xé bể nát, huyết vũ bắn tung tóe, tràng diện 10 điểm thảm liệt. Thịnh Cô Hoài cùng Lục Thiên Dương, cũng là song song bị đẩy lui. Tinh Đồng Thiên Tôn nổ tung mà ra kiếm quang, quá mãnh liệt, bọn hắn hoàn toàn ngăn cản không nổi. Diệp Thần đồng tử cũng là rụt lại một hồi. Tinh Đồng Thiên Tôn chỗ làm Thái Sơ kiếm đạo, hết sức lợi hại, là kiếm tổ kiếm đạo, nguồn gốc từ nguyên sơ thế giới.
Thái Sơ kiếm đạo áo nghĩa, có thể nhường vạn vật quy về Thái Sơ tịch diệt. Thiên hạ vạn vật, có sinh tại không, vô sinh tại không không, Thái Sơ kiếm đạo vừa ra, chư thiên quy trần, tất cả mọi thứ muốn hóa thành hư vô, thậm chí là liền hư vô đều không tồn tại, liền là bản nguyên nhất không không. Tinh Đồng Thiên Tôn đạt được kiếm tổ truyền thừa, đối Thái Sơ kiếm đạo lĩnh ngộ, mặc dù không nói được đến cỡ nào tinh thâm, nhưng tuyệt đối là bước vào cánh cửa. Hắn Thái Sơ kiếm đạo kiếm khí bạo phát đi ra, Diệp Thần dưới trướng viễn cổ hung thú, coi như cùng nhau tiến lên, cũng hoàn toàn che ép không được kiếm đạo của hắn uy thế, rất nhiều hung thú bị xé nát, huyết phú thảm liệt. Toàn bộ thánh thụ chi môn, một tòa tòa thần điện kiến trúc, kịch liệt lay động, phảng phất muốn đổ sụp, cả cây thanh lam thánh thụ rì rào lay động, có thật nhiều trái cây theo trên cây đi rơi xuống. Tinh Đồng Thiên Tôn biểu lộ dữ tợn, toàn thân thiên đế máu đều đang thiêu đốt, hừng hực bộc phát ra thiên đế hỏa diễm, bao trùm toàn thân, thoạt nhìn vô cùng hung mãnh. Luân hồi chi chủ, ta tuy là lẻ loi một mình, cũng đủ để trấn áp giới này. Tinh Đồng Thiên Tôn nhếch môi cười, nụ cười cuồng ngạo mà dữ tợn, hắn cũng thật có cuồng ngạo tư cách, dù sao thân là thiên đế chủ thần hắn, có được nghiền ép cái thế giới này mạnh mẽ chiến lực. Bù! Tinh Đồng Thiên Tôn thân thể cấp tốc bay ra, Thái Sơ kiếm đạo cực hạn bùng nổ, trong tay cự khuyết kiếm dùng vô cùng uy thế, chém thẳng Diệp Thần. Diệp Thần chỉ cảm thấy kiếm uy thao thiên, nếu như bị Tinh Đồng Thiên Tôn nhất kiếm chém chúng, hắn khẳng định là muốn hóa thành hư vô. Lúc này Tinh Đồng Thiên Tôn, rõ ràng là muốn tốc chiến tốc thắng, hắn là dựa vào bùng cháy tự thân thiên đế máu, mới có thể bộc phát ra hung mãnh như vậy sức chiến đấu. Nhưng máu tươi là có hạn, một khi thời gian kéo dài quá lâu, hắn không đủ lực, vậy thì có bị vây công tới chết nguy hiểm. Dù sao Lục Thiên Dương cùng Thịnh Cô Hoài, đều không phải là cái gì thiện tới bối. Ngắn ngủi đề phòng tiếng còi, đã sớm theo thánh thụ chi môn vang lên, truyền hướng toàn bộ di tích thế giới, không bao lâu, Thanh Lam tổ giáo cùng Phục Ma Thâm Cốc người, đều sẽ chạy đến tiếp viện. Tinh Đồng Thiên Tôn cũng biết điểm này, cho nên hắn chỉ muốn mau sớm đánh giết Diệp Thần. Diệp Thần chẳng qua là hạ vị thần, đối mặt Tinh Đồng Thiên Tôn cái này thiên đế cường giả cực hạn đánh giết, hắn lập tức lâm vào vô cùng tình cảnh nguy hiểm. Trong lúc nguy cấp, một đường to lớn thân ảnh khôi ngô, theo Diệp Thần trong cơ thể bắn ra, hóa thành một mặt tảng đá tấm chắn, keng một tiếng, ngăn trở Tinh Đồng Thiên Tôn cái kia cuồng bạo nhất kiếm. Thạch Thần. Diệp Thần nhìn trước mắt cao lớn thân ảnh, đó chính là Tinh Hằng Chi Thạch Thạch Thần. Thạch Thần thân thể hoàn toàn là từng khối cổ lão tảng đá xây dựng mà thành, trầm ổn, lạnh lùng, tràn ngập dày nặng lực lượng, như núi cao biển rộng. Trong tay hắn giơ lên Thạch Thuẫn, mặc dù ngăn trở Tinh Đồng Thiên Tôn nhất kích, nhưng đã răng rắc đã nứt ra, mạnh mẽ kiếm đạo sóng khí, cũng đưa hắn chấn lui lại mấy bước. Ta có thể trấn áp cái này người, luân hồi chi chủ, ngươi lui lại. Thạch Thần lại lần nữa tiến lên trước hai bước, vừa mới một hiệp giao phong, hắn đại khái thăm dò Tinh Đồng Thiên Tôn thực lực. Tuy nói Tinh Đồng cả Thiên Tôn là thiên đế, thế công vô cùng cường hãn, nhưng Thạch Thần là Tinh Hằng Chi Thạch, là Thanh Lam Quốc thủ hộ thần, là thần giáp mệnh tinh một mảnh vụn biến thành, hắn thực lực tự nhiên cũng là vô cùng dũng mãnh. Quyết đấu đỉnh cao, hắn có lòng tin trấn áp Tinh Đồng Thiên Tôn. Tinh Hằng Chi Thạch, Thanh Lam Quốc sau lưng thủ hộ giả. Ha ha, thế mà có thể ngăn cản ta nhất kiếm, hoàn toàn chính xác có ít đồ. Tinh Đồng Thiên Tôn nhìn thấy Thạch Thần hiện thân, tầm mắt lóe lên một tia phong mang, sau đó lại cười gằn nói. Bất quá, Sửu Thần đã nghĩ đến đối phó ngươi biện pháp. Thiên đế mặt trời, Sửu Thần chi đồng tử, mở. Tinh Đồng Thiên Tôn giơ kiếm chỉ thiên, thiên đế khí gào thét mãnh liệt bùng nổ, ở trên bầu trời ngưng tụ ra một vòng nóng rực to lớn thái dương. Này một vành mặt trời, bao quanh từng đạo thiên đế thần mang, vô tận nắng sớm hà thải bốc lên, ánh lửa bừng bừng, là thiên đế cảnh cường giả đặc hữu đại khí tượng, gọi thiên đế mặt trời. Là một cái thiên đế cường giả, tinh thần ý chí độ cao tập trung, nguyện vọng đủ mãnh liệt thời điểm, tự thân ý chí cùng khí tức, liền sẽ ngưng tụ thành mặt trời, chiếu rọi vạn giới. Bịch, bịch, Lục Thiên Dương cùng Thịnh Cô Hoài hai cái thần vương cảnh cường giả. Tại lọt vào thiên đế mặt trời chiếu rọi thời điểm, lập tức liền hoảng sợ tự động quỳ xuống. Thiên đế mặt trời đại biểu cho thiên đế cường giả cao nhất ý chí, một khi phóng xuất ra, thiên đế phía dưới đều sâu kiến, đều muốn cho thiên đế quỳ xuống thần phục. Cái này là thiên đế mặt trời lợi hại. Diệp Thần luân hồi thất tinh,
kỳ thật cũng có thể nói là bảy viên thiên đế mặt trời, là thế gian nhất hừng hực mặt trời. Giờ khắc này tinh đồng thiên tôn, nguyện vọng ý chí rõ ràng ngưng luyện đến cực hạn, đúng là toát ra thiên đế mặt trời cuồn cuộn khí tượng. Diệp thần thân thể cũng là một hồi chấn động, thấy áp lực to lớn, thần uy thao thiên, càng đáng sợ chính là, chỉ thấy tinh đồng thiên tôn thiên đế mặt trời bên trong, thế mà đã nứt ra một quả tròng mắt màu đen. Tròng mắt màu đen, tại kim quang diễm diễm mặt trời bên trong nứt ra, lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Viên kia con người màu đen, tràn ngập hắc ám, ô uế, quỷ bí, tà ác, không thể diễn tả khủng bố sát khí. Con người màu đen nháy một cái, đáng sợ tai họa liền ở trên mặt đất bạo phát. Chỉ thấy thánh thụ chi môn, một tòa tòa thần điện kiến trúc, ầm ầm đổ sụp hủy diệt, có thật nhiều tu vi đệ tử bình thường, phát ra kêu thảm, thân thể dẫn đến ra vô số ghê tởm ô uế đồ vật, hư thối sinh dòi bốc mùi chảy mủ tại chỗ chết đi. Thừa sống sót đệ tử, thì điên cuồng hướng về thanh lam thánh thụ phương hướng dũng mãnh lao tới. Chỉ có cái kia thanh lam thánh thụ, mới có thể ngăn cản được bên trên bầu trời, cái kia viên quỷ dị mắt đen chiếu xạ ăn mòn. Cái kia tròng mắt màu đen, bộc phát ra thao thiên sát khí, như sóng chiều bao phủ thánh thụ chi môn lãnh địa, cung điện kiến trúc cùng rừng rậm cây cối, toàn bộ hóa thành hắc ám phế tích. Đại điện nứt ra, chỗ có sinh mệnh dấu vết tại tiêu tán, hết thảy hào quang tất cả thuộc về tại hắc ám cùng tĩnh lặng. Đây là vô cùng kinh khủng tràng diện, hắc ám che mất đại địa. Đây không phải tinh đồng thiên tôn lực lượng, mà là sử thần lực lượng. Trên bầu trời cái kia viên con ngươi màu đen, là sử thần con mắt. Viên này sử thần chi đồng tử, uy năng quá kinh khủng, nhường sinh linh chết đi, pháp tắc trật tự yên diệt thành cho. Sử thần chi đồng tử ánh mắt, cuối cùng tập trung tại thạch thần trên thân. Thạch thần cái kia vạn cổ vững chắc tảng đá thân thể, sinh ra đốm đen, toát ra bẩn thỉu rêu xanh cùng ô uế đổ vật, theo nứt ra trong khe đá, sinh ra quỷ dị màu đen hoa. Giống như không bao lâu, thạch thần liền bị sử thần sát khí triệt để ăn mòn. Ngô! Thạch thần kêu lên một tiếng đau đớn, tựa hồ nhận lấy cực lớn trùng kích, thân thể lay động một thoáng, sau đó quỳ một chân xuống đất. Thạch thần, người thế nào? Diệp thần kinh hãi, hắn vận chuyển luân hồi khí hộ thể, mới vừa ngăn cản được sử thần chi đồng tử sát khí trùng kích. Thạch thần trầm giọng nói, sử thần ô uế sát khí quá mãnh liệt, lại muốn ăn mòn ta bản nguyên. Chỉ nghe tinh đồng thiên tôn ngửa mặt lên trời cười lớn, nói tinh hằng chi thạch, như thế nào? Nghe nói ngươi là thần giáp mệnh tinh một mảnh vụn biến thành, ngươi có thể chống đỡ được sử thần uy áp. Tiếng nói vừa ra, tinh đồng thiên tôn thân thể bùng lên, thế như bôn lôi mãnh liệt tập tới, giơ kiếm lần nữa hướng về thạch thần bổ tới. Hắn dám bước vào khu di tích này thế giới, tự nhiên là có dựa vào lực lượng cùng tiền vốn. Sử thần chi đồng tử, liền là lá bài tẩy của hắn. Hiện tại, lá bài tẩy này bạo phát đi ra, mà uy hung mãnh, mạnh mẽ sát khí tựa như muốn hủy diệt hết thảy, liền thạch thần cũng đỡ không nổi sử thần hắc ám sát khí trùng kích. Thạch thần sầm mặt lại, mắt thấy tinh đồng thiên tôn khí thế hung hăng đánh tới, vội vàng mang theo diệp thần lui lại. Luân hồi chi chủ, sử thần hắc ám quá mãnh liệt, ta có thể muốn ngăn cản không nổi, chỉ có dựa vào ngươi. Thạch thần tầm mắt nhìn diệp thần, hơi có chút ngưng trọng nói. Tốt, ta tới ép diệt sử thần con mắt. Diệp thần nhìn lên trên bầu trời sử thần chi đồng tử, trong mắt lướt qua một vệt lăng lệ, hắn có thiên đế kim luân, quang minh chi tâm, thiên hỏa mệnh tinh các loại thủ đoạn, nếu là cực hạn bùng nổ, có lẽ có thể ép diệt đi cái kia sử thần chi đồng tử. Không, lực lượng của ngươi còn chưa đủ, coi như diệt đi sử thần chi đồng tử, ngươi cũng không phải tinh đồng thiên tôn địch thủ. Thạch thần thấy diệp thần muốn ra tay, liền trực tiếp mở miệng ngăn cản hắn, tựa hồ có cái gì quyết đoán, nói. Ta cả nắm lực lượng của ta cho ngươi mượn, chúng ta dung hợp lại cùng nhau, ngươi là có thể mở ra thần giáp mệnh tinh lực lượng. Đến lúc đó, muốn giết ngược lại tinh đồng thiên tôn, cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Thạch thần rất rõ ràng, tại sử thần chi đồng tử áp chế dưới, hắn đã không có khả năng tái chiến thắng tinh đồng thiên tôn. Chỉ có cùng diệp thần dung hợp, nhường diệp thần ra tay, mới có cơ hội nghịch chuyển chiến cuộc. Diệp thần chấn động trong lòng, mơ hồ thấy làm như vậy có thể sẽ tổn thương thạch thần. Nhưng lúc này thạch thần, không chút do dự, đã nhẹ giọng ngâm sướng ra cổ lão chú ngữ, đó là tán tụng luân hồi chú ngữ. Thân thể của hắn, hóa thành một cỗ lưu quang, trốn vào diệp thần trong cơ thể. Oanh!
Tại thạch thần vào cơ thể về sau, Diệp Thần thoáng chốc ở giữa, liền thấy kinh mạch tăng vọt, bên trong chảy xuôi theo vô cùng hung mãnh linh khí. Thạch thần mượn lực, làm cho Diệp Thần linh khí, trong nháy mắt cuồng mãnh tăng vọt, thật giống như luân hồi đại năng mượn lực, thực lực của hắn, khí thế của hắn, tại hung mãnh bão táp lấy. Cuồng bạo luân hồi kim quang, theo Diệp Thần trong cơ thể nổ ra, hình thành gào thét thủy triều, đem nghĩ đánh giết mà đến tinh đồng thiên tôn, trực tiếp chấn động đến lui về sau đi. Tinh đồng thiên tôn đồng tử co vào, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Thần. Hắn chỉ cảm thấy, Diệp Thần luân hồi huyết mạch lực lượng, cùng thạch thần lực lượng dung hợp về sau, khí thế mãnh liệt bão táp, cũng không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy, mà là bổ sung. Diệp Thần tu vi thế yếu, bị thạch thần đền bù. Mà có được luân hồi huyết mạch Diệp Thần, cũng là không sợ chút nào sử thần chi đồng tử chiếu rọi. Đáng chết tiểu tử, sẽ chỉ mượn dùng ngoại lực, tính là gì anh hùng. Tinh đồng thiên tôn chấn nộ, tại thấy Diệp Thần bão táp khí thế về sau, hắn cũng là thật sâu cảm nhận được nguy hiểm, thiên đế huyết cuồng liệt bùng cháy, nhất kiếm mang theo thái sơ huyết mang, chém về phía Diệp Thần cổ. Diệp Thần phản ứng cấp tốc, tay trái vung ra, trên bàn tay kim quang cao độ ngưng tụ, hóa thành từng khối màu vàng kim giáp mảnh, xây dựng thành nghiêm mật bọc thép, bao trùm lấy tay cầm, chanh một tiếng, lại lăng không bắt lấy tinh đồng thiên tôn kiếm. Người đường đường thiên đế, ức hiếp ta một hạ vị thần, đây tính toán là cái gì anh hùng? Diệp Thần nhếch miệng lên lãnh khốc đường cong. Tinh đồng thiên tôn hoảng hốt, chỉ cảm thấy mình kiếm, bị Diệp Thần bắt lấy về sau, thế mà khó mà rút ra. Ong ong ong. Diệp Thần sau đầu, ông ông tác hưởng, hiển hóa ra một khỏa ánh vàng rực rỡ tinh thần. Nhìn kỹ lại, cái kia trong tinh thần, có rất nhiều hoa văn, này chút hoa văn là bọc thép hoa văn, từng khối bọc thép mảnh vỡ, xây dựng thành một bức rực rỡ đồ đằng, lạc ấn tại trong tinh thần. Trong đó có một khối bọc thép mảnh vỡ, phá lệ sáng chói lấp lánh, đó chính là tinh hằng chi thạch. Này ngôi sao, liền là luân hồi trong thất tinh thần giáp mệnh tinh. Thần giáp mệnh tinh, là luân hồi thất tinh đệ ngũ tinh, dùng kinh khủng lực phòng ngự xưng, nhưng trên thực tế, tạo thành mệnh tinh ngàn ngàn vạn vạn khối bọc thép, có thể tự do tổ hợp thành đủ loại binh khí, biến hóa vô tận, ảo diệu muôn vàn. Tại luân hồi trong thất tinh, thần giáp mệnh tinh biến hóa là nhiều nhất, bởi vì bọc thép mảnh vỡ tổ hợp, có thể nói là vô tận. Dung hợp tinh hằng chi thạch lực lượng, Diệp Thần cũng là có thể sơ bộ mượn dùng thần giáp mệnh tinh lực lượng. Tay trái của hắn, từng khối trang giáp kim loại hợp thành một cái màu vàng kim bao tay, một thoáng liền tóm lấy tinh đồng thiên tôn cự khuyết kiếm. Lục Thiên Dương cùng Thịnh Cô Hoài nhìn thấy tràng diện này, lập tức ngây dại. Thánh thụ chi môn cùng rách nát thần điện vô số cường giả nhóm, mắt thấy một màn này, cũng là lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Luân hồi chi chủ quả nhiên vô địch, một giấc tỉnh thần giáp mệnh tinh, thiên đế cũng đỡ không nổi a. Trong truyền thuyết thần giáp mệnh tinh, có vô cùng nhiều khối bọc thép mảnh vỡ, có vô cùng nhiều tổ hợp, hôm nay có khả năng mở rộng tầm mắt. Này tinh đồng thiên tôn chết chắc, luân hồi chi chủ há lại hắn có thể chống đỡ. Rất nhiều rung động tán thưởng thanh âm vang lên, thời khắc này Diệp Thần, mang theo thần giáp mệnh tinh hào quang, thân ảnh quá sáng chói, vĩ ngạn như thần đế thần hoàng. Người thế mà có thể mở ra thần giáp mệnh tinh. Tinh đồng thiên tôn thấy cảnh này, cũng là thật sâu chấn tùng, chỉ cảm thấy mình kiếm, bị Diệp Thần tay bắt lấy, lại dù như thế nào đều rút không trở lại. Diệp Thần vẻ mặt lại mang theo một vệt ngưng trọng, tuy nói toàn trường người đều kinh ngạc tán thán rung động hắn thần giáp mệnh tinh mạnh mẽ. Nhưng hắn biết, hắn chẳng qua là mượn thạch thần lực lượng, mới miễn cưỡng mở ra thần giáp mệnh tinh, linh khí tiêu hao vô cùng lớn lao, duy trì không được bao lâu. Không chỉ là hắn linh khí của mình, còn có thạch thần sinh mệnh lực, cũng tại cấp tốc tiêu hao. Thần giáp cự phủ, chém xuống. Diệp Thần chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, tâm niệm vừa động, từng khối bọc thép mảnh vỡ, ào 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 bay lượn lật qua lật lại mà ra, ở giữa không trung lắp ráp thành một thanh dày nặng ánh vàng rực rỡ cự phủ. Quay đầu liền hướng tinh đồng thiên tôn bổ chém đi xuống. Thiên đế pháp tắc, phá. Tinh đồng thiên tôn đồng tử co rụt lại, vội vàng vận chuyển lực khí toàn thân, thậm chí vận dụng thiên đế pháp tắc nhân quả luật, cưỡng ép đem cự khuyết kiếm rút trở về, lại giơ kiếm đón đỡ. Keng một tiếng. Diệp Thần thần giáp cự phủ, hung hăng chém xuống mà xuống, cùng tinh đồng thiên tôn cự khuyết kiếm đụng vào nhau, bùng nổ kịch liệt hỏa tinh, sóng khí cuồn cuộn. Tinh đồng thiên tôn kêu lên một tiếng đau đớn, tại thần giáp cự phủ uy áp dưới,
hắn cầm kiếm tay, bị chấn động đến thủ đoạn run lên, gan bàn tay nứt ra, hơi có chút chật vật lui về phía sau mấy bước. Diệp Thần thấy chật vật lui lại Tinh Đồng Thiên Tôn, nội tâm vui sướng, thầm suy nghĩ, thần giáp mệnh tinh quả nhiên lợi hại, đây chỉ là mở ra không đến 1% lực lượng, cũng đủ để thời gian ngắn che đậy thiên đế, nếu là đỉnh phong bùng nổ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi khủng bố cùng mạnh mẽ. Luân hồi thất tinh, một khỏa so một khỏa lợi hại, thần giáp mệnh tinh càng là mạnh mẽ đến đủ để che đậy thiên đế mức độ, những cái kia bọc thép mảnh vỡ tổ hợp thành binh khí, mang theo luân hồi thiên uy chém giết ra ngoài, vậy thì thật là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, người ngăn cản tan tác tơi bời. Diệp Thần biết mình mạnh như vậy hoành trạng thái, chống đỡ không được bao lâu, tại đẩy lui Tinh Đồng Thiên Tôn về sau, hắn thừa thắng xông lên, từng khối bọc thép mảnh vỡ phiên phi, lắp ráp thành một khối đại kim gạch, quay đầu hướng về Tinh Đồng Thiên Tôn đầu vung mạnh đập xuống, muốn đem hắn một cục gạch chụp chết. Tinh Đồng Thiên Tôn hoảng hốt, chật vật lăn lộn né tránh Diệp Thần nhất kích, sau đó điên cuồng thôi động Sửu Thần Chi Đồng Tử, muốn dựa vào Sửu Thần Chi Đồng Tử hắc ám sát khí, ăn mòn Diệp Thần, phá hủy cái kia kim quang lóng lánh thần giáp mệnh tinh. Nhưng, căn bản không có một chút tác dụng nào. Đủ để hủy thiên diệt địa, bao phủ hết thảy Sửu Thần Chi Đồng Tử, đối Diệp Thần không thể tạo thành chút nào tổn thương. Diệp Thần thần giáp mệnh tinh, vạn tà bất xâm, lui tránh quần ma, coi như là Sửu Thần sát khí, cũng không thể ăn mòn một chút. Thần giáp khung, phá diệt. Diệp Thần lần nữa thôi động từng khối bọc thép mảnh vỡ, hợp thành một thanh khổng lồ, màu vàng kim, trầm hậu cung, băng một tiếng, bắn ra một chùm luân hồi quang tiễn, bịch một cái, liền đem trên trời Sửu Thần Chi Đồng Tử, liên đới lấy Tinh Đồng Thiên Tôn thiên đế mặt trời, đều trực tiếp bắn nổ. Phốc phốc, Tinh Đồng Thiên Tôn cuồng phun ra một ngụm máu tươi, xen lẫn một chút nội tạng. Sửu Thần Chi Đồng Tử cùng thiên đế mặt trời bạo diệt, khiến cho hắn nhận lấy cực lớn trùng kích cùng cắn trả. Hắn gương mặt tái nhợt, vô cùng kinh dị nhìn xem Diệp Thần. Thần giáp mệnh tinh mạnh mẽ, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Rất tốt, luân hồi chi chủ, tính ngươi lợi hại, chúng ta ngày khác tái chiến. Đợi chút nữa một lần, không có tinh hằng chi thạch, ta nhìn ngươi còn như thế nào mở ra thần giáp mệnh tinh. Tinh Đồng Thiên Tôn lau đi khóe miệng máu tươi, cũng là biết rõ Diệp Thần lợi hại. Mở ra thần giáp mệnh tinh Diệp Thần, đơn giản liền là vô địch. Hắn không muốn tiếp tục đánh xuống, mà là cấp tốc quay người ra bên ngoài phi độn. Này một trận chiến, nhìn như là hắn bại. Nhưng trên thực tế, hắn cũng không có ăn thiệt thòi. Bởi vì, Diệp Thần đã dùng tinh hằng chi thạch lá bài tẩy này. Hắn mượn dùng tinh hằng chi thạch thạch thần lực lượng, thạch thần hao phí vô cùng lớn lao, sinh mệnh lực cấp tốc trôi qua, coi như không chết, cũng là nguyên khí bị thương nặng. Nói cách khác, nếu như lần sau lại đối mặt Tinh Đồng Thiên Tôn, Diệp Thần không cách nào lại mở ra thần giáp mệnh tinh, rất khó lại có giết ngược lại khả năng. Muốn chạy, lưu lại cho ta đi. Diệp Thần tầm mắt phát lạnh, hắn vô cùng rõ ràng, một khi Tinh Đồng Thiên Tôn đào thoát, về sau hắn sẽ có vô cùng phiền toái. Răng rắc, từng khối bọc thép mảnh vỡ phiên phi, hóa thành 18 thanh trầm trọng to lớn kim kiếm, oanh long long vạch phá bầu trời, cuối cùng chấn xuống mà xuống. Hình thành một cái to lớn kiếm nhà tù, đem mong muốn chạy trốn Tinh Đồng Thiên Tôn, vây nhốt ở trong đó. Tinh Đồng Thiên Tôn đường chạy bị phong tỏa, ánh mắt lập tức lạnh lẽo xuống tới, mang theo một vệt khốn thú hung tàn, quay đầu nhìn Diệp Thần, nhếch nhếch miệng nói. Thế nào, nghĩ ngọc thạch câu phần. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi cưỡng ép đem ta lưu lại, đại gia chỉ có cùng chết xuống tràng. Ta như tự bạo. Người cái này mượn nhờ bên ngoài lực lượng hạ vị thần làm sao có thể ngăn trở. Theo thế cục hôm nay phán đoán, đích thật là Diệp Thần chiếm thượng phong, nhưng Tinh Đồng Thiên Tôn cũng không là đợi làm thịt cừu non, hắn thân là thiên đế cao thủ, hắn không muốn để ý đại giới tự bạo, ở đây không ai có thể ngăn cản. Nghe được Tinh Đồng Thiên Tôn nói muốn tự bạo, Lục Thiên Dương, Thịnh Cô Hoài đám người đều là một hồi dùng mình. Diệp Thần vẻ mặt bình tĩnh, giơ tay lên một cái. Ở đây thánh thụ chi môn, rách nát thần điện đám người hiểu ý, lập tức phi thân chạy đến thanh lam thánh thụ bên kia, ẩn núp đến thánh thụ nội bộ trong hốc cây, vô cùng khẩn trương nhìn xem tình huống ngoại giới. Người muốn tự bạo, người có cái này dũng khí. Diệp Thần lộ ra một vệt khinh thường cười, nhưng trong lòng cũng không có buông lỏng cảnh giác, đem từng khối bọc thép mảnh vỡ, chế tạo ra một bộ kín không kẽ hở áo giáp, một mực mặc trên người mình, làm đủ phòng ngự. Ha ha ha,
trong lòng ngươi đã sợ hãi, còn tại cậy mạnh. Tinh Đồng Thiên Tôn cười ha hả. Diệp Thần nhún vai, nói, ngươi nghĩ tự bạo, vậy liền nổ đi, ta cũng muốn nhìn một chút, là ngươi tự bạo lực sát thương lợi hại, vẫn là ta thần giáp mệnh tinh phòng ngự lợi hại. Nghe được Diệp Thần, Tinh Đồng Thiên Tôn vẻ mặt lập tức âm trầm xuống. Kỳ thật, hắn khó được phục sinh, cũng không muốn chết. Diệp Thần từ tốn nói, có lẽ, ngươi quỳ xuống đầu hàng, quy thuận tại ta, cũng giúp ta đối phó Sửu Thần, ta có thể sẽ cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Nghe vậy, Tinh Đồng Thiên Tôn cười ha ha, nói, thiên đế không thể nhục. Muốn gọi ta đầu hàng, ngươi là người si nói mộng. Tiểu tử, cái kia đại gia thì cùng chết đi. Thiên đế cửu đỉnh, bạo cho ta. Tinh Đồng Thiên Tôn cuồng dã tiếng cười chấn động, vung tay lên, theo trong cơ thể tế ra 9 tòa đại đỉnh. Đó là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, sinh, tử cửu đỉnh. Cửu đỉnh cảnh thượng vị thần, tại rèn đúc ra cửu đỉnh về sau, cũng sẽ không như vậy ngừng bước. Thông thiên cảnh thần vương, thậm chí trung cực thiên đế chủ thần, đều lại không ngừng thối luyện cửu đỉnh, lớn mạnh tự thân căn cơ. Thiên đế cao thủ cửu đỉnh, là cực làm hạch tâm đồ vật, một đỉnh có thể chấn nhật nguyệt, có thể diệt vũ trụ, uy thế vô cùng khủng bố. Oanh long long. Tinh Đồng Thiên Tôn thiên đế cửu đỉnh phóng xuất ra, liền phát ra thao thiên tiếng vang, vô tận thiên đế hào quang, theo cái kia cửu đỉnh bên trong cuồn cuộn bạo phát đi ra, thanh thế cực kỳ khủng bố, không gian xé rách, thời gian thành khư, chung quanh hư không bên trong, lập tức xuất hiện đáng sợ vết rách, tựa hồ phiến thiên địa này, đều không chịu nổi hắn thiên đế cửu đỉnh uy áp. Diệp Thần đồng tử cũng là kịch liệt co vào, biết Tinh Đồng Thiên Tôn là không để ý đại giới, thật muốn tự bạo. Hắn đem thần giáp mệnh tinh hết thảy mảnh vỡ, toàn bộ lắp ráp thành áo giáp cùng tấm chắn, một mực thủ hộ lấy tự thân. Tại Diệp Thần phòng ngự vừa mới làm tốt trong nháy mắt, Tinh Đồng Thiên Tôn thiên đế cửu đỉnh, ngay tại hắn quyết tuyệt trong ánh mắt, liên đới lấy hắn thân thể thần hồn cùng một chỗ, cùng nhau nổ tung. Oanh long long, thiên đế cường giả, thiên đế cửu đỉnh tự bạo, tràng diện hạo đại đến đáng sợ. Trong lúc nhất thời, giữa cả thiên địa tựa hồ cũng bị này cổ cực nóng nổ tung năng lượng nơi bao bọc. Cuồng phong gào thét, dãy núi sụp đổ, mặt đất rung động, sinh linh đổ thán. Nồng đậm năng lượng ba động nhấc lên sóng lớn, cuồn cuộn hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Tại thiên đế cửu đỉnh tự bạo năng lượng bên trong, có chuyện vật đều bị đập tan, biến thành từng đoàn khói mù cùng ánh lửa. Giữa thiên địa xuất hiện từng đầu đạo văn, vô số thiên đế đạo văn mỹ lệ sáng chói. Trên không trung đan sen. Như vậy tuyệt cảnh, là Tinh Đồng Thiên Tôn tự bạo hài cốt linh khí hình thành. Từng đạo cuồng bạo năng lượng ba động không ngừng đánh thẳng vào hết thảy chung quanh, giữa cả thiên địa màn trời cũng bắt đầu trở nên nổ tung dâng lên. Bầu trời bắt đầu hướng phía dưới áp xúc, bày biện ra một loại quỷ dị màu đen. Toàn bộ bầu trời bị thời khắc này năng lượng ba động vặn vẹo, bày biện ra một loại kỳ quái hình dáng. Trong không khí ngoại trừ tiếng nổ, còn có phương xa võ giả kêu thảm cùng kêu rên. Tinh Đồng Thiên Tôn tự bạo, ít nhất làm cho trong vòng nghìn dặm đất đai, hóa thành phế tích, không biết có nhiều ít sinh linh chết đi. Cuồng bạo nổ tung sóng khí, cũng là hung hăng phóng tới Diệp Thần. Răng rắc, Diệp Thần hộ thân tấm chắn cùng áo giáp, tại hung mãnh nổ tung trùng kích bên trong, không tách ra nứt, thậm chí đập tan. Thiên đế cường giả tự bạo, uy thế thật là đáng sợ. Xa xa nằm ngoài dự đoán của Diệp Thần. Phốc phốc, Diệp Thần một ngụm máu tươi, trực tiếp phun mạnh ra, thân thể như cỏ khô héo bay ngược mà ra, sau đầu thần giáp mệnh tinh cũng là chấn động yên diệt mà đi. Diệp Thần thân thể, tầng tầng té xuống đất, đem đại địa ném ra từng đầu khe nứt to lớn. Khục, xem ra thiên đế cường giả tự bạo, đích thật là khủng bố. Nhưng ta có thần giáp mệnh tinh hộ thể, ít nhất là còn sống. Diệp Thần ho khan ra máu tươi, bị thương rất nặng, nhưng tính mệnh là bảo vệ. Coi như là sơ bộ mở ra thần giáp mệnh tinh, lực lượng không kịp đỉnh phong 1%, nhưng lực phòng ngự cũng là 10 điểm cường hãn, đủ để ngăn chặn thiên đế nổ tung. Tinh Đồng Thiên Tôn tự bạo, uy thế quá kinh khủng, vạn dặm đại địa đều bị di bình, chỉ có cái kia Thanh Lam Thánh Thụ còn đứng vững vàng. Cho dù là Thanh Lam Thánh Thụ, tại bạo tạc bên trong cũng là nhận to lớn trùng kích. Loạn lá từng mảnh rớt xuống, còn thật nhiều thành thục, chưa thành thục thánh quả, cũng là ào 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 hạ xuống. Diệp Thần ngũ tạng lục phủ nhận nổ tung trùng kích, đau đau dữ dội, ý thức cũng có chút mơ hồ.
Hắn trong mơ mơ màng màng, thấy có một quả màu đen trái cây, lăn xuống đến trước mặt mình. Cái kia viên màu đen trái cây, tựa như mang theo tinh không hào quang, linh khí 10 điểm nồng đậm, nhưng lại mang theo tinh không khủng bố, tràn ngập một vệt không rõ khí tức. Bị trọng thương Diệp Thần, cũng không lo được nhiều như vậy, giá hắc sắc trái cây linh khí rất nồng nặc, có thể trị liệu thương thế của hắn. Diệp Thần theo bản năng, liền nắm lên trái cây, nhét vào chính mình trong miệng. Trái cây vào miệng tan đi, một cỗ ngọt lịm chất lỏng, lại bao hàm thoáng ánh lên khó mà hình dung đắng chát dư vị, tại Diệp Thần trong miệng tan ra. Lộc cộc một tiếng. Diệp Thần cau mày, đem giá hắc sắc trái cây chất lỏng, nuốt xuống, sau đó cũng nhịn không được nữa, hôn mê bất tỉnh. Tại ngất xỉu trước, Diệp Thần mơ hồ nghe được thanh lam thánh thụ trong hốc cây, rách nát thần điện cùng thánh thụ chi môn hai phái người, đều đang sợ hãi kêu gọi. Không tốt, luân hồi chi chủ ăn trái cấm. Xong, hắn muốn chết. Các ngươi xem trên người hắn, đã toát ra màu đen tử khí. Nhanh cứu người. Trong hôn mê Diệp Thần, cũng không biết thời gian qua bao lâu, chỉ cảm thấy mơ mơ màng màng, chính mình phảng phất đi tới một chỗ mộng ảo không gian bên trong. Mảnh không gian này, như mộng cảnh, như ảo giác, kỳ quái, vô pháp dùng ngôn ngữ đi miêu tả hoàn cảnh nơi này. Diệp Thần chỉ thấy, có một người đứng tại bên trong vùng không gian này, đó là tinh hằng chi thạch thạch thần. Thạch thần. Diệp Thần thấy được thạch thần, lên tiếng chào. Thạch thần quay đầu, hướng về phía Diệp Thần nở nụ cười, lại thở dài một hơi, nói. Luân hồi chi chủ, chúng ta thắng. Diệp Thần trí nhớ có chút đứt quãng, như mây khói phiếu miểu, nỗ lực trầm tư một thoáng, trí nhớ của hắn mới nối liền đến, nhớ tới trước đây từng màn, cười nói, chúng ta thắng. Thạch thần, người không có việc gì liền tốt. Có thể chiến thắng tinh đồng thiên tôn, khiến người sau tự bạo, công lao lớn nhất, dĩ nhiên chính là thạch thần. Nếu như không có thạch thần trợ lực, Diệp Thần chỉ dựa vào chính mình thực lực hôm nay, còn không thể cùng tinh đồng thiên tôn đối kháng. Nghe được Diệp Thần, thạch thần lại lộ ra một nụ cười khổ, nói, không phải, ta đã chết. Diệp Thần sửng sốt một chút, nói cái gì? Thạch thần thở dài một hơi, nói, đánh với tinh đồng thiên tôn một trận, ta hao hết hết thảy linh khí, ta đã chết. Tử vong với ta mà nói, nhưng thật ra là một loại giải thoát, dù sao ta ban đầu chẳng qua là một khối ngoan thạch, trí tuệ con người cùng tư tưởng, tại ta mà nói, là một loại thống khổ. Bất quá, mấy ngày này cùng ngươi ở chung, kỳ thật ta lại không muốn chết, muốn nhìn đến ngươi trèo lên đỉnh luân hồi ngày đó. Đáng tiếc, không có cơ hội, vận mệnh của ta không thể tránh khỏi hướng đi tử vong. Cũng chỉ có ta chết đi, tinh hằng chi thạch mới có thể trở về bộ dáng của ban đầu, liền là thần giáp mệnh tinh một mảnh vụn. Có mảnh vụn này, ngươi liền có thức tỉnh thần giáp mệnh tinh manh mối. Dĩ nhiên, muốn chân chính thức tỉnh thần giáp mệnh tinh, ngươi đường phải đi còn rất dài. Nhưng bất kể như thế nào, có một mảnh vụn, ngươi tại lúc khi tối hậu trọng yếu, có thể mượn dùng một tia thần giáp mệnh tinh lực lượng, bảo mệnh là không thành vấn đề. Diệp Thần ngẩn ngơ, thần sắc mang theo mờ mịt cùng kinh ngạc, nguyên lai ngươi đã chết. Thạch thần nói, ban đầu nếu như chẳng qua là hao hết linh khí, ta còn sẽ không chết, nhưng tinh đồng thiên tôn tự bạo, lực trùng kích quá lớn, ta cuối cùng một tia sinh cơ cũng phai mờ, đây là ta trước khi chết lưu lại một điểm ý chí. Ta chỉ muốn nói cho ngươi, ngươi nhất định phải tìm tới cửu thiên linh thủy, bằng không ngươi cũng muốn chết. Diệp thần ngạc nhiên, cái gì? Thạch thần nói, tinh không xa đọa lực sát thương vô cùng khinh khủng, nếu như không có cửu thiên linh thủy gột rửa, người hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể rửa sạch hắc ám xa đọa khí tức, trở lại như cũ tinh không tinh khiết, thực lực của ngươi có khả năng tăng thêm một bước. Cho nên, này cửu thiên linh thủy, đối ngươi rất trọng yếu, ngươi nhất định phải tìm tới. Diệp thần mê mang nói, thập yêu tinh không xa đọa, cửu thiên linh thủy. Thạch thần cười khổ một tiếng. Nói, ngươi đã quên sao? Ngươi tại trước khi hôn mê, ăn thanh lam thánh thụ trái cấm. Nghe vậy, Diệp Thần trong óc ầm ầm kịch chấn, cũng nghĩ tới, mình tại trước khi hôn mê, hoàn toàn chính xác ăn một quả màu đen trái cây. Đó chính là thanh lam thánh thụ trái cấm. Thánh thụ chi môn trưởng môn Thịnh Cô Hoài, 5 lần 7 lượt đã cảnh cáo Diệp Thần, gọi hắn không được đụng cái kia màu đen trái cấm. Nhưng Diệp Thần trước đây trọng thương phía dưới, cũng không có cố kỵ quá nhiều, chỉ muốn lợi dụng trái cấm linh khí, khôi phục tự thân. Cái kia màu đen trái cấm, mang theo tinh không xa đọa khủng bố uy năng,
trời biết sau khi phục dụng sẽ có kết cục gì. Ta ăn trái cấm, sẽ như gì? Diệp thần hỏi. Thạch thần nói, hậu quả có chút nghiêm trọng, tinh không sa đọa hắc ám, đủ để bao phủ hết thảy, coi như là ngươi cái này luân hồi chi chủ, cũng chưa chắc có thể chống đỡ. Chờ ngươi sau khi tỉnh dậy, ngươi liền sẽ thấy, da của mình đã biến thành màu đen, phía trên che kín màu đen bùa chú, không bao lâu, ngươi liền sẽ bị hắc ám nuốt hết, sau đó toàn thân hư thối chết đi. Dĩ nhiên, tại hắc ám triệt để bùng nổ trước, ngươi sẽ không có bất luận cái gì khó chịu, thậm chí đan điền linh khí cơ hồ cuồn cuộn không dứt, sẽ không khô kiệt, bởi vì ngươi có thể cùng tinh không bị ngạn cộng minh. Nhưng một khi hắc ám bùng nổ, ngươi liền sẽ chết thảm. Theo ta được biết, cửu thiên linh thủy là duy nhất có thể giải quyết tinh không sa đọa đồ vật. Diệp thần hỏi, cửu thiên linh thủy. Thạch thần nói, đúng vậy, này cửu thiên linh thủy, hết sức thần bí, là thế gian duy nhất có thể tẩy địch tinh không ô uế thần vật. Nếu như ngươi có thể rửa sạch ô uế, ngươi sẽ thấy tinh khiết tinh không, cuối cùng, ngươi thậm chí có thể bắt được tinh không đạo thư hạ lạc. Diệp thần hít sâu một hơi, tinh không đạo thư. Hắn dĩ nhiên biết tinh không đạo thư lợi hại, thần thích tụng thế điển có 9 chương đạo thư, trong đó cuối cùng một chương liền gọi tinh không bỉ ngạn. Này tinh không bỉ ngạn đạo thư, bản thân liền ẩn chứa tinh không bỉ ngạn huyền bí, vô cùng thần bí cuồn cuộn. Truyền thuyết hiểu thấu đáo tinh không đạo thư, liền có cơ hội phi thăng bỉ ngạn. Trước kia Diệp thần từng chiếm được một tờ, sau này đưa cho Phật tổ, từ đó đạt được Phật tổ thể tâm hiệu mệnh. Tinh không đạo thư giá trị, Diệp thần đương nhiên là biết đến. Hiện tại Thạch thần nói, dùng cửu thiên linh thủy, rửa sạch trái cấm mang tới hắc ám sa đọa về sau, hắn là có thể thấy tinh khiết tinh không, từ đó nhìn thấy tinh không đạo thư hạ lạc. Diệp thần lại tâm bên trong, tự nhiên là có chút chấn động. Dù sao coi như với hắn mà nói, tinh không đạo thư cũng là vô cùng vật chân quý, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thạch thần nói tốt, thanh lam thánh thụ trái cấm lợi hại, còn có sau lưng cửu thiên linh thủy cùng tinh không đạo thư bí mật. Ta đã nói cho ngươi biết. Luân hồi chi chủ, không sai biệt lắm nên đến lúc chia tay, ai, chỉ tiếc, ta không thể nhìn thấy ngươi trèo lên đỉnh vào cái ngày đó. Ta bảo vệ Thanh Lam quốc vô tận tuế nguyệt, không muốn nhìn thấy bọn hắn hủy diệt, ngươi sau khi trở về, tốt nhất có thể thay ta bảo hộ Thanh Lam quốc, đừng để bọn hắn bị sử thần giết tuyệt. Nói xong, Thạch thần thân ảnh, liền dần dần làm nhạt, muốn đi hướng tan biến. Diệp thần vội vàng nói, chờ một chút. Thạch thần. Ngươi còn không có nói, cửu thiên linh thủy ở nơi nào? Thạch thần nói, cửu thiên linh thủy sao? Thứ này hạ lạc, kỳ thật ta cũng không biết, bởi vì quá thần bí. Ta chỉ biết là, cái kia là có thể gột rửa tinh không ô uế cùng hắc ám thần vật, ngươi có khả năng chính mình đi điều tra một chút. Ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây, chủ nhân của ta. Diệp thần nghe được thạch thần gọi hắn chủ nhân, tinh thần không khỏi có chút hốt hoảng. Là, tinh hằng chi thạch là thần giáp mệnh tinh một mảnh vụn, luận bối phận, Diệp thần thật đúng là xem như thạch thần chủ nhân. Này chủ nhân nhị chữ sau khi nói xong, thạch thần thân ảnh liền triệt để tiêu tán, hắn đã chết đi. Diệp thần thất vọng mất mát, lại có chút bao la mờ mịt, sau đó thấy trước mắt không gian, một hồi trời đất quay cuồng. Chờ hắn khi tỉnh lại, mở mắt, lại phát hiện mình nằm tại một cái tạm thời dựng đơn sơ trong phòng, bên người vây quanh Thái Tấn, Thái Chiêu Dung, Thương Vân Lão Tổ, Đặng Thanh Thu, Lục Thiên Dương, Thịnh Cô Hoài đám người. Từ nơi này nhìn về phía ngoài cửa sổ, còn có thể thấy Thanh Lam Thánh Thụ to lớn thân cây. Luân hồi chi chủ, người có thể tính tỉnh. Nhìn thấy Diệp Thần Tô tỉnh, Thương Vân Lão Tổ trước tiên mở miệng, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, người chung quanh cũng là vô cùng vui sướng. Diệp Thần vừa mới tỉnh lại, đầu còn có chút căng đau, vô ý thức hỏi ta hôn mê bao lâu. Thương Vân Lão Tổ nói, đã 3 ngày, người đã tỉnh liền tốt, mau đưa cánh tay mình chém đứt đi. Truyền đạt một thanh kiếm. Cái gì? Diệp thần có chút ngạc nhiên. Thương Vân Lão Tổ vẻ mặt nghiêm túc, chỉ Diệp thần cánh tay trái, nói, người ăn tinh không trái cấm, lọt vào tinh không sa đọa hắc ám trùng kích, vốn là muốn chết, ta dùng thần thông đem hắc ám phong cấm tại tay người cánh tay bên trong, không để cho lan tràn. Vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có tráng sĩ chặt tay. Người cánh tay của mình, người tới chém, thuận tiện đem này khí thiên tỏa dây xích, cũng cùng nhau giải quyết. Nghe được Thương Vân Lão Tổ, Diệp thần ngốc ngốc nhìn về phía mình cánh tay trái, sau đó liền thấy vô cùng kinh dị một màn. Chỉ gặp hắn toàn bộ cánh tay trái,
đã hoàn toàn biến thành đen, thậm chí cái kia còn sót lại một đầu cuối cùng khí thiên tỏa dây xích, cũng là hóa thành đen kịt, giống như rắn độc quấn lấy Diệp Thần cánh tay. Diệp Thần có thể rõ ràng cảm nhận được, cánh tay trái này bên trong, ẩn chứa một cỗ kinh khủng hắc ám sa đọa năng lượng, đủ để đổ xuống vũ trụ, đó là tinh không sa đọa đáng sợ năng lượng, một khi bùng nổ, toàn thân hắn liền muốn hư thối mà chết. Thương Vân lão tổ đem này chút hắc ám, toàn bộ phong ấn cực hạn tại Diệp Thần cánh tay, không có tùy ý lan tràn, chỉ cần Diệp Thần tráng sĩ chặt tay, liền có thể sống sót. Diệp Thần lại lắc đầu, nói, không được, ta nói, là hoàn mỹ chi đạo, không thể có tàn khuyết, nếu là tay cụt, đối ta võ đạo căn cơ ảnh hưởng quá lớn. Thương Vân lão tổ lập tức gấp, nói, đều như vậy, người còn không có tráng sĩ chặt tay quyết tâm. Diệp Thần nói, yên tâm, ta không có việc gì, tinh không sa đọa hắc ám, ta có thể giải quyết. Diệp Thần đi xuống giường đến, hồi tưởng lại Thạch Thần, này tinh không sa đọa hắc ám, cũng không phải là khó giải, dùng cửu thiên linh thủy là có thể giải quyết. Nhìn xem Diệp Thần gặp biến không sợ biểu lộ, Thương Vân lão tổ lập tức sững sờ, chung quanh Thái Tấn, Lục Thiên Dương đám người, cũng là có chút ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Thần đang ăn hạ trái cấm, lây dính tinh không sa đọa hắc ám về sau, còn có thể bình tĩnh như vậy. Diệp Thần cười cười, nắm chặt lại quyền, nhìn xem chính mình cái kia sắt màu đen, bắp thịt cuồn cuộn cánh tay trái, nói, này trái cấm, cũng không phải chỉ có chỗ xấu, ít nhất để cho ta thương thế hoàn toàn khôi phục. Mà lại, tu vi của ta, tựa hồ cũng có tinh tiến. Diệp Thần cẩn thận cảm ứng phía dưới, liền phát hiện thân thể linh khí vận chuyển thông thuận, không có chút nào khó chịu cảm giác, trước đây tinh đồng thiên tôn tự bạo, cho hắn tạo thành to lớn tổn thương, cũng là triệt để khỏi hẳn. Màu đen trái cấm linh khí hết sức dồi dào, đối Diệp Thần tăng thêm to lớn, hắn bản thân tu vi, cũng là theo thần đạo cảnh 5 tầng trời cao giai, trực tiếp đột phá đến đỉnh phong mức độ, khoảng cách 6 tầng trời cũng sắp. Thậm chí, màu đen trái cấm còn có một chỗ tốt, Diệp Thần không có hướng ra phía ngoài lộ ra, cũng không có ý định lộ ra. Cái kia chính là, làm tinh không ô uế tẩy đi, trở nên tinh khiết về sau, Diệp Thần liền có thể thấy tinh không đạo thư hạ lạc. Nếu như sớm biết điểm này, Diệp Thần chỉ sợ sớm đã không để ý đại giới, đem trái cấm ăn hết. Dù sao tinh không đạo thư giá trị, không cách nào tưởng tượng to lớn, trước mắt hắn luân hồi trong trận doanh mặt, cũng chỉ có một tờ thôi, ngay tại Phật tổ trong tay. Nếu như có thể lần nữa đến một tờ, cái kia luân hồi trận doanh thực lực, khẳng định có khả năng mãnh liệt tăng vọt. Thương Vân lão tổ trầm giọng nói, tinh không sa đọa hắc ám, đủ để cho thiên đế hư thối thành xương khô, ngươi làm sao có thể giải quyết. Diệp Thần cười nói, xe đến trước núi ắt có đường, tiền bối cũng là không cần quá lo lắng. Thương Vân lão tổ gấp cau mày, không biết Diệp Thần có biện pháp nào, nhưng hắn cuối cùng cũng lựa chọn tin tưởng Diệp Thần thực lực, liền gật đầu nói. Tốt, luân hồi chi chủ, hy vọng ngươi có thể sáng tạo kỳ tích. Chờ ngươi giải quyết tinh không sa đọa hắc ám, chúng ta thánh thụ thế giới 4 thế lực lớn người, sẽ cả tộc di chuyển ra ngoài, đầu nhập vào ngươi luân hồi trận doanh, trở thành con dân của ngươi. Diệp Thần nghe được nói bóng gió, cười nói, hiện tại không rời đi sao? Thương Vân lão tổ nói, dĩ nhiên không thể, người vạn nhất chết rồi làm sao bây giờ? Hắn mặc dù kính nể Diệp Thần, nhưng hiện thực sự tình, không thể không cân nhắc. Dù sao một phần vạn Diệp Thần ngã xuống, luân hồi trận doanh mất đi chủ tâm cốt, hắn lại đi đầu quân, cái kia cũng không có ý nghĩa, ngược lại khả năng liên lụy mọi người. Diệp Thần cũng biết điểm này, cho nên cũng có thể thông cảm Thương Vân lão tổ. Chỉ bất quá Thương Vân lão tổ, nói chuyện ngay thẳng như vậy, thực cũng đã hắn có chút xấu hổ, hắn cười khổ một tiếng, nói tiền bối, ta biết ngươi ý tứ. Ngươi yên tâm, ta sẽ mau chóng giải quyết tinh không trái cấm hắc hóa. Hắn sờ lên cánh tay trái của mình, cánh tay bên trong ẩn chứa hắc ám năng lượng, vô cùng sâu lắng cùng khủng bố, đã dung nhập hắn xương cốt tinh túy bên trong, nếu như đem cánh tay hắn cắt ra, liền có thể thấy bên trong xương cốt, kỳ thật đã toàn bộ hắc hóa. Tinh không trái cấm hắc ám năng lượng, xâm nhập cốt tủy, coi như dùng thiên đế kim luân, quang minh chi tâm các loại pháp bảo, cũng không thể giải quyết. Hy vọng duy nhất, liền là tìm tới Thạch Thần nói tới cửu thiên linh thủy. Diệp Thần cũng mơ hồ bắt được thiên cơ, cái kia cửu thiên linh thủy, đích thật là giải quyết tinh không hắc ám then chốt đồ vật. Vào đêm, Thương Vân lão tổ, Thịnh Cô Hoài, Thái Tấn đám người, vì Diệp Thần thiết yến tẩy trần.
Thánh thụ thế giới rất nhiều nhân quả mâu thuẫn, đã giải quyết, bốn thế lực lớn liên hợp một lòng, đều nguyện ý tùy tùng Diệp Thần, đầu nhập vào luân hồi trận doanh, trở thành Diệp Thần con dân. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, Diệp Thần trước hết giải quyết hết tinh không trái cấm mang tới hắc ám. Diệp Thần lần này tới thánh thụ thế giới, là vì giải quyết khí thiên tỏa dây xích làm phức tạp, hiện tại kỳ thật đã tính giải quyết, nhưng ngoài định mức tiêm nhiễm tinh không trái cấm hắc ám, lại là hắn bất ngờ. Mà lại, chị này tinh không trái cấm mang tới hắc ám cùng ảnh hướng trái chiều, so với khí thiên tỏa dây xích còn nghiêm trọng hơn. Một cái xử lý vô ý, Diệp Thần rất có thể muốn toàn thân hư thối mà chết. Tại sau khi cơm nước no nê, Thương Vân lão tổ đơn độc cùng Diệp Thần gặp mặt, ánh mắt khẽ động, nói. Luân hồi chi chủ, người nghe qua cửu thiên linh thủy sao? Diệp Thần nghe Thương Vân lão tổ thế mà đề cập cửu thiên linh thủy, trong lòng thình thịch nhảy một cái, ồ. Thương Vân lão tổ do dự nói, năm đó đồ đệ của ta Tố Ly Ương, tự cam đọa lạc thành Vu Yêu về sau, ta cực kỳ chấn động, không muốn nhìn thấy nàng biến thành như thế quái vật, liền hướng tinh không phía trên cầu nguyện, hy vọng có thể tìm kiếm phương pháp phá giải. Ta nghe được tinh không phía trên đáp lại, nói có một loại để cho cửu thiên linh thủy thần vật, có thể tẩy đi hết thảy hắc ám, coi như là Vu Yêu quái vật, tắm gội cửu thiên linh thủy về sau, cũng có thể theo quái vật biến thành một người bình thường, mà lại Vu Yêu lực lượng duy trì không thay đổi. Ta nghĩ, này cửu thiên linh thủy, có lẽ cũng có thể tẩy đi trên người ngươi tinh không hắc ám. Diệp Thần tâm bên trong khẽ động, nói tiền bối, ngươi biết này cửu thiên linh thủy, ở nơi nào sao? Cửu thiên linh thủy, như thế thần vật, Diệp Thần nghĩ đến ngoại trừ có thể giúp được chính mình bên ngoài, có lẽ còn có thể đến giúp thân Đồ Uyển Nhi. Bởi vì, thân Đồ Uyển Nhi liền là Vu Yêu, cái kia cửu thiên linh thủy, có lẽ cũng có thể cứu rỗi nàng. Thương Vân lão tổ nói, ta cũng không biết, tinh không phía trên đáp lại, chỉ nói cho ta thế gian tồn tại một loại gọi cửu thiên linh thủy thần vật, cũng không có nói cho ta biết cụ thể hạ lạc. Đồ nhi ta Tố Ly Ương, có cái người theo đuổi gọi Mạc Cửu Ca, hắn tại biết tin tức về sau, liền mạo hiểm rời đi thánh thụ thế giới, đi bên ngoài tìm kiếm cửu thiên linh thủy, đáng tiếc nhiều như vậy kỷ nguyên đi qua, hắn vẫn chưa về. Bất quá ta mơ hồ bắt được thiên cơ. Hắn khả năng đã tìm được cửu thiên linh thủy, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân, hắn vô pháp trở về thánh thụ thế giới, chỉ có thể một mực ở lại bên ngoài. Ngô, cái này mà cửu ca, xem như ta ký danh đệ tử, hắn tâm tính cứng cỏi cần cù chăm chỉ, liền là thiên phú kém chút, cho nên ta không có chân chính thu hắn làm đồ, hắn đi ra bên ngoài, có lẽ có kỳ ngộ khác, đã quật khởi đăng cơ cũng không nhất định. Luân hồi chi chủ, người đi ra bên ngoài sau. Có thể nếm thử tìm kiếm hắn, nếu là hắn nắm trong tay cửu thiên linh thủy, người báo tên của ta, hắn sẽ giúp ngươi. Diệp Thần tầm mắt khẽ động, mà cửu ca sao? Thương Vân lão tổ nói, đúng thế. Diệp Thần nói tốt, ta nhớ kỹ, đa tạ tiền bối đề điểm. Này cửu thiên linh thủy, đến cùng ở nơi nào, Diệp Thần cũng là không hiểu ra sao. Hiện tại Thương Vân lão tổ, lại là vì Diệp Thần cung cấp một đường manh mối. Thương Vân lão tổ ký danh đệ tử, Tố Ly Ương đã từng người theo đuổi Mạc Cửu Ca, người này, có lẽ biết cửu thiên linh thủy hạ lạc. Thậm chí, hắn có khả năng đã nắm trong tay cửu thiên linh thủy. Tìm một người, so với tìm kiếm một kiện tử vật, tự nhiên muốn dễ dàng hơn nhiều. Dù sao nhân sinh giữa thiên địa, sẽ lưu lại đủ loại dấu vết, có thể suy tính tra tìm. Có manh mối, Diệp Thần tâm đầu hơi định, dự định sáng mai, liền rời đi Thanh Lam di tích. Trở về bên ngoài. Phía ngoài Thanh Lam quốc, nhân quả còn không có giải quyết, Sử Thần vẫn còn tại nhìn chằm chằm, thậm chí hắn hắc ám bóng mờ, đã tại toàn bộ Thanh Lam quốc bừa bãi tàn phá. Diệp Thần về đến phòng nghỉ ngơi, tế ra một khối xưa cũ hòn đá nhỏ. Hòn đá nhỏ này, chính là chết đi tinh hằng chi thạch, phía trên đã mất đi trí tuệ hào quang, khôi phục nguyên sơ tinh quang, đó là thần giáp mệnh tinh tinh quang. Tinh hằng chi thạch chính là thần giáp mệnh tinh một mảnh vụn biến thành. Diệp Thần nắm tảng đá kia, liền có loại huyết mạch tương liên cảm giác. Không cần gì tế luyện cùng luyện hóa, khối này tinh hằng chi thạch, đã thành Diệp Thần thân thể một bộ phận, là hắn thần giáp mệnh tinh một bộ phận. Chấp trường tinh hằng chi thạch, ta có khả năng mở ra thần giáp mệnh tinh một phần lực lượng, đối phó Sử Thần cũng không có vấn đề. Diệp Thần tay ra cầm lấy tinh hằng chi thạch, trong lòng hơi định. Nghỉ ngơi một đêm, chờ đến sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thần trạng thái tinh thần hoàn toàn khôi phục,
cũng chuẩn bị rời đi. Rời đi trước, hắn thôi động túc mệnh chi hoàn, cũng điều động luân hồi huyết mạch lực lượng, đem thánh thụ thế giới rất nhiều chết vì tai nạn người phục sinh. Trước đây tinh đồng thiên tôn bừa bãi tàn phá, cuối cùng thậm chí tự bạo, quả thực sát thương không ít sinh linh, cũng may mắn Diệp Thần thủ đoạn mạnh mẽ, có thể phục sinh người chết, cuối cùng là đền bù nhân quả, tất cả đều vui vẻ. Tại giải quyết đi hết thảy nhân quả về sau, Diệp Thần tại Thương Vân lão tổ hộ tống dưới, hướng về bên ngoài bay đi. Thương Vân lão tổ thỏa sức bay nhất kiếm, mang theo Diệp Thần cực tốc ở chân trời bay lượn mà qua. Diệp Thần nhìn lấy thiên địa bốn phương, hơi có chút cảm hoài, không nghĩ tới tại đây thánh thụ thế giới bên trong, chính mình sẽ trải qua nhiều như vậy. Phi kiếm một đường bay nhanh, bỗng nhiên, Thương Vân lão tổ dừng lại, tựa hồ cảm ứng được cái gì, vẻ mặt nghiêm nghị. Diệp Thần cũng bắt được một vệt sát khí, ánh mắt phát lạnh. Chỉ thấy phía trước tầng mây, một hồi vặn vẹo, ngay sau đó, một cái áo bào đỏ người hiện thân ra tới. Áo bào đỏ người mang theo mặt nạ, thấy không rõ hình dạng của hắn, nhưng theo khí tức của hắn phán đoán, Diệp Thần lập tức liền nhận ra, cái này áo bào đỏ người, chính là vị kia vu yêu quái vật, Tố Ly Ương. Tố Ly Ương sau mặt nạ con mắt, nhảy lên quỷ hỏa, thoạt nhìn 10 điểm lăng lệ. Cách van xin, ngươi có chuyện gì? Thương Vân lão tổ nhìn thấy nửa đường chặn đường Tố Ly Ương, vẻ mặt lập tức chìm xuống. Tên đồ đệ này, cũng làm cho đầu hắn đau cực kỳ, tính cách 10 điểm cực đoan, năm đó vì đột phá địa mạch hạn chế, thậm chí không tiếc từ bỏ mỹ mạo, sa đọa thành vu yêu quái vật. Sư phụ! Tố Ly Ương ánh mắt phiêu hốt, nhìn xem Thương Vân lão tổ, tựa hồ cũng có muôn vàn suy nghĩ, cuối cùng chuyển biến thành lạnh lùng lời nói. Sư phụ, ta cần muốn cái gì, xung làm hải đăng, thành lập trật tự, đột phá tâm chi xiềng xích, ta cần ngươi trợ lực. Thương Vân lão tổ trầm giọng nói, ngươi muốn nói gì? Tố Ly Ương đạo, luân hồi chi chủ thiên đế kim luân, quang minh chi tâm các loại pháp bảo, đều có thể xung làm ta hải đăng. Thương Vân lão tổ tầm mắt lạnh lẽo, nói, loại cấp bậc này chí bảo, nễ hưu nghĩ nhúng chàm. Tố Ly Ương đạo, sư phụ, ta biết ngươi là tốt với ta. Năm đó ngươi thiên tân vạn khổ, theo thánh thụ chi môn trong tay, đánh cược thắng tới tử huyền thần thụ hạt giống, vốn chính là cho ta làm hải đăng, đáng tiếc bị Mạc Cửu Ca phế vật kia, đánh rất tiến vào tù linh thâm uyên dưới đáy. Bất quá trời không tuyệt ta, bây giờ có luân hồi chi chủ tại, hắn thiên đế kim luân, quang minh chi tâm, so với tử huyền thần thụ hạt giống lợi hại hơn nhiều, sư phụ chỉ cần ngươi mở miệng, giúp ta mượn dùng tới, đệ tử vô cùng cảm kích. Thương Vân lão tổ quát, ta nói, luân hồi chi chủ pháp bảo, người không có tư cách nhúng chàm. Diệp Thần nhíu mày yên lặng, không nói gì. Pháp bảo của hắn, hắn dĩ nhiên không muốn cho mượn cho Tố Ly Ương, dù sao đối phương là vu yêu quái vật, một phần vạn ô nhiễm pháp bảo của hắn, chẳng phải là hỏng bét. Tố Ly Ương lại cười nói, luân hồi chi chủ, người nguyện ý nắm pháp bảo cho ta mượn sao? Ta chỉ cần thiên đế kim luân. Diệp Thần im lặng. Tại Thương Vân lão tổ trước mặt, hắn khó mà nói cự tuyệt, nhưng yên lặng liền là tốt nhất tỏ thái độ. Thương Vân lão tổ nói, cách van xin, chớ có quấy rối. Tố Ly Ương mỉm cười, tiếp tục hướng Diệp Thần nói, nếu như ta có thể giúp ngươi tìm tới Mạc Cửu Ca, ngươi có chịu hay không cho ta mượn pháp bảo? Lời vừa nói ra, Diệp Thần cùng Thương Vân lão tổ, đều là chấn động. Thương Vân lão tổ thanh âm khẽ run lên, nói cách van xin. Người biết Mạc Cửu Ca ở đâu? Tố Ly Ương mỉm cười nói, dĩ nhiên, tiểu tử này thích ta, tâm ý của hắn ta có thể cảm giác được, mệnh của hắn vận chi đường, sớm liền thành trong lòng bàn tay của ta chi tơ, ta biết tung tích của hắn, mà lại có thể xác định, hắn đã nắm trong tay Cửu Thiên Linh Thủy. Nghe vậy, Thương Vân lão tổ cùng Diệp Thần, càng là chấn động. Bởi vì cái kia Cửu Thiên Linh Thủy, đúng là bọn họ mong muốn đổ vật. Nếu như có thể cầm tới Cửu Thiên Linh Thủy, Diệp Thần liền có thể tẩy tinh không hắc ám, giải quyết hết thảy làm phức tạp, thậm chí còn có thể nhìn thấy tinh khiết tinh không, từ đó bắt được tinh không đạo thư hạ lạc. Tại Diệp Thần mà nói, cái kia Cửu Thiên Linh Thủy, cũng là cứu rỗi thân độ uyển nhi then chốt đồ vật. Tố Ly Ương nhìn thấy hai người biểu lộ, cảm thấy 10 điểm đắc ý, cười nói, mà Cửu Ca tiểu tử kia, ẩn giấu cực sâu, nếu như không có ta dẫn đường, các ngươi không có khả năng tìm tới hắn. Thương Vân lão tổ sầm mặt lại, tay cầm núp ở trong tay áo, một hồi bấm ngón tay thôi diễn, hoàn toàn chính xác phát hiện vô luận chính mình như thế nào bắt, thiên cơ đều là xa vời,
thủy chung vô pháp khóa chặt Mạc Cửu Ca hạ lạc. Cách van xin cô nương, người muốn nói gì? Diệp Thần mâu quang chớp lên, thử thăm dò hỏi. Hắn cũng âm thầm nếm thử suy tính, cũng tìm không thấy Mạc Cửu Ca hạ lạc, có lẽ chỉ có Tố Ly Ương biết. Tố Ly Ương cười nói, rất đơn giản, ta muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch, ta dẫn ngươi đi tìm Mạc Cửu Ca, ngươi đem Thiên Đế Kim Luân cho ta mượn. Yên tâm, ta không phải muốn nuốt riêng pháp bảo của ngươi, chẳng qua là mượn dùng mấy ngày. Diệp Thần bàn tư một thoáng, nói cách van xin cô nương, đã ngươi biết Mạc Cửu Ca hạ lạc, thậm chí biết hắn đã nắm trong tay Cửu Thiên Linh Thủy, vì sao không cứu rỗi chính mình, khôi phục hình người. Nghe nói như thế, Tố Lệ Ương phát ra một hồi bén nhọn khó nghe tiếng cười, đem mặt nạ hái xuống, lộ ra một tấm xấu xí vặn vẹo vô yêu khuôn mặt, liền là một bộ dơ bẩn trắng xám khô lâu chi mặt, khóe miệng nứt ra đến bên tai. Cứu rỗi, ta không cần cứu rỗi, phụ yêu sinh mệnh lực, so với nhân tộc mạnh hơn nhiều, mà lại sẽ không chịu tuế nguyệt mài mòn, Cửu Thiên Linh Thủy với ta mà nói, không phải cứu rỗi, mà là độc dược. Ta không hứng thú lại biến về hình người, ta chỉ muốn đột phá tâm chi xiềng xích. Thương Vân lão tổ nghe được Tố Ly Ương, tầm mắt lập tức trở nên âm lãnh cùng ảm đạm xuống. Tố Ly Ương lần này kinh thế ngữ điệu, 10 điểm cực đoan. Thương Vân lão tổ thân là sư phụ của nàng, cảm thấy khó khăn tiếp nhận. Tố Ly Ương tựa hồ hoàn toàn không thấy Thương Vân lão tổ biểu lộ, vẫn là trương dương cùng hưng phấn bộ dáng, hướng Diệp Thần nói, như thế nào, luân hồi chi chủ. Ta dẫn người đi tìm Mạc Cửu Ca, người nắm Thiên Đế Kim Luân cho ta mượn. Khoản giao dịch này, ngươi có thể có hứng thú. Diệp Thần tâm bên trong đương nhiên là hứng thú, nhưng bận tâm Thương Vân lão tổ, cũng không tiện nói bậy, tầm mắt nhìn về phía Thương Vân lão tổ, muốn nghe xem ý kiến của hắn. Cảm nhận được Diệp Thần tầm mắt, lại nghe Tố Ly Ương lời nói, Thương Vân lão tổ thiếu niên thanh tú gương mặt, tựa hồ bắt đầu trở nên giả yếu. Thôi, luân hồi chi chủ, chính ngươi quyết định. Ta tên đồ nhi này, đã điên rồi. Hắn từng chữ nói ra, mỗi một lời tràn ngập uyển chuyển thở dài, mỗi nói ra một chữ, hắn liền già nua một điểm. Chờ hai câu này nói xong, hắn đã là tóc đen biến tóc trắng, già yếu vô tận kỷ nguyên, mặt mũi nhăn nheo. Tiền bối. Diệp Thần nhìn thấy một màn này, cực kỳ chấn kinh. Tố Ly Ương mắt thấy Thương Vân lão tổ trở nên già yếu về sau, trương dương biểu lộ, cũng là có chút ngưng kết xuống tới. Thương Vân lão tổ chán nản khoát khoát tay. Nói các ngươi chuyện vãn đi, ta đi trước. Nói xong, hắn không đợi Diệp Thần cùng Tố Ly Ương đáp lại tới, liền xoay người ngự kiếm bay đi. Bên trên bầu trời, chỉ còn lại có Diệp Thần cùng Tố Ly Ương hai người. Sư phụ thủy chung không hiểu ta. Tố Ly Ương có chút u nôn tiếng. Diệp Thần nhíu mày vô ngôn. Một hồi lâu, Tố Ly Ương mới thở phào một hơi, hỏi, luân hồi chi chủ, nói hồi trở lại chính sự. Khoản giao dịch này, ngươi có thể có hứng thú. Diệp Thần trầm tư một hồi, nói chậm một chút lại nói, cách van xin cô nương, ta cáo từ trước. Tố Ly Ương tính cách điên cuồng mà cực đoan, Diệp Thần kỳ thật không muốn cùng nàng quá nhiều tiếp xúc. Vị kia Mạc Cửu Ca hạ lạc, hắn dự định chính mình đi điều tra một chút. Dù sao hắn luân hồi trận doanh, thủ đoạn thông thiên, thỉnh nhậm phi phàm cùng Phật tổ ra tay, có lẽ không cần Tố Ly Ương trợ giúp. Cũng có thể tìm tới cái kia Mạc Cửu Ca, từ đó nhìn trộm đến Cửu Thiên Linh Thủy hạ lạc. Tại sau khi nói xong, Diệp Thần liền ngự phong phi cách mà đi, không tiếp tục cùng Tố Ly Ương nói chuyện với nhau. Tố Ly Ương đồng tử hai lân tinh, hơi hơi nhảy lên, lại ha ha phát ra cười lạnh một tiếng, một cỗ khói đen dâng lên, bao phủ thân thể của nàng, nàng cũng tan biến ngay tại chỗ. Diệp Thần một đường ngự phong phi trì, rất nhanh liền rời đi thánh thụ thế giới. Một lần nữa trở lại Thanh Lam Quốc. Làm Diệp Thần một lần nữa trở lại Thanh Lam Quốc, xuất hiện tại hắn trước mắt, là cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Ngày xưa Sơn Thanh Thủy Tú, phong cảnh tươi đẹp Thanh Lam Quốc thế giới, giờ phút này đã biến thành hắc ám phế tích, đại địa khắp nơi có ghê tởm ma vật tại bừa bãi tàn phá lấy, âm phong gào thét, mây đen cuồn cuộn, thế giới phảng phất là ngày tận thế tới. Sử thần họa loạn, lại khủng bố như vậy. Diệp Thần nội tâm cực kỳ chấn động. Hắn nghĩ tới sử thần bừa bãi tàn phá, sẽ cho Thanh Lam Quốc tạo thành nghiêm trọng phá hư, nhưng không nghĩ tới phá hư nghiêm trọng như vậy. Phóng tầm mắt nhìn tới, hắn không nhìn thấy một cái sinh linh tồn tại, đen nghịt dưới bầu trời, phế tích rách nát trên mặt đất, chỉ có ma vật tại hoành hành, chỉ có khói đen tại cuồn cuộn, âm u lôi điện tại hư không nhảy lên,
một mảnh thê thảm. Giống. Trên mặt đất có vài đầu ma vật, hình dạng như mãnh hổ, đôi mắt mang theo hung văn, phát hiện Diệp Thần thân ảnh, lập tức gầm thét đánh giết tới. Chúng nó động tác mãnh liệt, mà lại trên người khí tức, mang theo cực kỳ mãnh liệt ghê tởm ô uế, người một khi lây dính, liền sẽ hủ hóa thành bùn nhão. Diệp Thần sầm mặt lại, một chiêu thiên đế chảm long quyết chảm ra, ngón tay kéo ra khỏi một đạo kim sắc kiếm quang, mang theo minh mông thánh nhân trật tự, xoẹt một tiếng, đem cái kia vài đầu đánh giết mà đến ma vật, toàn bộ chảm diệt. Ngô! Cánh tay của ta, chấm! Nhưng ở chảm diệt ma vật thời điểm, Diệp Thần lại thấy cánh tay trái toàn tâm đau nhức, dù như thế nào đều áp chế không nổi. Cỗ này đau nhức, làm cho hắn mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Đây là tinh không sa đọa ăn mòn. Cỗ này ăn mòn, tại tầm thường thời điểm, sẽ không phát tác, nhưng khi Diệp Thần vận công động thủ thời điểm, tinh không trái cấm hắc ám năng lượng liền kịch liệt bốc lên, mang cho hắn to lớn đau đớn. Cỗ này đau đớn, không thể nghi ngờ hạn chế Diệp Thần chuyển động, hắn vô pháp tùy tâm sở dục ra tay. Hô hô hô! Lúc này, giữa thiên địa ma khí cuồn cuộn, cấp tốc hội tụ gào thét, tại đen kịt bên trên bầu trời, ngưng tụ ký kết ra một tấm thảm đạm xấu xí to lớn mặt người. Cái kia to lớn mặt người, chính là Sửu Thần gương mặt. Sửu Thần gương mặt lạc ấn tại bên trên bầu trời, tựa như một vệt tuyên cổ quỷ dị kỳ quan, hắn một hai tròng mắt chuyển động, ánh mắt nhìn về phía chỗ nào liền muốn hư thối, liền không gian đều muốn yên diệt thành khư, thời gian pháp tắc không còn, hết thảy quy về tĩnh lặng. Ánh mắt của hắn, cuối cùng rơi xuống Diệp Thần trên thân. Lập tức, Diệp Thần thấy một cỗ mãnh liệt hắc ám ma uy, bao phủ xuống, cơ hồ muốn cho hắn nghẹt thở. Hắn gọi ra thiên đế Kim Luân, hào quang nở rộ, cùng Sửu Thần ma uy rằng co lấy. Nhưng hắn trong đan điền linh khí một kịch liệt chuyển động, liền khiên động cánh tay trái hắc ám, đau nhức toàn tâm. Diệp Thần cắn răng nhẫn nhịn đau nhức, nhìn thẳng Sửu Thần. Bên trên bầu trời, Sửu Thần to lớn mặt người, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, nói. Luân hồi chi chủ, người có thể tính trở về. Tinh đồng thiên tôn không có khiến ta thất vọng, hắn có thể bức tử thạch thần, cũng tính chết có ý nghĩa. Hắc hắc, Sửu Thần cười lạnh, kỳ thật hắn trước đây điều động tinh đồng thiên tôn xuất chiến, cũng không có hy vọng xa vời có thể chiến thắng Diệp Thần, dù sao Diệp Thần khí vận quá bàng bạc, có thể khiến thạch thần tiêu hao nguyên khí vẫn diệt, hắn đã là vừa lòng thỏa ý. Không có thạch thần thủ hộ, Thanh Lam quốc trật tự không còn. Sửu Thần không có bất kỳ cái gì hạn chế, có thể thỏa thích bừa bãi tàn phá. Ngươi không biết trời cao đất rộng, thế mà nuốt ăn tinh không trái cấm, đây là ta không có nghĩ tới, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn a. Ngươi này trạng thái, còn thế nào cùng ta đấu? Sửu Thần hai mắt bùng nổ tinh mang, hắn chịu thiên khải chí tôn ủy thác, chu diệt Diệp Thần, kỳ thật cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần, nhưng bây giờ thấy Diệp Thần chịu tinh không trái cấm làm phức tạp, tâm tình của hắn liền hưng phấn lên. Tại tinh không trái cấm hắc ám ăn mòn dưới, Diệp Thần thủ đoạn lớn bị hạn chế, đây không thể nghi ngờ là hắn ngàn năm một thuở đánh giết cơ hội. Soạt, Sửu Thần to lớn mặt người, theo như thiên băng trút xuống, từ trên bầu trời bay vụt xuống tới, kéo ra huyết bồn đại khẩu, hai hàng sâm nghiêm răng nhọn, liền hướng về Diệp Thần cắn tới, khủng bố đến cực điểm. Diệp Thần biến sắc, thôi động thiên đế kim luân lực lượng, vung ra một đạo như gợn sóng kiếm khí màu vàng óng. Hướng về Sửu Thần mặt người chém đi. Tại ra tay thời điểm, Diệp Thần cánh tay trái đau nhức bốc lên, khiến cho hắn cái trán gân xanh đều nổi lên lên, mỗi lần ra tay với hắn mà nói, đều là một cái to lớn tra tấn. Tại tinh không trái cấm hắc ám hạn chế dưới, Diệp Thần ra tay lực đạo, cũng là rất đối ảnh hưởng, một kiếm này uy lực thường thường, đối Sửu Thần hoàn toàn không tạo được mảy may uy hiếp. Sửu Thần huyết bồn đại khẩu một tấm, liền đem kiếm khí màu vàng óng kia trực tiếp cho nuốt lấy, mà sau tiếp tục hướng về Diệp Thần thôn phệ tới. Diệp Thần bất đắc dĩ, tế ra tinh hằng chi thạch, mở ra thần giáp mệnh tinh một tia năng lượng, từng khối bọc thép mảnh vỡ phiên phi mà ra, trong tay hắn lắp ráp cấu tạo thành một mặt tấm chắn. Sửu Thần to lớn mặt người, đụng ở trên khiên, lại không có thể đột phá Diệp Thần phòng ngự. Thần giáp mệnh tinh phòng ngự 10 điểm khủng bố, có thể nói là vạn pháp bất xâm. Nhưng Diệp Thần nâng lá chắn tay, lại thấy vô cùng trầm trọng. Hắn tại tinh không trái cấm hắc ám hạn chế dưới, trạng thái vô pháp kéo dài quá lâu. Hắc hắc, người thần giáp mệnh tinh, đích thật là lợi hại vô địch, nhưng ngươi lại có thể chống bao lâu? Sửu Thần cười lạnh,
gương mặt khổng lồ thoáng qua, hóa ra hình người, biến thành một người mặc trường bào lão giả, áo choàng bên trên bò đầy giòi bọ con giận cùng bẩn thỉu đồ vật. Hắn tại Thanh Lam quốc bừa bãi tàn phá, tàn sát muôn vàn sinh linh, dùng cái này giới sinh linh máu thịt, chế tạo ra một bộ tạm thời thân thể. Có tạm thời thân thể, sử thần là có thể thi triển càng nhiều thủ đoạn. Hắn đã nhìn ra, Diệp Thần trạng thái, vô pháp duy trì quá lâu, thần giáp mệnh tinh lực lượng, nhiều nhất sử dụng mấy lần, liền không đáng kể. Mục nát xương thương diệt chém. Sử thần ngón tay kéo một phát, một đạo mang theo kịch liệt ăn mòn màu đen dây nhỏ, như răng cưa phá giết mà ra, chém thẳng hướng Diệp Thần. Này răng cưa hắc tuyến chém qua, liền thương thiên đều muốn vặn vẹo mục nát diệt, uy thế 10 điểm khủng bố. Diệp Thần sầm mặt lại, tiếp tục giơ lên thần giáp mệnh tinh biến thành tấm chắn ngăn cản, lần này vẫn là ngăn trở, nhưng lại nhận to lớn trùng kích, bước chân liên tiếp lui về phía sau. Không được, tình trạng của ta quá kém, lại tiếp tục như thế, ta thua không nghi ngờ. Diệp Thần nhìn một chút chính mình cái kia như sắt thép đen kịt cánh tay trái, một trái tim chìm tới cực điểm. Tinh không trái cấm mang cho hắn hạn chế cùng đau đớn, so với khí thiên tỏa dây xích mãnh liệt nhiều. Luân hồi chi chủ, cam chịu số phận đi, hắc hắc. Trên trời dưới đất, không ai có thể cứu được ngươi. Sử thần cười hắc hắc, đắc thế không tha người, thân thể như quỷ mị gào thét tới, ngón tay bắn ra từng đầu răng cưa hắc tuyến, phá không quét ra, muốn đem Diệp Thần cắt nát. Thanh Lam quốc thiên cơ, hắn đã triệt để phong tỏa, ngoại nhân không cách nào khóa chặt nơi này tọa độ, hắn là muốn chặt đứt Diệp Thần cầu viện khả năng. Diệp Thần khẽ cắn môi, kỳ thật hắn cưỡng ép muốn triệu hoán Mỹ Thần, Nhậm Phi Phàm, Phật Tổ đám người buông xuống, vẫn là có thể làm được, Sử Thần vô pháp triệt để khóa kín hắn. Thế nhưng, nếu như đụng phải nguy hiểm gì, đều cần người khác xuất thủ cứu giúp, đây không phải Diệp Thần đạo. Đối mặt bừa bãi tàn phá Sử Thần, hắn nghĩ dựa vào chính mình thủ đoạn đi giải quyết. Diệp Thần cấp tốc lui lại, tránh né Sử Thần hoành quét tới răng cưa hắc tuyến, trong lòng suy tư phá cục chi pháp. Tranh! Ngay lúc này, Diệp Thần đột nhiên nghe được phương xa, truyền đến một hồi tiếng đàn. Tiếng đàn lúc đầu ngắn ngủi, sau đó liền trở nên linh hoạt kỳ ảo nhu hòa, như tươi mát nước mưa, tí tách tại trong thiên địa bay lả tả, làm cho này mảnh bị bóng tối bao trùm thiên địa, tựa hồ cũng là nhẹ nhàng khoan khoái một chút. Là không sơn tân vũ tiếng đàn. Mộ thanh âm. Diệp Thần lỗ tai khẽ động, hắn cũng đã hiểu, tiếng đàn này là cửu tiêu hoàn bội cầm phát ra, réo rắt keng lánh. 10 điểm êm tai. Cửu tiêu hoàn bội cầm là hắn nhạc khí, hắn tại đi Thanh Lam di tích trước, đem này nắm cổ cầm, cho mượn mộ thanh âm. Lúc này, nghe được mộ thanh âm bắn ra tiếng đàn, Diệp Thần tâm hữu sở động, lập tức hướng về tiếng đàn phát ra hướng đi, bay vút đi. Muốn chạy. Sử thần tầm mắt phát lạnh, bỗng nhiên há miệng le lưỡi, huyết sắc chảy mủ đầu lưỡi, dài ra ngàn trượng, bao phủ hướng Diệp Thần. Một màn này 10 điểm khủng bố cùng ác tâm, Diệp Thần trong lòng cũng là một hồi ác hàn, vội vàng điều động thiên hỏa mệnh tinh năng lượng, tại sau lưng nổ ra một cái biển lửa, miễn cưỡng ngăn trở Sử Thần tập kích, tiếp tục bay về phía trước đi. Sử Thần đầu lưỡi chạm đến biển lửa, cũng là một hồi phỏng, vội vàng thu hồi lại. Trong mắt của hắn lướt qua một vệt che lấp, hừ một tiếng, khóe miệng lại câu lên một vệt tàn khốc đường cong. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Lại có thể kéo dài hơi tàn tới khi nào? Diệp Thần dọc theo tiếng đàn vị trí, một đường bay lượn, rất nhanh liền đi tới một tòa rách nát thành trì bên trong. Này tòa rách nát thành trì, chính là ngày xưa Thanh Lam quốc chủ thành Thanh Khuyết Thành. Bây giờ Thanh Khuyết Thành, đã sớm hóa thành phế tích, hết thảy kiến trúc đều đổ sụp, hắc ám sương mù ở trên mặt đất chảy xuôi, khắp nơi đều thấy tử trạng thảm liệt thi thể, còn có từng con ma vật cùng sử thần tộc người, tại gặm ăn thi thể. Tiếng đàn phát ra địa phương, tại ngày xưa Chu gia lãnh địa. Thanh Lam quốc có Chu gia, Mộ gia, Khổng gia tam đại gia tộc, Chu gia lãnh địa bên trong, đại bộ phận kiến trúc cũng hủy diệt sụp đổ, địa mạch bị hắc ám ô nhiễm đi, nhưng hạch tâm sơn môn, còn không có phá diệt. Tại đây mảnh hắc ám bừa bãi tàn phá, ma vụ tràn ngập thế giới bên trong, Diệp Thần bỗng nhiên thấy Chu gia sơn môn khu vực trung tâm, còn có mấy tòa linh sơn, mấy cái linh thác nước, một chút rừng rậm cây cối. Không có bị hắc ám ăn mòn, không khỏi tinh thần đại chấn. Tại đây hạch tâm sơn môn bốn phía, Diệp Thần lại thấy được rất nhiều màu vàng kim pho tượng, này chút màu vàng kim pho tượng hiện ra chắp tay trước ngực lễ Phật thành kính tư thái,
thủ hộ lấy Thanh Lam quốc cuối cùng một khối tịnh thổ, làm cho rất nhiều ma vật đều không dám tới gần. Diệp Thần quét nhìn liếc mắt, phát hiện những cái kia màu vàng kim pho tượng bên trong, có hai tấm khuôn mặt quen thuộc, là tam đại gia tộc bên trong Khổng gia hai cha con, Khổng Bách Lý cùng Khổng Phi Vũ. Này chút pho tượng, đều là Khổng gia người. Diệp Thần nội tâm chấn động, chỉ một thoáng bắt được thiên cơ, nhìn thấy vô cùng cảnh tượng thê thảm. Nguyên lai Sửu Thần không ngừng bừa bãi tàn phá, tam đại gia tộc cũng sắp không chống đỡ nổi nữa, ngay tại hôm qua, Khổng gia cả tộc hiến tế, hy sinh tính mạng của mình, hóa thành pho tượng, hiển hóa Phật quang, thủ hộ còn lại người sống sót. Đây là Phật môn đại thừa Phật giáo áo nghĩa, cứu vớt chúng sinh, không tiếc tính mệnh. Diệp Thần nhìn xem những cái kia pho tượng, trong lòng có chút hối hận, nếu như hắn sớm ngày trở về, Khổng gia khả năng cũng không cần hy sinh. Bất quá bây giờ trở về, cũng không tính quá muộn, Diệp Thần vận dụng luân hồi pháp, vẫn có thể đem người đã chết phục sinh, chỉ bất quá đại giới to lớn. Làm Diệp Thần đi vào ngoài sơn môn phụ cận, cái kia tiếng đàn liền ngừng. Chỉ nghe một đạo lạnh lùng thanh âm già nua, theo sơn môn bên trong truyền đến, là luân hồi chi chủ sao. Diệp Thần nghe xong, nghe ra là Chu gia gia chủ Chu Chính thanh âm, cất cao giọng nói, đúng. Vào đi. Sơn môn cấm chế mở ra một đường nhỏ. Diệp Thần yên lặng, lách mình đi vào, ngắm nhìn bốn phía, nhưng không thấy có người. Chúng ta đều tại hang núi trong lòng đất. Phía trước một ngọn núi, truyền đến Chu Chính thanh âm. Diệp Thần theo tiếng tiến lên, đi vào trước mặt một tòa núi lớn, quả nhiên thấy có một cái sơn động. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, đi vào trong sơn động, dọc theo duy nhất lối đi, hướng lòng đất đi đến. Càng đi dưới mặt đất, không khí liền càng ngày càng đè nén. Làm Diệp Thần thật đi tới lòng đất, hắn liền thấy vô cùng thê lương cảnh tượng. Chỉ thấy dưới nền đất hang động, lít nha lít nhít tất cả đều là dân chạy nạn, Chu gia cùng Mộ gia những người may mắn còn sống sót, người già trẻ em đều nhét chung một chỗ, không có Khổng gia người, Khổng gia đã cả tộc hiến tế, bọn hắn tin Phật, tại sống chết trước mắt lựa chọn hy sinh chính mình. Khi nhìn đến Diệp Thần đến về sau, này chút may mắn còn sống sót dân chạy nạn, đều dùng vô cùng ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn. Luân hồi chi chủ, bái người ban tặng, người mang đi tinh hằng chi thạch, khiến ta Thanh Lam quốc trật tự sụp đổ, bị Sửu Thần hắc ám bao phủ, chúng ta cũng chẳng qua là tại kéo dài hơi tàn. Một cái lão giả đứng dậy, nổi giận đùng đùng, chính là Chu gia gia chủ Chu Chính. Phụ thân, không phải luân hồi chi chủ sai, kẻ cầm đầu là Sửu Thần, chúng ta không thể tranh chấp nội bộ. Một thanh niên đứng ra, mở miệng khuyên can lấy, là Chu gia thiếu chủ Chu Thiên Trạch. Chu Chính hừ một tiếng, tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần, nói, luân hồi chi chủ, đã ngươi trở về, vậy thì mời ngươi thu thập tàn cuộc, ta ngược lại muốn xem, ngươi muốn thế nào tay sắn họa trời, đây là ngươi xông ra họa. Bây giờ tinh hằng chi thạch thạch thần, cũng bởi vì ngươi mà chết rồi, không có hắn bảo vệ, ngươi làm sao có thể cùng Sửu Thần địch nổi. Chu Chính gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, hắn đã nhìn thấy thiên cơ, biết thạch thần đã hao hết linh khí mà chết, không có thạch thần bảo hộ, hắn không dám tưởng tượng, Diệp Thần còn có thủ đoạn gì nữa, có thể chiến thắng Sửu Thần. Dù sao bây giờ Diệp Thần, nhận hắc ám trái cấm mặt trái hạn chế, thực lực lớn chịu ảnh hưởng, thật muốn đối mặt Sửu Thần, chỉ sợ là cố hết sức. Mà lại hiện tại Sửu Thần, có được một bộ tạm thời thân thể, thực lực 10 điểm cường hãn. Chu Chính cũng không cảm thấy, Diệp Thần có chiến thắng Sửu Thần khả năng. Toàn trường tất cả mọi người, mắt trong mang theo cũng là ảm đạm cùng thần sắc bất đắc dĩ. Bọn hắn tại đây bên trong kéo dài hơi tàn, liền là đang mong đợi Thạch Thần trở về. Nào nghĩ tới, Thạch Thần đã chết. Chỉ dựa vào Diệp Thần, bọn hắn cũng không cho rằng, có nghịch chuyển toàn cục khả năng. Diệp Thần yên lặng một hồi, hỏi, Mộ Thanh Âm Mộ cô nương ở đâu? Ta muốn gặp mặt nàng. Chu Chính nói, nàng ở bên trong giam giữ lấy. Dừng một chút, lại kêu lên, có ai không, nắm hết thảy phong tỏa đều mở ra, ngược lại chúng ta đều sắp bị Sửu Thần giết chết, hết thảy đều không có ý nghĩa. Có hai tên vệ binh, trầm mặc hướng địa quật chỗ sâu đi đến, chỉ chốc lát sau, Diệp Thần liền nghe đến xiềng xích mở ra thanh âm. Diệp Thần hướng Chu Chính khom người, liền càng qua đám người, tại ánh mắt mọi người nhìn soi mói. Đi đến địa quật chỗ sâu. Nơi này có một tòa tạm thời tạo ra nhà tù xiềng xích đã được mở ra, bên trong giam giữ lấy một người mặc áo trắng thanh lệ nữ tử, chính là Mộ Thanh Âm.
Mộ Thanh Âm bị giam giữ một thời gian, gương mặt 10 điểm tiều tụy cùng tái nhợt, nàng nhìn thấy Diệp Thần tới, cái kia ảm đạm con mắt, lập tức sáng lên hào quang, khẽ mỉm cười nói. Luân hồi chi chủ, người cuối mang cùng trở về. Diệp Thần tâm hạ áy náy, nói thật có lỗi, mộ cô nương, nhường ngươi chịu khổ. Lúc trước hắn cùng Tinh Hằng chi thạch thạch thần rời đi, dẫn đến Mộ Thanh Âm bị giam giữ, một mực quan cho tới bây giờ. Không có việc gì, ta có cửu tiêu hoàn bội cầm tương bồi, cũng không tẻ nhạt. Mộ Thanh Âm mỉm cười, vuốt ve trước người hoành thả một thanh cổ cầm, vừa mới chính là nàng phủ cầm tấu âm. Diệp Thần dò xét nàng liếc mắt, gặp nàng cái trán có khói đen xoay quanh, không khỏi nhướng mày, nói, mộ cô nương, người ma khí muốn phát tác sao? Tại trước đây thật lâu, Mộ Thanh Âm liền nếm thử cùng Thanh Lam di tích thế giới câu thông, nhưng cũng tiếc không có đạt được đáp lại, thậm chí lọt vào phản kích, lây dính ma khí. Nhìn nàng hiện tại khói đen bàn đỉnh bộ dáng, này ma khí rõ ràng nhanh muốn phát tác. Chết sống có số, ta không sao. Mộ Thanh Âm thiển thiển cười cười, tựa hồ cũng không để ý chính mình thân thể. Ta trước thay ngươi hóa giải. Diệp Thần không nói lời gì, đi vào trong phòng giam. Tay phải nắm chặt Mộ Thanh Âm tay, điều động thiên hỏa mệnh tinh năng lượng, quán chú đến trong cơ thể nàng. Mộ Thanh Âm ôi một tiếng thét kinh hãi, chỉ cảm thấy một cỗ hùng hồn nóng rực năng lượng, cuồn cuộn tiến vào thân thể nàng, trong cơ thể nàng ma khí, lập tức liền bị hóa giải mất, cả người thần thái sáng láng. Luân hồi chi chủ. Mộ Thanh Âm ngơ ngác nhìn Diệp Thần, nàng phát hiện Diệp Thần thay nàng hóa giải ma khí, khuôn mặt ngũ quan đều bóp méo. Tựa hồ nhận bị cái gì áp lực cực lớn cùng đau đớn. Diệp Thần nhếch nhếch miệng, thu về bàn tay, nói ta không sao, mộ cô nương, ngày mai còn muốn nhờ ngươi thay ta phủ cầm, ta chuẩn bị cùng Sử Thần quyết chiến, cần ngươi trợ lực. Vừa mới vận dụng thiên hỏa mệnh tinh năng lượng, Diệp Thần thừa nhận rồi cực lớn đau đớn, tinh không trái cấm hắc ám, đi sâu hắn cốt tủy, chỉ cần hắn có biên độ hơi lớn động tác, hắc ám bừa bãi tàn phá, liền sẽ mang đến bén nhọn đau đớn. Bất quá hắn lúc này, đại khái nghĩ đến phá cục chi pháp, có thể áp chế hắc ám đau đớn, thậm chí cùng Sử Thần quyết chiến. Nghe vậy, Mộ Thanh Âm kinh hãi, nói cái gì, người muốn cùng Sử Thần quyết chiến. Người trạng thái như vậy. Diệp Thần cười nói, không có việc gì, ta có biện pháp, ngày mai chỉ cần ngươi giúp ta phủ cầm, liền khải đàn Không Sơn Tân Vũ là đủ rồi. Không Sơn Tân Vũ cái kia thủ khúc, Mộ Thanh Âm trước đây nghe Diệp Thần đánh qua. Nàng cầm khúc thiên phú cực tốt, chính mình cũng đã học xong. Này thủ khúc, có thể gột rửa hắc ám yêu tà, đủ để phụ trợ Diệp Thần chiến đấu. Ngày mai sẽ phải quyết chiến sao? Mộ Thanh Âm ngốc ngốc xuất thần, khó mà tin được. Diệp Thần trịnh trọng gật đầu, nói ta hiện tại liền cùng Sử Thần ước chiến, định vào ngày mai khai chiến. Dứt lời, Diệp Thần đem chính mình ý chí, trực tiếp lan truyền ra, khuếch tán đến toàn bộ Thanh Lam Quốc. Oanh long long, toàn bộ Thanh Lam Quốc, lập tức chấn động dâng lên, từng mảnh hắc ám thế giới bên trong, có từng đầu luân hồi kim quang nở rộ. Diệp Thần ý chí, chấn động càn khôn, dao động toàn bộ thế giới. Bên ngoài, Sử Thần cùng dưới trướng hắn đệ tử, trong nháy mắt bắt được Diệp Thần ý chí, đều là kinh hãi. Tiểu tử này, thế mà chủ động cùng ta ước chiến. Sử Thần cảm nhận được Diệp Thần ước chiến ý niệm, tầm mắt lấp lóe không yên. Vội vàng suy tính bói toán đủ loại cát hung họa phúc. Hắn hết sức muốn biết, Diệp Thần đến cùng có bài tẩy gì, lại có dũng khí cùng hắn ước chiến. Nhưng luân phiên suy tính phía dưới, hắn cũng thực sự nhìn không ra, Diệp Thần còn có cái gì lật bàn khả năng. Hảo tiểu tử, mặc dù lực lượng của ta chỉ có thể phát huy một phần nhỏ, nhưng ngươi muốn chiến, vậy ngày mai liền chiến thống khoái. Hắc hắc, kỳ thật ngươi có chạy trối chết cơ sẽ, nhưng ngươi không trốn. Ta đây liền tiễn ngươi lên đường. Sử Thần cũng truyền ra ý chí, đáp ứng Diệp Thần ước chiến. Oanh long long. Hai người định ra ước chiến, thoáng chốc ở giữa, chấn động Thanh Lam Quốc. Mặc kệ là Sử Thần tộc Ma Đồ, vẫn là Thanh Lam Quốc những người may mắn còn sống sót, đều là kinh hãi chấn động. Bọn hắn khó mà tin được, Diệp Thần thế mà sẽ có dũng khí, dám can đảm khiêu chiến Sử Thần. Trong sơn động, Chu gia. Mộ gia những người còn sót lại, cũng là triệt để chấn kinh. Chu Chính cùng Chu Thiên Trạch, lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ, hai mặt nhìn nhau. Hai người cùng rất nhiều nhân vật cao tầng, vội vàng đi tới nhà tù. Đã thấy Diệp Thần khí định thần nhàn,
ngồi tại Mộ Thanh Âm bên cạnh. Chu Chính trầm giọng hỏi, luân hồi chi chủ, người thế mà chủ động ước chiến Sửu Thần. Diệp Thần lạnh nhạt cười cười, nói ta dẫn xuất họa loạn, liền để ta tới chung kết đi. Đợi ngày mai Chu diệt Sửu Thần về sau, ta sẽ đem tất cả người chết phục sinh, các ngươi xin yên tâm. Nghe vậy, mọi người đều là hãi dị. Chu Chính chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nói, ngươi có thủ đoạn gì Chu diệt Sửu Thần? Sửu Thần khí thế hùng hổ, Chu Chính thực sự không cách nào tưởng tượng, Diệp Thần có cái gì giết ngược lại khả năng, dù sao hiện tại Thạch Thần đã chết, chỉ còn lại có một khối chết đi tinh hằng chi thạch, làm sao có thể đủ nghịch chuyển cục diện. Diệp Thần cười nói, ngày mai các ngươi tự sẽ biết được, ta có nắm bắt có thể thắng, mặc dù đại giới có chút lớn. Nhìn xem Diệp Thần biểu lộ như vậy, mọi người nhất thời trầm mặc, trong lòng lo sợ nghi hoặc lo lắng. Diệp Thần không tiếp tục để ý tới mọi người, ngồi xếp bằng, trực tiếp nhập định, tu luyện điều tức, vì ngày mai quyết chiến làm chuẩn bị. Không có ai biết, Diệp Thần tâm bên trong nghĩ đến chút gì. Luân hồi chi chủ, ngươi dự định động dùng thủ đoạn gì? Diệp Thần điều tức thời điểm, nghe được một cỗ trầm hậu thanh âm, truyền đến chính mình trong lòng, là theo thúc mệnh chi hoàn bên trong, Thái Thản cự thần phát ra thanh âm. Thái Thản tiền bối. Diệp Thần cười cười, trầm ngâm một thoáng nói, ta thủ đoạn, có thể đánh đổi to lớn, nhưng chỉ cần có thể chu diệt Sửu Thần, hết thảy đều là đáng giá. Mặt khác, người nếu có rảnh rỗi, liền giúp ta tra một chút cái kia mà cửu ca hạ lạc, còn có cửu thiên linh thủy hạ lạc. Diệp Thần đã đang mưu đồ tiếp xuống đường, tựa hồ ngày mai cùng Sửu Thần quyết chiến, hắn nhất định sẽ thắng được giống như. Thái Thản cự thần nghi ngờ không thôi, thực sự đoán không được Diệp Thần muốn dùng thủ đoạn gì, bất quá nghe được Diệp Thần ủy thác, hắn cũng là trịnh trọng gật đầu nói. Tốt, luân hồi chi chủ, ta giúp ngươi suy tính một thoáng, ngày mai quyết chiến, ngươi yên tâm chiến đấu là được. Bây giờ Thái Thản cự thần thực lực, còn không có khôi phục nhiều ít. Ngày mai Diệp Thần cùng Sửu Thần quyết đấu, hắn cũng không xen tay vào được. Diệp Thần còn có Huyết Long cùng Tiểu Cấm Yêu trợ lực, bất quá, Diệp Thần cũng không tính vận dụng, hắn muốn khiêu chiến một thoáng cực hạn của mình, nhìn một chút chính mình cực hạn bùng nổ trạng thái dưới, có thể hay không chiến thắng Sửu Thần. Một đêm này, Thanh Lam Quốc không ngủ.